Xin phép các thầy cô, đến giờ chúng ta bắt đầu ạ. Xin kính chào tất cả các thầy các cô là cán bộ quản lý và giáo viên cấp trung học cơ sở dạy môn công nghệ chín thuộc ba sở giáo dục và đào tạo ở tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Quảng Trị. Hôm nay tôi rất vui thay mặt cho nhóm tác giả sách công nghệ chín của bộ sách Cánh Diều giới thiệu với các thầy cô một số nội dung trong việc triển khai dạy học môn công nghệ chín trong năm học 24-25. Năm đầu tiên chúng ta thực hiện môn công nghệ chín và cũng là năm kết thúc quá trình chúng ta chuyển đổi từ chương trình 2006 sang chương trình 2018. Về cái nội dung trình bày của các thầy cô hôm nay thì có 3 nội dung. Thứ nhất là những vấn đề chung, thứ hai là trao đổi về tổ chức dạy học môn công nghệ chín, và thứ ba là trao đổi về đánh giá kết quả học tập. Thời gian nó ngắn cho nên cái phần thảo luận và giải đáp có lẽ là chúng ta sẽ để vào dịp khác. Trong quá trình thực hiện triển khai chương trình, các thầy cô có vướng mắc cần trao đổi thì chúng tôi sẽ trao đổi cùng các thầy cô thông qua Zalo hoặc là điện thoại hoặc là hòm thư. Chúng tôi sẽ gửi cái bài báo cáo này, trong đó có địa chỉ của tác giả và chúng tôi, để các thầy cô nếu cần thiết có thể trao đổi liên hệ. Thì báo cáo thầy cô thì nội dung hôm nay thì thời gian thì có buổi sáng mà trình bày nhiều vấn đề, cho nên là xin phép thầy cô là tôi trình bày luôn vào cái nội dung của báo cáo. Về tài liệu thì báo cáo thầy cô là nó có một số tài liệu mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất về sách công nghệ chín ấy, thì có sách giáo khoa công nghệ chín định hướng nghề nghiệp, sách giáo khoa công nghệ chín lắp đặt mạng điện trong nhà, sách giáo khoa công nghệ chín trồng cây ăn quả, sách giáo khoa công nghệ chín chế biến thực phẩm. Đi kèm với sách giáo khoa thì các nội dung này cũng có sách giáo viên và sách bài tập. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện thì các thầy cô cũng biết là chúng ta tham khảo thêm cái tài liệu tập huấn sử dụng bộ sách của Cánh Diều và các văn bản chỉ đạo của bộ, của sở, của phòng. Về cái phần chung ấy thì báo cáo thầy cô là nó có 3 cái nội dung: một là giới thiệu chung về chương trình môn công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, thứ hai là giới thiệu về sách giáo khoa công nghệ chín, và thứ ba là các cái hệ thống sách tài liệu bổ trợ. Về giới thiệu chung ấy, thì có 3 cái nội dung. Tôi cũng xin lướt nhanh bởi vì năm nay thì chúng ta thực hiện lớp 9, tức là cuối cấp. Cái này các thầy cô chương trình 2018 chúng ta đã triển khai từ lớp 6, lớp 7, lớp 8. Thế cho nên là nhiều cái chúng ta đã quen thuộc và đã sử dụng là thành thạo, đã nắm chắc được vấn đề. Cho nên phần này tôi xin trình bày cũng lướt nhanh. Về mục tiêu của chương trình môn công nghệ thì chúng ta cũng biết là để chuẩn bị cho học sinh học tập làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ, trong gia đình, xã hội, nhà trường, hình thành phát triển phẩm chất năng lực chung, năng lực công nghệ. Và mỗi cấp học thì nó có cái mục tiêu cụ thể riêng. Về cái chương trình 2018 ấy, thì chúng ta biết yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực ấy. Thì đối với năng lực cốt lõi chúng ta có 10 năng lực: 3 năng lực chung, 7 năng lực đặc thù. Phẩm chất thì có 5 thành tố: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Trong đó thì năng lực công nghệ lại được tách làm 5 thành tố là giao tiếp công nghệ, nhận thức công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế kỹ thuật. Mỗi một cái thành tố này thì nó đi chuyên vào một cái khía cạnh, một cái lĩnh vực. Thì thông qua cái từ mô tả này thì chúng ta cũng thấy được là năng lực nhận thức thì nó là nói chung. Giao tiếp ở đây thì chúng ta cũng tránh nhầm với cái năng lực chung, giao tiếp và hợp tác. Đấy là giữa người với người, học sinh với học sinh, học sinh với thầy cô. Còn giao tiếp công nghệ là giao tiếp giữa người với sản phẩm công nghệ, với máy móc thiết bị, với bản vẽ. Đấy. Còn sử dụng công nghệ thì chúng ta rõ rồi, tức là sử dụng các cái sản phẩm công nghệ. Đánh giá công nghệ là cái năng lực mà có thể nhận thấy được, đánh giá được những cái ưu điểm, hạn chế, những cái hơn cái kém của các cái phương án, các cái sản phẩm, đấy, các cái quy trình. Thế còn năng lực thiết kế kỹ thuật thì là
để thiết kế ra sản phẩm, ra công nghệ. Và đối với học sinh ấy, thì đôi khi nó chỉ là một cái năng lực thiết kế một cái sơ đồ lắp đặt dựa trên sơ đồ nguyên lý chẳng hạn, thì đó cũng là thiết kế kỹ thuật. Về chương trình công nghệ ở cấp trung học cơ sở thì các thầy cô cũng đã rõ. Đối với môn công nghệ thì mỗi một năm nó có một cái tên khác nhau. Đối với lớp 6 gọi là công nghệ trong gia đình, lớp 7 thì là nông lâm nghiệp và thủy sản. Trước đây chúng ta gọi tắt là nông lâm ngư nghiệp, nhưng bây giờ cái chữ ngư nghiệp người ta đổi thành thủy sản. Thế còn lớp 8 thì là công nghiệp và thiết kế kỹ thuật. Ở lớp 9 chúng ta chuẩn bị đây là gọi là công nghệ và hướng nghiệp. Đấy. Thời lượng của lớp 9 bây giờ thì là 52 tiết. Trong đó các mô đun ấy, thì nó vẫn là 35 tiết như là chương trình 2006, nhưng có thêm phần định hướng nghề nghiệp là 17 tiết nữa. Đấy. Thì cái nội dung của nó là gồm có 2 phần. Thế thì theo chương trình thì các thầy cô biết là đối với công nghệ 9 thì phần 1 là định hướng nghề nghiệp, có 17 tiết là cái phần bắt buộc tất cả học sinh đều phải học. Còn phần thứ hai là phần trải nghiệm nghề nghiệp, là phần lựa chọn. Trong đó thì trong chương trình có 15 mô đun. Tuy nhiên thì sách giáo khoa thì biên soạn thì thống nhất chung ấy, thì là trước mắt là biên soạn 3 mô đun. Thì cái số mô đun lắp đặt bằng điện trong nhà, trồng cây ăn quả, chế biến thực phẩm thì tôi cũng thấy được là xuất bản cánh diều với kết nối tri thức cuộc sống là như nhau. Còn trong cái bộ chương trình sáng tạo thì họ lại chuyển sang dạy là công nghiệp 4, công nghiệp 4.0. Thế thì học sinh lựa chọn một trong ba cái mô đun để học. Nói học sinh lựa chọn thì đấy là chúng ta nói theo chương trình, còn thực tế thì các thầy cô chắc đã rõ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái định hướng nghề nghiệp bắt buộc ấy là cái mà chúng ta triển khai chung, với còn cái phần trải nghiệm nghề nghiệp thì tùy theo từng trường, tùy theo điều kiện mà chúng ta có thể hướng dẫn học sinh lựa chọn cái mô đun nó phù hợp. Thì trong cái mô đun liệt kê đây thì trong chương trình môn công nghệ 2018 cũng đã có rồi. Về cái sách giáo khoa thì nó có mấy cái điểm: một là quan điểm biên soạn, hai là nội dung sách giáo khoa công nghệ 19, và ba là một số nội dung mới. Thì về quan điểm thì cũng tương tự như các cái sách trước, vẫn dựa trên các cái quan điểm. Đầu tiên là theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh theo đúng cái định hướng của chương trình. Thứ hai là cái đặc điểm môn công nghệ, đó là cái luôn luôn đảm bảo một tính hiện đại, cập nhật với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Tuy nhiên thì đối với sách giáo khoa phổ thông ấy, thì cũng đảm bảo tính khái quát đơn giản gắn với đời sống thực tiễn để tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình nhận thức. Thứ tư là với đặc điểm của môn công nghệ, kênh hình cũng là một kênh kiến thức, cho nên là cũng chú trọng cung cấp kiến thức qua kênh hình kết hợp với kênh chữ để phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh. Và thứ năm ấy, là cũng có những cái gợi ý cái tạo điều kiện để nhà trường, các thầy cô phát huy cái tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy và tổ chức học tập cho học sinh. Về cái sách giáo khoa ấy, thì báo cáo thầy cô là như tôi vừa nói ở trên ấy, thì đối với bộ sách Cánh Diều là có 4 quyển công nghệ 9, ta gọi là quyển 1 là quyển định hướng nghề nghiệp, quyển 2 là mô đun lắp đặt mà điện trong nhà, quyển 3 là mô đun trồng cây ăn quả, và quyển 4 là chế biến thực phẩm. Cái mô đun lắp đặt mà điện trong nhà và cái mô đun trồng cây ăn quả thì theo tôi nhận thấy nó cũng về cơ bản nó cũng tương tự như là 2 mô đun trước đây. Riêng mô đun chế biến thực phẩm nó như là phát triển từ cái mô đun chế biến nấu ăn, mô đun xin lỗi, mô đun nấu ăn ở chương trình 2006. Đấy, cho nên là đối với các thầy cô mà khi mà triển khai dạy cái này thì chúng tôi cũng chủ quan nghĩ rằng là cũng cần cố gắng nhưng mà không quá khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được cái chương trình. Về nội dung sách giáo khoa công nghệ 9 ấy, thì cấu trúc sách giáo khoa thì nó gồm có 3 phần, cũng là quen thuộc với các thầy cô rồi. Phần đầu thì có lời nói đầu, có mục lục,
có trang hướng dẫn sử dụng sách. Đấy, nội dung chính thì gồm có các chủ đề, các bài, và cuối sách thì có cái bảng giải thích thuật ngữ. À, nội dung của các cái bài học thì được cấu trúc là có mục tiêu. À, đầu tiên có tên bài, có mục tiêu, sau đó là nội dung của bài, để gợi ý cho các thầy cô tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. Thì cấu trúc của bài học cũng được biên soạn dưới bốn cái hoạt động là mở đầu hay là khởi động, rồi là hình thành kiến thức mới, luyện tập vận dụng. Ngoài ra thì trong bài còn có thể có mục em có biết để cung cấp thêm thông tin, bổ ích hấp dẫn liên quan đến bài học, và mục kiến thức cốt lõi để giúp cho thầy cô hướng dẫn cho học sinh ôn tập những nội dung kiến thức quan trọng chủ yếu của bài. Thì cấu trúc bài học thì nó cũng cũng là quen thuộc. Ở một số cái nội dung mới thì báo cáo thầy cô là trong bốn nội dung này, bốn module và cái phần định hướng nghề nghiệp ấy, thì chúng ta thấy là cái phần định hướng nghề nghiệp có lẽ là nó nhiều cái mới nhất. Sau đó là cái module chế biến thực phẩm, thế còn cái lắp đặt bằng điện trong nhà và trồng cây quả thì như trao đổi với các thầy cô là nó cũng cơ bản cái sườn nó vẫn tương tự như là cái module trong chương trình 2006, các thầy cô cũng yên tâm. Và trong cái buổi sáng báo cáo hôm nay ấy, thì chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ trao đổi với các thầy cô về phần định hướng nghề nghiệp và module lắp đặt bằng điện trong nhà. Còn phần thứ hai là về module trồng cây ăn quả và chế biến thực phẩm, thì sẽ do tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng là chủ biên của hai cái quyển sách này trình bày với các thầy cô. Nội dung mới của sách giáo khoa 2019 định hướng nghề nghiệp ấy, thì báo cáo thầy cô là theo cái chương trình thì nó có bốn cái nội dung phần định hướng nghề nghiệp. Một là nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, hai là giáo dục kỹ thuật công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân, ba là thị trường lao động kỹ thuật công nghệ tại Việt Nam, và bốn là lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Thế thì trong bốn cái nội dung này ấy, thì ba nội dung ở trên mang tính chất là cung cấp thông tin, nó cũng không có gì phức tạp lắm. Thế còn nội dung thứ tư thì nó mang tính chất là lý thuyết nhiều hơn là đề cập về cái lý thuyết hướng nghiệp. Vì thế nên là tôi cũng xin trao đổi kỹ hơn về cái lý thuyết hướng nghiệp. Đối với lý thuyết hướng nghiệp thì có rất nhiều lý thuyết. Hiện nay có khoảng trên dưới chục lý thuyết hướng nghiệp. Ở đây chỉ giới thiệu lướt nhanh các thầy cô 7 lý thuyết mà có thể chúng ta cũng tìm hiểu để sử dụng trong quá trình giảng dạy. Trong đó thì có hai lý thuyết mà trong sách giáo khoa giới thiệu, đó là lý thuyết cây nghề nghiệp và lý thuyết mật mã Howland, hay còn gọi là lục giác Howland. Đây là hai cái mà giới thiệu trong cái phần định hướng nghề nghiệp. Thì cái này cũng là thống nhất giữa ba bộ sách kết nối cánh diều chân trời sáng tạo. Thì trong quá trình mà biên soạn hội đồng cũng đề nghị hội đồng thẩm định nhé, bộ thì cũng đề nghị chúng tôi là thống nhất cái này cho là ba cuốn sách thì đều trình bày hai cái lý thuyết, đó là cây nghề nghiệp và mật mã Howland. Thì đầu tiên là cái quy trình hướng nghiệp ấy, thì báo cáo thầy cô là nó rất là vắn tắt ba cái chữ, tức là em là ai, em đang đi về đâu và làm sao để em đến được nơi nơi đó, nơi em muốn. Ý là thế này ạ, tức là đầu tiên ấy, là mình xác định cái năng lực, cái sở thích của bản thân mình, sau đó mình sẽ xác định là tới đây mình sẽ đi vào lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào, hướng đi mình sau này thế nào, và như thế thì làm thế nào để mình đến được. Ví dụ bây giờ là sau khi mà học phổ thông xong thì xác định là sẽ đi sang Nhật để xuất khẩu lao động, thì khả năng của mình là đủ rồi, sở thích của mình cũng muốn. Thế nhưng mà sang Nhật thì phải biết tiếng Nhật, như vậy là làm thế nào để em đến được nơi đó, thì một là chuẩn bị về kiến thức kỹ năng, như hai chắc chắn là phải là học tiếng Nhật để khi người ta tuyển kiểm tra là mình có đủ điều kiện để mình đi. Thì cái quy trình hướng nghiệp ý của nó là như vậy. Cái điều kiện chọn nghề tối ưu đó là tích hợp được ba cái là tôi muốn, tôi có thể và tôi phải. Thì ba cái này tích hợp với nhau mà đạt được thì đảm bảo có thể coi như là chọn đúng nghề, đúng với khả năng sở thích của mình. Đấy. Thì nó dễ phát triển.
thuận lợi trong quá trình thực hiện công việc. Cái lý thuyết thứ hai là cái lý thuyết vòng đời nghề nghiệp của Jordan Super, thì chúng ta thấy rằng ấy là ông ấy chia cuộc đời ra làm nhiều giai đoạn. Ở đây thì vẽ một cái sơ đồ mang tính chất tượng trưng từ lúc bé cho đến lúc già. Đấy, chúng tôi thì nói vui chứ là sau khi mà gia đình có hai con xong cái thì không hiểu thế nào mà cái hình tiếp theo nó chỉ có mỗi một ông đứng thôi, rồi cuối cùng là còn có bà. Rồi, phụ nữ chắc là tuổi thọ sẽ cao hơn. Thế thì cái này chia ra thì phân tích ra thì mỗi một tuổi nó có những cái đặc điểm, khả năng, sở trường và cái nhiệm vụ nhất định. Và chúng ta thấy ở cái tuổi 45, 64 là cái tuổi mà coi như là nó đã ổn định, hoàn thiện nghề nghiệp, và đến 6 năm trở ra thì coi như là nghỉ hưu đấy. Thế thì mỗi một giai đoạn nó có những cái đặc trưng riêng, thì cái này chúng ta cũng nắm được để khi mà giảng về hướng nghiệp có thể chúng ta bổ sung thêm vào trong cái bài giảng. Cái lý thuyết thứ ba đấy là lý thuyết cây nghề nghiệp, thì cái này là cái mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn, bởi vì chúng ta sẽ dạy ở trong cái bài lý thuyết cây nghề nghiệp. Đấy, thì trong cái cây nghề nghiệp này thì người ta gọi là cây, thì người ta vẽ ra một số cái rễ và một số cái quả. Ý của nó là thế nào? Tức là mỗi một phần ấy thì nó có cái đặc trưng, đặc điểm riêng. Phần rễ thì là cái cơ sở để mà lựa chọn nghề nghiệp. Nó bao gồm có sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp. Thì ở đây là vì thời gian ngắn là tôi không không nói kỹ, nhưng mà sau chuyển cái này các thầy cô đọc thì cái nội dung như thế, thì chúng ta thấy là khi mà làm việc đúng sở thích của mình thì bao giờ nó cũng thuận lợi hơn, phấn khởi hơn và nó dễ phát triển hơn. Cái thứ hai là cái khả năng hay là gọi là năng lực, thì chúng ta thấy rõ ràng nếu mà anh chọn được cái nghề phù hợp với khả năng của anh thì anh dễ phát triển, dễ thăng tiến và làm việc cũng sẽ nhẹ nhàng, nó không phải bị quá sức. Đấy, thì anh xác định là cái khả năng của anh thế nào thì anh nên chọn cái hướng đi theo như thế. Cái thứ ba là cái cá tính. Cá tính thì nó mang tính chất như là cái đặc điểm về tính cách. Các thầy cô thấy là có người thì hiền hòa, có người thì nóng tính. Thế thì lựa chọn cái nghề nào nóng tính thì nên tránh cái nghề nào. Đấy, có thể là nó bất lợi, nó nguy hiểm. Thế những người mà hiền hòa, lịch sự thì làm ở trong những lĩnh vực nào? Thì cái cá tính nó cũng là một cái yếu tố mà nó tác động đến cái sự phát triển của nghề nghiệp cũng rất là cao đấy. Trong cái lý thuyết hướng nghiệp người ta rất chú ý đến cá tính, chứ không phải chỉ có chú ý đến năng lực và sở thích đâu. Đấy, thì cái này cũng là một cái mà cần quan tâm. Thế còn cái thứ tư là cái giá trị nghề nghiệp, thì cái này nó mang tính chất như là một cái ý nghĩa về nghề nghiệp. Thế khi mà lựa chọn cái nghề nghiệp mà phù hợp với giá trị nghề nghiệp của xã hội nói chung và của bản thân thì sẽ mang lại cái niềm vui và cái sự thành công trong quá trình thực hiện. Thế thì cái lý thuyết cây nghiệp ý nghĩa nó ở chỗ nào? Tức là muốn nói tức là khi mà chúng ta lựa chọn nghề nghiệp thì chúng ta phải dựa trên cơ sở gốc rễ, đó là sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp. Trong đó ba cái rất chú ý đó là sở thích, khả năng và cá tính. Thế nếu mà chúng ta chỉ nhăm nhăm chọn gọi là việc nhẹ lương cao, được xã hội tôn trọng, tức là oai phong lẫm liệt, nhưng mà mình lại năng lực không đủ thì nó khó phát triển, thậm chí là bị thất bại. Thế thì trong quá trình mà giảng dạy phần này, các thầy cô cũng định hướng cho học sinh nên lựa chọn cái nghề nghiệp theo cái phần gốc rễ, đó là sở thích, khả năng, cá tính. Đấy. Cái lý thuyết thứ hai cũng giới thiệu kỹ hơn với các thầy cô, đấy là lý thuyết mật mã Howland. Thì ông Howland ông ấy chia cái con người ta ra một số cái tính cách đấy, chia làm 6, gọi là nhóm kỹ thuật, nhóm nghiên cứu, nhóm nghệ thuật,
nhóm xã hội, nhóm quản lý và nhóm nghiệp vụ. Thế thì sáu cái nhóm này nó có cái đặc trưng riêng của nó, mỗi một cái người mà xếp vào cái nhóm kinh doanh nào ấy, thì nó có những cái khả năng, nó có cái cá tính riêng như là đã trình bày ở đây. Đấy, thời gian ngắn nó không không đi sâu được, các thầy cô thông cảm. Thế thì cái sắp xếp của Howland ấy, là xếp thành hình lục giác và còn gọi là lý thuyết lục giác Howland. Thế lục giác này nó có ý nghĩa gì? Đây không phải là xếp thành cái hình cho nó đẹp, mà nó có ý của nó. Ở đây các thầy cô quan sát cái hình lục giác, chúng ta sẽ thấy cái cạnh nghiệp vụ thì nó đối diện với cái cạnh nghệ thuật. Ý của nó là gì ạ? Nếu mà anh đã có tính cách về nghiệp vụ nghiêm túc, chính xác, cẩn thận thì anh khó phát triển ở bên lĩnh vực nghệ thuật. Vì nghệ thuật nó đòi hỏi sáng tạo và tự do bay bổng đấy. Nhưng mà ở lân cận thì cái anh tính cách nghiệp vụ sẽ lân cận với anh kỹ thuật của anh quản lý, là những anh cũng đòi hỏi công việc là phải đúng quy trình, phải chặt chẽ đấy. Như vậy cái cách xếp của Howland nó có ý của nó, tức là khi lựa chọn nghề nghiệp thì cố gắng lựa chọn theo cái nhóm tính cách của mình, nếu không thì cố gắng chọn ở cái nhóm lân cận. Thì trong mỗi nhóm đấy thì cũng đã nêu rõ đặc điểm tính cách của từng nhóm, nó như thế nào. Thì cái này chúng ta cũng bổ sung bài giảng để hỗ trợ cho học sinh khi nghiên cứu lý thuyết mật mã lần trong cái lựa chọn nghề nghiệp, thì xem xét cái bản thân mình là nó thuộc cái nhóm nào, và sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nghề nghiệp nó tương ứng với cái nhóm đó. Thì cái này cũng là một cái mà tại sao ba bộ sách đều chọn hai lý thuyết này để giới thiệu, là vì cái phần định hướng nghề nghiệp nó có 17 tiết, và đối với học sinh lớp 9 thì cũng không giới thiệu chuyên sâu như các nhà nghiên cứu, vì vậy chọn hai lý thuyết và nổi trội nhất và nó cũng phù hợp nhất để giới thiệu ở trong chương trình, trong sách giáo khoa. Thì báo cáo thầy cô là như vậy. Thì cái lý thuyết mật mã lần nó có cái ý nghĩa cũng giúp cho người ta trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp thì xác định được cái tính cách của mình thuộc nhóm nào để đi theo cái lĩnh vực đó. Và trong phần bài dạy thì nó có những cái phần câu hỏi để trắc nghiệm, giúp cho chúng ta xác định được là để học sinh xác định được thuộc nhóm tính cách nào. Đấy, thì báo cáo thầy cô lướt qua cái lý thuyết hướng mật mã lần nữa là như vậy. Cái thứ năm giới thiệu các thầy cô đó là cái lý thuyết và vị trí điều khiển. À, xin lỗi, tức là lý thuyết hệ thống. Lý thuyết hệ thống này thì cái sơ đồ này nó mô tả ý là thế này. Ý tức là mỗi một người thì đều có những cái quan hệ ràng buộc đối với quá khứ, đối với hiện tại, rồi có ảnh hưởng đến tương lai, có quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, bạn bè, làng xóm. Thế cho nên là cái này đôi khi là hướng nghiệp và chọn nghề là theo cái ý muốn, cái áp đặt của bố mẹ hay của anh chị em, hay là theo cái bạn bè. Cho nên là có những người thì chọn nghề là theo bạn rủ đi thì là đi thôi, chứ còn chả biết gì cả, ví dụ thế. Thế thì cái lý thuyết hệ thống ấy nó cũng chỉ ra cho rằng ấy là mỗi người ở trong xã hội cũng có nhiều cái mối quan hệ tác động ảnh hưởng, cái này có ảnh hưởng đến cái sự lựa chọn nghề nghiệp. Cái lý thuyết thứ sáu là lý thuyết vị trí điều khiển, thì cái này thì nó vẽ một cái hình ảnh mô tả ý của nó thế này, tức là như là kiểu gọi là số mệnh ấy. Tức là thôi kệ cho số mệnh nó đưa mình đến đâu thì kệ nó, nhưng có người thì quyết tâm là gọi là đức năng thắng số, tức là có vẻ là mình không hợp cái đấy lắm nhưng mình quyết tâm thì mình vẫn thành công đấy. Có những anh thì là bi quan, tức là không làm cũng chẳng thua gì là chả làm nữa đấy. Nói vui tức là cây khô thì lá cũng khô, số nghèo sang tận Liên Xô vẫn nghèo, số mình nghèo chả phấn đấu làm gì cả đấy. Thì cái này cũng là một cái mà trong quá trình giảng dạy chúng ta có thể lồng ghép để mà nói với học sinh ý.
Em mà muốn quyết tâm theo cái hướng mình đã chọn, có thể hiện nay là mình chưa được tốt lắm, mình chưa được mạnh lắm, nhưng các em cố gắng học tập, cố gắng tu dưỡng thì mình cũng sẽ có đủ năng lực để mình đáp ứng được ở cái nghề đó. Cho các em cố gắng phấn đấu, đừng có tự ti, ví dụ thế thì cũng là một cái để chúng ta trong quá trình chúng ta làm công tác thử nghiệm. Cái thứ bảy là cái lý thuyết gọi là ngẫu nhiên có kế hoạch. Đã ngẫu nhiên rồi còn có kế hoạch thì nghe nó hơi buồn cười. Và cái ảnh người ta minh họa một anh nằm chờ xung dụng. Nó tất nhiên anh này nếu mà nằm gốc mít thì chắc chắn là không có xung dụng vào người đâu, đúng không? Anh muốn có xung dụng vào thì ít nhất là anh phải phải phải, phải nằm dưới gốc cây xung. Tức là anh muốn có một cái gồi, tức là số may là bắt được cái gồi lúa to thì anh phải đi mót, chứ anh ở nhà thì làm sao mà có được. Có nghĩa là mình cứ nói là đôi khi là số may, nhưng mà thực ra là để may được cái đấy thì mình đã phải phấn đấu, mình đã phải làm rồi. Mình cứ làm đi rồi đến có những lúc thành quả sẽ mang lại. Có thể là mình chưa nhìn thấy ngay từ lúc đầu, nhưng mà cứ bền bỉ phấn đấu rồi đến lúc nào đó nó sẽ có thành công đến. Đấy, nó gọi là ngẫu nhiên một kế hoạch. Thì đây cũng là một cái lý thuyết mà chúng ta cũng định hướng cho học sinh là bền bỉ phấn đấu tu dưỡng học tập. Đấy, đừng có chán nản, đừng nghĩ là mình chả có khả năng gì cả, thôi mình chả làm nữa, thế thì không bao giờ thu được thành quả. Đấy, thì cái lý thuyết này nó cũng cũng là một cái kiểu lý thuyết thử nghiệm. Báo cáo thầy cô thì tôi giới thiệu lướt 7 cái lý thuyết, trong đó có 2 lý thuyết chính mà chúng ta phải dạy cho học sinh, đó là lý thuyết cây nghề nghiệp và lý thuyết mật mã học lần. Về cái nội dung mới của cái sách lắp đặt bảng điện trong nhà ấy, thì nó có một số điểm mới thì các thầy cô xem sách giáo khoa chúng ta thấy rõ. So với cái quyển mô đun 9 năm 2006 thì về cơ bản nội dung nó cũng không khác nhiều, nó chỉ thay đổi một số cái cập nhật. Ví dụ như là hiện nay thì cái đèn huỳnh quang là ta không dạy nữa, bởi vì nó tất nhiên vẫn còn sử dụng nhưng nó không phát triển. Cái đèn led bây giờ thì nó phát triển nhiều hơn, ví dụ thế. Hoặc là bây giờ người ta ít dùng cầu chì. Cầu chì thì nó có thể là trong máy móc thiết bị nó vẫn có cầu chì riêng của nó. Thế nhưng mà cầu chì ở mạng điện trong nhà ấy, thì gần như bây giờ là chúng ta không thấy xuất hiện, mà người ta thay bằng automat. Cái automat nó thay cho cái cầu dao với cầu chì, và nó là hơn cầu chì ở chỗ là sau khi khắc phục được sự cố xong lại bật lên thì nó lại dùng bình thường, còn cầu chì đã cháy rồi thì là phải mua dây chì khác để thay vào. Đấy, thì nó thay đổi thế. Thế hoặc là cái lắp đặt mạng điện thì cũng có chú trọng hơn đến vấn đề là thiết kế kỹ thuật, tức là thiết lập cái sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, rồi cũng có tăng tính kinh tế đây, tức là tính toán chi phí. Mặc dù tính toán chi phí cũng chỉ mang tính chất giới thiệu đại cương, nhưng nó cũng là một cái điểm mới. Rồi cũng có giới thiệu một số cái ngành nghề chính liên quan đến cái lắp đặt bằng điện trong nhà. Đấy. Thì cái phần là tôi trao đổi với thầy cô là phần hướng nghiệp và mô đun lắp đặt bằng điện trong nhà, thì trao đổi một số cái nét như vậy. Thế còn về cái hỗ trợ thì báo cáo thầy cô là ngoài sách giáo khoa ra thì như tôi nói trên là có sách giáo viên, có sách bài tập. Đấy. Thì cái này chúng ta tham khảo để trong quá trình mà chúng ta biên soạn. Hiện nay thì có một cái điểm này chúng tôi cũng nhận thấy là nhiều giáo viên thì rất mong muốn, tức là các nhà xuất bản là lập kế hoạch bài dạy cho các thầy cô. Tuy nhiên thì theo chúng tôi nghĩ là cái kế hoạch bài dạy nó phải do mình soạn cơ, chứ còn mình đọc giáo án người khác mình không dạy. Người ta viết như thế nhưng mà mình đọc thì không hiểu cái ý tưởng, không không dạy nổi. Đấy. Ví dụ như là bây giờ thầy cô gạch đầu dòng viết mấy chữ vào đấy thầy cô có thể nói nửa tiếng, tôi mà nhìn vào mấy chữ đấy tôi chả biết nói cái gì, bởi vì cái người mà phát ra đấy thì mới nắm được cái ý đồ. Vì thế cho nên là cái việc mà gọi là biên soạn cái bài dạy thì chúng tôi không muốn làm, nhưng mà có một cái gợi ý các thầy cô, tức là ở trong sách giáo viên ấy thì cũng đã trình bày cũng khá đầy đủ, phân tích mục tiêu, gợi ý về thiết bị dạy học và học liệu, rồi tiến trình dạy học, các hoạt động cũng đã có gợi ý các thầy cô tham khảo đấy, thì
kết hợp với cái năng lực nghiệp vụ của mình sẽ có một cái bài dạy nó phù hợp với học sinh, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nó đạt hiệu quả. Cũng như nhân tiện đây thì cũng trao đổi thêm với các thầy cô như vậy. Đấy. Cũng báo cáo thầy cô hôm qua thì tôi cũng báo cáo một ngày ở trong Long An, tức là hai hội trường có 4 lớp 2.200 giáo viên thì mỗi lớp lớp đầu tiên tôi báo cáo là 900 à xin lỗi tức là 697 giáo viên, hội trường rất lớn, nói liên tục trong một buổi về cái công nghệ 5. Đấy. Thì sau đó tối bay ra và sáng nay thì ở Hà Nội trao đổi các thầy cô. Thế thì trong đó thì các thầy cô cũng có tâm tư nguyện vọng đa đá, thế thì chúng tôi cũng giải thích, tức là cái kế hoạch bài dạy mình nên tự mình làm, nó mất thời gian ban đầu thôi, bây giờ người ta cho phép mình đánh máy sử dụng năm sau điều chỉnh một chút, cho nên là cái năm đầu tiên mà chính khi chúng ta soạn giáo án ấy, thì báo cáo thầy cô là chúng ta mới chuẩn bị tâm thế dạy nó mới tốt. Trước đây khi mà tôi công tác mà tôi có dạy hộ ở trường phổ thông ấy, thì báo cáo thầy cô là tôi phải soạn giáo án rất là cẩn thận, cũng không phải đối phó với hiệu trưởng nếu người ta kiểm tra, và cái chính tức là khi mình soạn giáo án mình mới nghĩ là à, cái nội dung này mình đưa ra lúc nào, mình trình bày thế nào, nếu học sinh hỏi thế này thì mình sẽ trả lời thế nào, mình chuẩn bị thế thì mình giảng sẽ tốt hơn. Đấy, mình trao đổi thêm với các thầy cô một cái ý là như vậy. Về cái sách giáo viên ấy, thì báo cáo thầy cô là trong đó thì cái phần chung thì cũng trình bày các nội dung chung, các thầy cô đọc chắc là quen thuộc rồi. Trong đó có lẽ là ta quan tâm nhiều nhất đến cái phân phối chương trình. Thế còn cái phần mà nội dung các bài ấy thì gợi ý phân tích về mục tiêu đấy, cũng theo hướng dẫn trong công văn 5512. Thế rồi là cái tiến trình dạy học vừa theo công văn 5512 vừa theo cái định hướng mới của vụ trung học. Tí nữa tôi sẽ trao đổi thêm các thầy cô chỗ đó. Đấy, thế rồi là gợi ý các thầy cô trả lời các câu hỏi trong sách. Thì như thế thì sẽ hỗ trợ thầy cô trong quá trình chúng ta chuẩn bị cái kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học. Đấy. Thế còn cái vở bài tập ấy thì ở trong này thì nó là bài tập của học sinh, nhưng mà các thầy cô có thể tham khảo để chúng ta có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy. Chúng ta giao bài tập cho học sinh rồi là chữa bài, rồi là cũng trên cơ sở đó chúng ta có thể là biên soạn các cái câu hỏi trong cái đề kiểm tra định kỳ. Đấy, cái sách bài tập nó cũng có cái vai trò như vậy. Về thiết bị dạy học thì báo cáo thầy cô là chúng ta có cái thông tư 38 về thiết bị, chúng tôi cũng xem cái này khi viết sách giáo khoa, cũng xem cái này để xem là cái dự kiến cung cấp thiết bị của bộ thế nào. Như vậy về cái lý thuyết thì theo thông tư là các bài ở trong các module là đã có tính đến việc khai thác các thiết bị ở trong danh mục thiết bị ở thông tư 38. Tuy nhiên thực tế thế nào thì chắc là chúng ta cũng rõ, thì những khó khăn có thể ta khắc phục dần. Và quan điểm của tôi thì vẫn trao đổi với thầy cô, có những cái đơn giản thì chúng ta có thể tự chuẩn bị được. Đấy, những cái phiếu học tập, cái thẻ chữ để mà chúng ta tổ chức hoạt động học tập cho học sinh có thể được chúng ta chuẩn bị, nó đẹp, nó bền, dùng nhiều năm thì chi phí nó không nhiều lắm. Thì cái này cũng tùy thầy cô thôi, nhưng mà cũng là một gợi ý, thì tức là nhà nước và nhân dân cùng làm. Nếu mà nhà nước cấp đủ thiết bị thì tốt quá rồi, nhưng mà nếu nó có khó khăn hoặc là mua nó không đủ, dùng thời gian nó hỏng, thì chúng ta có những cách khắc phục làm sao cho nó phù hợp với thiết bị dạy học, nó như vậy. Thế còn cái học liệu điện tử thì báo cáo thầy cô là bộ sách giấy diều thì trình bày ở trên cái học 10.vn. Chúng ta tra đây ra thì hiện tại thì chúng tôi đã có một số tư liệu đưa lên trên đó, ví dụ như là các cái một số clip hoặc là những cái tài liệu thì chuyển trên đó có thể cô tham khảo. Đấy. Ví dụ hôm nay chẳng hạn thời gian nó ngắn là tôi không chiếu cái clip dạy minh họa. Đấy. Có thời gian thì chiếu lên rồi trao đổi thêm với các thầy cô, nhưng mà các thầy cô có thể tự xem khi mà chúng ta mở trang web học 10.vn.
ta sẽ có cái nội dung đó. Đối với cái phần thứ hai là cái phần hướng dẫn tổ chức dạy học 2019 ấy, thì trao đổi với các thầy cô một số điểm. Thứ nhất về phương pháp dạy học, thì cái đổi mới phương pháp dạy học đấy là cái mà chúng ta đã nói nhiều rồi, định hướng phát triển năng lực phẩm chất. Và muốn phát triển năng lực thì chúng ta phải cho học sinh hoạt động. Năng lực chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động và bằng chính hoạt động của chủ thể. Vì thế cho nên là nếu chỉ dạy thuyết trình thì rất khó phát triển năng lực. Thế thì cái dạy học tích cực ấy là để cho học sinh học tập nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, tự chủ, đấy, chủ động, có thể phát huy tính sáng tạo. Thông qua đó sẽ phát triển năng lực. Và khi mà các em được hoạt động theo nhóm, theo lớp thì cái giao tiếp và hợp tác nó cũng là một cái được hình thành và phát triển. Cái năng lực giao tiếp hợp tác là một trong những cái mà mình cũng còn nhiều cái hạn chế. Ở nước ngoài họ đánh giá đôi khi một cá nhân về Việt chúng ta thì rất giỏi, nhưng mà khi kết hợp vào thì có thể là chưa phát huy được sức mạnh. Thì cái này cũng là một cái mà tại sao là bộ này đưa vào một cái năng lực để mà giáo dục cho học sinh và giao tiếp và hợp tác. Đấy, cái này không phải giao tiếp cho nó vui vẻ đâu, mà đây là giao tiếp trong công việc. Thế thì cái phương pháp dạy học làm sao phát triển năng lực phẩm chất thì phải tổ chức, phải tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh. Đấy, cái này đó là phương châm nói chung. Còn đi vào từng bài cụ thể, hoặc đối với mỗi thầy cô cụ thể, với mỗi nhà trường cụ thể và điều kiện cụ thể thì nó lại khác nhau. Đấy, nó không chỗ nào giống chỗ nào. Tôi đi dự giờ có những lớp chỉ có 24 học sinh, xếp là bốn nhóm, mỗi nhóm 6 học sinh ngồi hình chữ U rất là ngon lành, nhưng có lớp đến hơn 40 học sinh, phòng nó lại bé, bàn ghế thì dài, bây giờ mà xoay ra mà xếp nhóm thì không xoay được. Thế thì phải làm kiểu khác. Đấy, thì các thầy cô có thể làm cặp đôi cho các em, là nhóm cặp đôi hoặc là nhóm mỗi bàn một nhóm, ba em một bàn thì là một nhóm, hoặc là hai bàn ba em ở trên quay xuống ở dưới là thành nhóm 6, trao đổi xong lại quay lên, tất cả nhìn lên bảng. Đấy, thì cái này nó tùy thuộc vào cái điều kiện thực tiễn để chúng ta áp dụng. Chỉ có điều chúng ta luôn luôn ở trong đầu có một cái suy nghĩ là phải tích cực hóa hoạt động học tập của sinh, và cái đó là cái gốc rễ của đổi mới phương pháp dạy học. Chứ còn chúng ta cứ lý thuyết là cái đó cái kia thì nó cũng vô cùng, nhưng mà thông qua thực tiễn để cho học sinh tự mình tìm ra kiến thức. Đấy, phương châm là cho người ta cá không bằng cho người ta cái cần câu, và dạy người ta cách câu cá. Họ có cần câu, có cách câu cá, họ sẽ ăn cá cả đời, và mình cho thì ăn được một lần thôi. Đấy, cái phương châm của cái đổi mới phương pháp dạy học nó là như vậy. Về cái cơ sở lựa chọn phương pháp dạy học thì chúng ta biết là nó có một số cơ sở. Cái này các thầy cô đã làm nhiều rồi. Thứ nhất là cái mục tiêu, chúng ta phải căn cứ vào mục tiêu thì để chúng ta lựa chọn phương pháp cho nó phù hợp. Thứ hai là cái nội dung, đặc điểm nội dung thế nào, bởi vì phương pháp dạy học thì không thể tách rời nội dung được, thậm chí nội dung còn chi phối đến phương pháp. Đấy. Cái thứ ba là cái điều kiện dạy học. Bây giờ cái phòng dạy của mình nó có cái gì, có mỗi bàn ghế bảng đen, hay có cả máy chiếu, đấy, hay có cả tranh giáo khoa, hay có cả mô hình, hay có cả thiết bị hỗ trợ, thì cái phương pháp dạy học cũng phải căn cứ vào cái điều kiện đó. Lớp đông hay là lớp ít học sinh, phòng rộng hay hẹp, tất cả một cái đó là nó cũng liên quan đến việc chúng ta lựa chọn phương pháp. Thế rồi là căn cứ vào cái sở trường quan điểm của giáo viên. Cái này nói có vẻ hơi chủ quan, nhưng mà thực ra thì bởi vì trên lớp giáo viên là tổng chỉ huy, là định hướng tổ chức, vì thế cho nên là làm trái sở trường nó cũng khó lắm. Cho nên là chúng ta cũng cũng phải tôn trọng cái sở trường của cá nhân, mặc dù có thể là mình thấy là theo mình thì làm khác hơn, nhưng mà miễn là nó không ảnh hưởng đến cái việc thực hiện mục tiêu của bài dạy. Đấy. Và một cái cơ sở nữa đó là cái năng lực nhận thức của học sinh. Học sinh ở mỗi một vùng khác nhau sẽ có cách dạy khác nhau.
Đấy, học sinh điều kiện của học sinh khác nhau cũng dạy khác nhau. Đấy, năng lực nhận thức của học sinh khác nhau thì cũng dạy khác nhau. Tôi lấy ví dụ bây giờ như là ở tiểu học dạy cái điện thoại, lớp 5 dạy cái điện thoại, nghe thì có vẻ là khó, có vẻ là hiện đại, nhưng thực ra thì học sinh lớp 2 bây giờ mà nhà có điện thoại thì các em các cháu nó cũng sử dụng khá thành thạo. Hồi chưa dạy nó đã bấm, nó nghe, nó gọi, nó thậm chí nó chơi game còn giỏi hơn là các người lớn ấy. Đấy. Thế thì dạy nó sẽ phải khác, nhưng ở cái vùng mà điện thoại nó chưa phát triển thì dạy kiểu khác, cho nên là cái năng lực nhận thức học sinh cũng là một cái mà để chúng ta lựa chọn phương pháp dạy học. Thì trên cơ sở năm cái này thì các thầy cô cũng hình dung để chúng ta khi lựa chọn phương pháp dạy học cho từng bài, kỹ thuật dạy học cho từng bài, từng nội dung và quan tâm đến cái việc đó. Và cái đánh giá việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học, đây là cái việc không dễ, bởi vì như nói ở trên, nó mỗi người quan điểm, người bảo cái này tôi dạy trực quan, người bảo cái này tôi dạy theo nhóm, thế rồi tranh luận nó khó. Thế thì người ta có cái định hướng, tức là chúng ta bám theo cái công văn 5555 từ lâu rồi đấy. Ở trong này có một cái bảng 12 tiêu chí, thì thôi ít nhất thì nói có sách mách có chứng, dựa trên cơ sở các thầy cô có thể nghiên cứu tham khảo cái 12 tiêu chí này, mặc dù bây giờ có thể nó cũng lâu rồi, nó không phù hợp lắm, nhưng mà về phía vụ trung học vẫn định hướng là chúng ta nên bám theo 12 tiêu chí trong công văn 5555 để chúng ta đánh giá xem cái việc lựa chọn sử dụng phương pháp dạy học như thế nào. Đấy. Cái này có thể là trong quá trình mà trao đổi về kế hoạch bài dạy hay là đi dự giờ rút kinh nghiệm của tổ chuyên môn, thì chúng ta cũng có cái cơ sở để chúng ta dựa vào đó để chúng ta trao đổi với đồng nghiệp và báo thầy cô như vậy. Thế còn bây giờ về cái xây dựng kế hoạch dạy học ấy, thì nó có hai nội dung, một là cơ sở lập kế hoạch và hai là kế hoạch dạy học của môn công nghệ chín. Và theo cái quan điểm của bộ sách Anh Diều, thứ nhất là về cơ sở thì các thầy cô thấy nó có rất nhiều cơ sở rồi. Đầu tiên là chúng ta phải căn cứ vào chương trình. Từ trước nay thì chúng ta nói nhiều, nhưng mà khi thực hiện thì nó cũng phải chuyển dần thói quen. Có lẽ là trước đây chúng ta không cần biết chương trình 2016 thế nào, cứ sách giáo khoa như thế và kế hoạch như thế, văn bản chỉ đạo, công văn hướng dẫn của bộ xuống là chúng ta triển khai. Nhưng bây giờ là cái chương trình đó là một cái cơ sở gốc cho dạy học, cho kiểm tra đánh giá, cho nên là chúng ta cũng nên quan tâm một chút xem cái nội dung chương trình 2018 về môn công nghệ, chương trình tổng thể ban hành thông tư 32. Cái thứ hai là chúng ta đã nói dạy học thì hiện nay chắc chắn phải nói đến công văn 5512 của Bộ Trung học hướng dẫn cho việc biên soạn cũng như tổ chức kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học tổ chuyên môn của giáo viên, kế hoạch bài dạy giáo viên, rồi một số công việc liên quan đến tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường. Chúng ta phải quan tâm đến cái thông tư 22, mặc dù đây đang nói về dạy học, nhưng thông tư 22 là thông tư nói về kiểm tra đánh giá học sinh trung học. Cái dạy học nó liên quan đến đánh giá, cho chúng ta khi mà dạy học thì cũng phải quan tâm đến cái đánh giá. Đấy. Thế rồi các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên, của bộ, của ủy ban nhân dân, rồi là của sở, của phòng, rồi là đối với bộ môn, tổ chuyên môn, giáo viên, là còn chỉ đạo của ban giám hiệu, thì tất cả cái đó chúng ta phải căn cứ theo để chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc, thực hiện đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Một cơ sở nữa là như nói ở trên là cái đặc điểm điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đội ngũ giáo viên của học sinh. Đội ngũ giáo viên đôi khi cũng chi phối đến cái kế hoạch giáo dục, cái này các thầy cô cũng biết rồi, ở trung học phổ thông thế, tại sao là chọn môn này, tại sao chọn môn kia, đôi khi có phải là do nguyện vọng của học sinh hay không, và tất cả mọi thứ đó thì chúng ta đều thấy là nó còn phụ thuộc vào cái năng lực của nhà trường. Năng lực ở đây tức là khả năng cung cấp với nguồn lực dạy để cho học sinh học. Đấy, thì cái này các thầy cô cũng đã giỏi.
Thế rồi là căn cứ sách giáo khoa thì chúng ta lựa chọn sách nào chúng ta theo sách đó và có thể tham khảo sách khác. Đấy. Các sách khác mà đã được Bộ Giáo dục phê duyệt thì chúng ta tham khảo. Hiện nay thì trong thực tế nó cũng có nhiều chuyện phức tạp. Các thầy cô chắc đã rõ về cái chuyện gọi lừa đảo chúng ta nghe quen rồi đúng không? Và trong cái lĩnh vực giáo dục đôi khi nó có những tài liệu nó cũng không chuẩn. Các thầy cô lưu ý khi chúng ta tham khảo cái tài liệu mà chưa được Bộ Giáo dục cấp phép phê duyệt thì chúng ta phải hết sức chú ý, nếu không chúng ta sẽ dễ bị sai lệch. Báo cáo thầy cô là như thế. Về cái kế hoạch dạy học môn công nghệ chín bộ sách Anh Diều ấy, thì chúng ta thấy là cái theo cái hướng dẫn của cái chương trình của công văn thì như tôi nói ở trên, tức là phần định hướng nghề nghiệp là có 17 tiết, module là 35 tiết. Thế thì xây dựng kế hoạch dạy học thì chúng ta có cái mẫu trong phụ lục công văn 5512. Ở đây tôi chiếu lên và tô đỏ hai cái mục mục 1 và mục 3. Cái mục 2 thì thực ra thì đối với cơ sở chúng ta là không không có vì chuyên đề tự lựa chọn ở bên trung học phổ thông. Thế nhưng mà thôi thì cái mẫu công văn thì cứ để đấy, nhưng mà chúng ta thấy là ở cái phần kế hoạch dạy học chúng ta có hai cái nội dung là phân phối chương trình và kiểm tra đánh giá định kỳ. Đây chính là hai cái lĩnh rất là quan trọng và khi làm ấy là chúng ta đầu tư công sức vào đây nhiều nhất. Tất nhiên trong quá trình thực hiện nếu mà có những cái nó thấy chưa hợp lý chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh. Không nên cứng nhắc là kế hoạch thế thì cứ thế, trong thực tế nó có thể có những cái điều chỉnh. Ít nhất là ví dụ như là thiên tai bão lũ nó ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học thì mình phải điều chỉnh đó. Đấy. Thế thì ở cái thứ nhất là cái phân phối chương trình ấy thì nó có ba cái cột, cái này thì các thầy cô rõ rồi đấy. Cột thứ nhất là bài học, thứ hai là số viết của bài đó, thứ ba là yêu cầu vật đàn. Thế thì chúng ta lấy theo cái sách giáo khoa thì tên bài học đó là gì, số viết nó là bao nhiêu, thì riêng số viết này các thầy cô có quyền điều chỉnh đấy, có quyền điều chỉnh. Đây là phát huy tính tự chủ nhà trường, của tổ chuyên môn, của giáo viên. Đấy, chúng ta thấy là đối với điều kiện như thế, nhà trường mình như thế thì mình có thể điều chỉnh và chúng ta chỉ mang đến chất là vi chỉnh thôi, bởi vì khi mà phân bổ số tiết thì tất cả các sách giáo khoa không riêng bộ Anh Diều thì cũng đều là đã nghiên cứu rồi và cái dung lượng nó cũng khá là phù hợp. Không cấm chúng ta điều chỉnh nhưng mà không nên điều chỉnh nó quá, có thể nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện mục tiêu của bài dạy. Cái thứ hai là cái kiểm tra đánh giá thì chúng ta biết là theo thông tư 22 thì đối với môn công nghệ chín này nói riêng, các môn khác thì cũng tương tự thôi, trừ môn ngữ văn và môn toán nó có cái đặc thù riêng. Thế thì trong một năm học nó có 4 cái bài kiểm tra định kỳ là giữa kỳ và cuối kỳ 1, giữa kỳ cuối kỳ 2. Đấy. Và cái thời gian quy định với thời lượng là từ 35 đến 70 tiết thì kiểm tra định kỳ là 45 phút. Như vậy chúng ta ấn định của chúng ta là thời gian là 45 phút. Đấy. Thời điểm thì các thầy cô tùy theo kế hoạch của nhà trường, chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ 1 vào tuần thứ 7 hay thứ 8 hay thứ 9 hay thứ 10. Đấy là theo kế hoạch của nhà trường. Đấy. Yêu cầu vật đạt thì đó là yêu cầu của cái các cái phạm vi, cái nội dung trong cái phạm vi thời gian đấy, ví dụ như là 3 bài hay là 4 bài đấy thì chúng ta tính như thế. Về hình thức ấy, thì nó có nhiều hình thức, thông tư cho phép chúng ta có thể là dùng bài viết, có thể đánh giá qua sản phẩm, qua dự án đấy. Nhưng mà thường ở đây thì chúng ta hay làm là đánh giá theo pháp kiểm tra viết thì nó cũng thuận lợi trong việc tổ chức, trong việc đánh giá. Còn bộ thì không cấm các thầy cô đánh giá theo dự án, theo sản phẩm. Đấy. Thì các thầy cô sử dụng kênh chức nào thì chúng ta viết được vào đây. Đây chính là cái kế hoạch. Về cái phân bổ thời lượng ấy thì phần tôi trình bày là 2 phần đấy. Thứ nhất là định hướng nghề nghiệp.
thì căn cứ theo cái nội dung theo yêu cầu cần đạt của chương trình ở trong chương trình công nghệ 2018, căn cứ theo cái phân bổ thời lượng theo phần trăm đấy, thì dự kiến phân bổ số tiết cho các cái nội dung các bài ở đây chỉ có 6 bài đấy, thì mỗi bài là 2 hoặc 3 tiết, như thế thì nó phù hợp. Các thầy cô cũng nhận thấy là sách giáo khoa bây giờ số tiết nhiều hơn so với trước đây. Vì sao? Vì bây giờ mỗi một bài chúng ta tổ chức 4 hoạt động, và 4 hoạt động trong một tiết thì rất là khó thực hiện. Vì thế cho nên là để tổ chức hoạt động thì mỗi bài thường có 2 tiết trở lên. Đấy, các thầy cô để ý thấy là bây giờ cái số tiết trong mỗi bài nó nhiều hơn là có lý do của nó. Và trong này thì cũng có một cái bài để ôn tập và số tiết dành cho kiểm tra đánh giá là 2 tiết. Đấy, nếu bố trí một học kỳ chúng ta vẫn có 2 tiết để kiểm tra định kỳ. Ở cái module màn hình, lắp đặt màn hình trong nhà, thì cũng căn cứ theo cái nội dung và yêu cầu cần đạt thì chúng tôi cũng bố trí là 7 bài, trong đó có một cái bài thực hành là cũng cân nhắc nhiều, sau đó để dồn nó vào. Thì thực hành thì nó làm để cho nó liền mạch thì nó thuận lợi hơn cho chúng tôi bố trí là riêng thực hành bố trí một bài nó khá dài đấy, để trong quá trình tổ chức thì nó có thuận lợi hơn. Còn các bài kia thì cũng bố trí, nếu bố trí nhiều bài quá thì nó cũng cũng rời rạc, cho nên là cái số tiết của bài nó có thể nhiều hơn. Số bài thì nó chỉ có 7 bài và ôn tập, và tổng số tiết của nó thì có là 35 tiết. Ở đây số tiết dành cho kiểm tra đánh giá là 4 tiết. Vì báo cáo với thầy cô là theo cái quy định của chương trình ấy, thì số tiết dành cho kiểm tra đánh giá là bằng 12%. 35 tiết nhân với 12% ấy, thì nó ra 4,2 tiết. Cho ở đây là dành ra 4 tiết. Thì dạy trong một học kỳ chắc chắn thầy cô sẽ sử dụng là 2 tiết kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ, rồi còn 2 tiết nữa thì các thầy cô có quyền sử dụng trong đánh giá thường xuyên, hoặc là chúng ta có thể bổ sung cho một bài nào đó mà chúng ta thấy cần thiết tăng cường. Thì cái này là cũng tùy thuộc vào nhà trường và vào các thầy cô. Ở đây thì tôi có đưa ra một cái gợi ý thế này thì các thầy cô cũng tham khảo. Như vậy giả sử như là chúng ta dạy 2 cái phần là định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp, thì chúng ta có thể bố trí theo chương trình thì định hướng nghề nghiệp viết trước, trải nghiệm nghề nghiệp viết sau, và 2 cái này thì có thể bố trí trong một học kỳ, một cái thì 1 tiết 1 tuần, một cái thì 2 tiết 1 tuần. Đấy, bố trí thì theo bình thường ấy, thì theo trình tự trong văn bản thì ta sẽ bố trí kỳ 1 là dạy định hướng nghề nghiệp, còn kỳ 2 là dạy trải nghiệm nghề nghiệp, thì thế thì cũng không vấn đề gì. Tôi có một cái gợi ý này để các thầy cô nghiên cứu. Theo tôi thì kỳ 1 nên dạy cái phần trải nghiệm nghề nghiệp vì nó 1 tuần nó 2 tiết, còn kỳ 2 ta nên dạy cái định hướng nghề nghiệp vì 1 tuần nó chỉ có 1 tiết. Như thế thì kỳ 2 chúng ta có thời gian để cho nhà trường cho học sinh tập trung vào một số cái nội dung quan trọng nữa, nó thuận hơn. Đấy là một lý do. Lý do thứ hai thì chúng ta biết hiện nay khi tốt nghiệp trung học cơ sở xong thì học sinh có thể học tiếp lên trung học phổ thông, có thể học tiếp lên giáo dục thường xuyên, có thể lựa chọn đi học trung cấp hoặc bước vào cuộc sống lao động nếu đủ điều kiện theo Bộ luật Lao động. Như vậy là có nhiều hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thế thì mình để cái phần định hướng nghề nghiệp vào kỳ 2 là cuối cấp, cuối năm học. Lúc bây giờ bắt đầu các em có suy nghĩ về cái việc lựa chọn hướng đi thì mình đưa cái phần này ra mình dạy thì học sinh nghe sẽ rất là hứng thú. Các em đang cần thầy cô để tư vấn cho thông qua nội dung này thì nó sẽ rất là hợp. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thì gợi ý với thầy cô này. Thế còn cái này vẫn là quyền tự chủ của nhà trường, của các thầy cô. Đấy, thì xin báo cáo thầy cô là như vậy.
Về cái cấu trúc và nội dung kế hoạch bài dạy thì báo cáo thầy cô là cái kế hoạch bài dạy thì theo cái hướng dẫn trong cái công văn 5512 các thầy cô đã dạy rồi, ta biết rồi. Đấy, thì ở đây thì có mỗi mục tiêu thì nó có một cái tức là về kiến thức ấy. Thì chúng tôi đã trao đổi rồi nhưng mà cũng nhắc lại thầy cô phần này nó vẫn có hơi cái rắc rối một chút. Đấy, trong cái công văn 5512 mà sau này thì chúng ta cũng nghe vụ trưởng giải thích và chúng ta cũng nghiên cứu văn bản, các thầy cô xem trong văn bản đấy, ở trong cái công văn 5512 người ta ghi là mục tiêu về kiến thức là nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần phải học trong bài. Như vậy là đây là nêu nội dung kiến thức chứ không phải là yêu cầu cần đạt. Thế thì chúng ta không có trình bày, không có giải thích gì cả mà chỉ có nội dung kiến thức thôi. Đấy, thì các thầy cô cũng lưu ý thêm cái chỗ này. Mặc dù chúng ta đã làm nhiều rồi. Về năng lực thì chúng ta thấy là có năng lực chung, năng lực công nghệ. Thế thì có nhiều cách để mà viết, có thể là viết năng lực chung rõ ra, năng lực công nghệ rõ ra, hoặc là chúng ta viết khái quát. Thì cái này tùy thuộc vào từng bài và cũng thì tùy thuộc quan điểm. Đấy. Về phẩm chất thì cũng có năm cái này, thì đối với môn công nghệ chúng ta thì không hy vọng là khai thác được hết, mà thường chúng ta là hay khai thác hai cái thành tố là chăm chỉ và trách nhiệm. Thế còn cái yêu nước nhân ái trung thực thì nó có lẽ là cái môn giáo dục kinh tế pháp luật, giáo dục công dân hay là lịch sử địa lý họ khai thác nó thuận hơn mình. Đưa ra các tiêu chí năng lực chung hay là năng lực công nghệ hay là các cái thành tố phẩm chất không có nghĩa là mỗi một cái kế hoạch bài dạy chúng ta kê cho đủ. Chúng ta thấy cái bài nó thiên về cái thành tố nào, thành phần nào thì chúng ta khai thác cái đó. Báo cáo thầy cô như vậy. Chứ không phải là mỗi một kế hoạch bài dạy được kê đủ ba năng lực chung rồi là năm thành tố năng lực công nghệ, năm thành tố phẩm chất phải. Và các thầy cô cũng xem lại trong chương trình công nghệ, xem cách mô tả để xếp vào nhóm. Cái này rất quan trọng khi cả kiểm tra đánh giá, chúng ta phải căn cứ vào đây. Đây là cái cơ sở pháp lý. Đấy. Có thể nó cũng chưa hoàn toàn thoải mái. Chúng ta thấy nó vẫn còn chỗ còn lăn tăn, chỗ còn phân vân. Nhưng mà dù sao đây là cơ sở pháp lý. Thì ở mức biết thế nào, mức hiểu thế nào, mức vận dụng thế nào, mô tả thế nào, dùng các cái động từ gì, thì chúng ta sắp xếp nó vào, nó sẽ rất là thuận lợi. Đấy. Ở đây tôi lấy ví dụ một cái bài ở trong phần định hướng nghề nghiệp là lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Đấy. Mục tiêu của bài ở trên, tại sao tôi lại tô đỏ cái phần đuôi của hai cái mục tiêu, là cái phần tô đỏ này chính là cái mục tiêu kiến thức. Ở đây nó chết ở cái chỗ là trong cái văn bản ấy, thì ở trên viết là một la mã là mục tiêu, xong rồi là dưới là về kiến thức. Thì chúng ta có thói quen là bắt đầu là trình bày, là nêu, là kể. Nhưng bây giờ như là tôi vừa nói trong văn bản là chỉ nêu nội dung học sinh cần học thôi. Vậy thì ở đây chính cái phần chữ đỏ ở cái mục tiêu bài ấy, đang ngắt nó xuống đây, thì nó chính là nội dung mà học sinh cần học. Đó là cái gì? Là quy trình lựa chọn nghề nghiệp, là các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Đấy là cái nội dung mà học sinh cần phải học ở cái bài năm này. Đấy, thì đấy là cái mục về kiến thức. Thế còn về năng lực và phẩm chất thì chúng ta căn cứ vào cái bảng mô tả động từ mô tả mục tiêu, căn cứ vào cái mục tiêu của bài học, chúng ta căn cứ vào nội dung các thành tố về phẩm chất, về năng lực công nghệ, về năng lực chung để chúng ta tách nó ra. Đấy, ví dụ đây là ví dụ minh họa. Có thể là về năng lực công nghệ thì như thế này, về năng lực chung là như thế này. Cái này nó còn phụ thuộc vào quan điểm của cá nhân, rất dễ gây tranh cãi khi mà trao đổi đồng nghiệp.
có thể là tranh luận. Theo tôi là phải thế này, theo tôi phải thế kia, thì báo cáo thầy cô là cái chuẩn này nó rất là khó, cho nên khi chúng ta trao đổi cũng nên lắng nghe lẫn nhau để chúng ta hình dung diễn đạt một cách khái quát, chứ còn thì nó không có một cái quy trình chuẩn mực hay là một cái thước đo chính xác đến micromet để mà chúng ta đưa tranh luận được. Thì cái này khi trao đổi chúng ta cũng trên tinh thần rất là chia sẻ cảm thông đấy, thì để chúng ta trao đổi nó sẽ hiệu quả và nó đảm bảo được tất cả các cái mặt khác. Về cái hoạt động thì các thầy cô thấy rõ rồi, nó có bốn hoạt động. Thế thì ở đây chỉ có một cái đặc điểm là ở cái hoạt động hai, hoạt động hình thành kiến thức mới hay là hoạt động hình thành kiến thức kỹ năng ấy, thì căn cứ nội dung của bài, cho nên là cái hoạt động này chúng ta sẽ ngắt nó ra nhiều hoạt động con 2.1, 2.2. Ví dụ 2.1 tìm hiểu về khái niệm, 2.2 tìm hiểu về cấu tạo hoạt động, 2.3 tìm hiểu về nguyên lý hoạt động. Ví dụ thế, thì riêng cái hoạt động hai này chúng ta ngắt ra tùy theo nội dung của bài. Đấy. Thì khi mà biên soạn kế hoạch thì chúng ta cũng lưu ý chuyện đó. Thế còn các cái hoạt động khác các thầy cô cũng đã sử dụng quen thuộc. Thế thì xem trong công văn thì chúng ta thấy là trong mỗi một hoạt động có bốn nội dung. Đấy, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tổ chức thực hiện. Trong cái tổ chức thực hiện thì lại có bốn công việc là chuyển giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, thảo luận, kết luận, nhận định. Như vậy là chúng ta thấy là cấu trúc một cái bài kế hoạch bài dạy rất phức tạp. Trước đây khi bắt đầu biên soạn kế hoạch thì tôi có nhận được thư của một cô giáo ở phía Nam. Em có lẽ là suốt ngày chỉ ăn biên soạn giáo án thầy, bởi vì là hai tiết của em phải soạn mất 18 trang đánh máy. Thế rồi là dư luận nhiều, nhiều giáo viên các cơ sở bắt đầu phản ánh. Thế thì trong một cái cuộc hội thảo với vụ trung học, cái lúc bây giờ còn 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 đang Covid cho nên là hội thảo là online, thì nhóm sư phạm Hà Nội với nhóm sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đều thống nhất là đề xuất với vụ trung học xem xét về cái khung của cái kế hoạch bài dạy ở trong công văn 5512 nó quá phức tạp, giáo viên họ phản ánh như là sẽ rất là rắc rối và mất thời gian. Thế thì sau đó thì trong một cái buổi báo cáo thì Bộ trưởng Nguyễn Xuân Thành có đưa ra cái slide này, tôi có nguyên văn cái slide của Bộ trưởng giải thích các thầy cô cấu trúc một coi như là đấy là cấu trúc ở trong công văn 5512, còn cấu trúc hai là cái gợi ý của thầy Thành, tức là bây giờ trong một hoạt động chỉ có hai mục, một là mục tiêu, hai là tổ chức thực hiện, thế thôi. Đấy, các thầy cô lưu ý. Cái này không có văn bản dấu đỏ cho nên là tôi chỉ xin nói. Và chắc chắn đây là cái mà tôi nghe là Bộ trưởng Nguyễn Xuân Thành báo cáo trong hội nghị, và tôi xin cái slide, cái bài báo cáo, và tôi chỉ có một slide thôi để minh chứng thôi, nhưng mà nó có thể nó chưa thuyết phục lắm bởi vì nó không có dấu đỏ. Nhưng mà cũng xin báo cáo thầy cô là cái này nó rất phù hợp thực tiễn. Như vậy là trong một hoạt động chúng ta không còn rắc rối là bốn nội dung rồi nội dung có bốn công việc nữa, và đây chỉ có hai cái là mục tiêu hoạt động là gì và cái tổ chức thực hiện thế nào. Còn trong tổ chức thực hiện chúng ta lồng ghép vào cái có thể là chuyển giao, có thể là báo cáo, tổ chức báo cáo, có thể là đánh giá, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong cái nội dung tổ chức thực hiện, nó không thành mục nữa. Chứ còn nếu mà cứ chia ra mục thì nó rất là dài và nó rất là dối, thực hiện vì nó khó đấy cơ. Đấy, thì cái này nó trở nên là nó đơn giản hơn rất nhiều, giáo án nó được gọn hơn rất nhiều. Thì cũng xin báo cáo thầy cô là chúng ta làm theo cấu trúc hai thì như thế nó sẽ đơn giản đấy. Và trong công văn đã quy định rồi, trong kế hoạch bài dạy không ghi lời nói của giáo viên đấy, cho nên là chúng ta gạch đầu dòng ra là giới thiệu một câu chuyện về lịch sử phát triển gì đó, thế sau đó lên giảng là chúng ta giới thiệu với câu chuyện đó, và tất nhiên người khác đọc cái giáo án chúng ta không dạy được vì chả biết đấy là chuyện gì đấy. Thì báo cáo thầy cô là cái cấu trúc của cái kế hoạch mà dạy
Tôi xin báo cáo thầy cô là như thế. Một cái gợi ý với các thầy cô là khi mà chúng ta dạy cái bài giáo dục kỹ thuật công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chúng ta phải đưa ra cái sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân. Đấy, sau đó thì trong cái nội dung nó có giới thiệu cái 9 môn lựa chọn. Thì đây là một cái mà chúng ta vận dụng kiến thức đại học để giúp học sinh như này, là các em chuẩn bị tâm thế là khi mà chúng ta kết thúc trung học cơ sở sang trung học phổ thông thì chúng ta lựa chọn cái nghề nghiệp theo hướng nào. Đấy, và từ cái hướng đó thì chúng ta sẽ chọn những môn học nào trong 9 môn học này. Đấy, theo chương trình thì 9 môn học sinh lựa chọn 4 môn. Cái việc lựa chọn thế nào thì các thầy cô hiểu rồi. Nhưng mà học sinh sẽ học 4 môn trong 9 môn này. Thế thì chọn là trên cơ sở mà chúng ta đang nghiên cứu về hướng nghiệp, đang nghiên cứu về cái định hướng lựa chọn nghề nghiệp sau khi học xong sẽ bước vào lĩnh vực nào, thì khi học ở phổ thông nên chọn môn học nào là phù hợp, thì chính chúng ta là khai thác luôn cái kiến thức bài dạy và chúng ta giúp cho học sinh có suy nghĩ. Thế còn sau này chọn các em còn phải nghe tư vấn nhiều các thầy ở trường phổ thông rồi bố mẹ ở nhà, anh chị em, vân vân. Nhưng mà cái tư vấn của cô giáo cũng là một cái ý mà học sinh sẽ thấy là rất là bổ ích để khi mà lựa chọn nghề nghiệp. Thì báo cáo các thầy cô là cũng là gợi ý khi mà chúng ta dạy cái phần hướng nghiệp. Mới sang cái nội dung thứ ba là phần đánh giá kết quả học tập, thì nó có hai cái, một là cái định hướng và hai là xây dựng để kiểm tra. Thì phần này thì để kiểm tra tôi cũng có giới thiệu kỹ hơn một chút. Thế còn cái định hướng ấy thì đó là phần lý thuyết chung, thì cái mục đích đánh giá là như thế nào các thầy cô xem văn bản chúng ta đã rõ rồi. Đấy. Yêu cầu đánh giá là thế nào thì chúng ta rõ rồi. Tinh thần thì chúng ta thấy rằng là bây giờ là dạy học theo mục tiêu, kiểm tra đánh giá cũng theo mục tiêu. Ngày xưa thì có thể là chỉ theo sách giáo khoa, nhưng bây giờ sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo. Và tất nhiên chúng ta vẫn phải dựa vào đấy là chính, vì học sinh cũng phải có sách giáo khoa mới học được. Thế nhưng mà tinh thần là dạy học theo mục tiêu và đánh giá cũng theo mục tiêu. Cho nên khi mà chúng ta kiểm tra đánh giá định kỳ, chúng ta phải bám sát vào cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Đấy. Một cái điểm nữa cũng là một cái mà chúng ta được nghe nói nhiều và cũng đã thực hiện, đó là đánh giá vì học tập, đánh giá là học tập, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Thì nghe thì nó có vẻ lý thuyết cao siêu nhưng thực ra thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Bây giờ khi mà chúng ta dạy cái bài thực hành lắp đặt mạch đèn cầu thang, học sinh lắp xong chúng ta quan sát xong chúng ta chấm điểm, nhóm này được 7, nhóm kia được 8, thế là xong, thu dọn đồ đạc. Đấy là chúng ta chỉ có tổ chức dạy học và đánh giá thôi. Nhưng bây giờ thầy cô đánh giá nhóm này được 7 thì qua quan sát thầy cô mới phân tích cho học sinh các em làm tại sao lại cô cho 7, vì các em cầm cái dụng cụ cũng chưa đúng cách, các em xác định sơ đồ vẫn chưa hoàn toàn hợp lý. Các cái mối bắt dây, các cái vít vặn của các em chưa chặt. Đấy, sắp xếp thiết bị còn sọc sạch. Thế thì thông qua cái đánh giá đấy của giáo viên, học sinh thấy là nhưng mình có cái hạn chế này cần phải khắc phục, thì lần sau các em sẽ làm tốt hơn. Thế nếu mà chúng ta không nói gì thì học sinh chả hiểu làm sao này 7 thế thôi. Nhưng mà khi nó phân tích ra cái gì tốt, cái gì chưa tốt, tất cả mọi cái đều thế cả, thì đấy chính là đánh giá vì sự tiến bộ của người học, của học sinh. Anh nói câu chữ thì như thế nhưng mà thực tế các thầy cô cũng đã làm rồi chứ không phải cũng làm, nhưng mà ta chú ý nhiều hơn. Tức là khi đánh giá bao giờ cũng có những cái phân tích, và trong cái bài chúng ta viết thì cố gắng thầy cô cũng phê vài câu ở đấy. Cần cố gắng trong cái câu nào học thuộc bài hay là công thức hay là cách giải bài toán hay là cách vẽ sơ đồ hay nét vẽ vân vân, thì học sinh mới thấy cái hạn chế của mình để mà khắc phục, để mà tiến bộ.
đấy là cái tinh thần đánh giá, đó là như vậy. Về cái hướng dẫn trong đánh giá thì chúng ta biết rồi, thông tư 22 đã nói nó có hai đánh giá, là đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Thế thì đánh giá thường xuyên thì chúng ta cũng nghiên cứu công văn rõ rồi, ở đây tôi cũng nhấn lại một chút thôi, tức là về cái hình thức chúng ta thấy là thông qua hỏi đáp, ngày xưa gọi là kiểm tra miệng đấy, thì bây giờ gọi là hỏi đáp đấy, rồi viết, rồi là thuyết trình, thực hành thí nghiệm sản phẩm học tập đấy. Và chúng ta cũng nhớ là đối môn của mình trong cái khuôn khổ số tiết là như vậy, thì mỗi một học kỳ có 3 điểm đánh giá thường xuyên, còn nó là điểm hỏi đáp hay điểm viết hay là gì sản phẩm tập đấy là tùy. Thì đánh giá thường xuyên là chúng ta lưu ý như vậy. Đánh giá định kỳ thì cũng cần phải chú ý nhiều hơn một chút, bởi vì nó theo định kỳ. Thường xuyên thì chúng ta có thể kiểm tra tuần 1, tuần 5 không sao, nhưng mà định kỳ nó có cái khuôn thời gian nhất định. Vì thế cho nên là cái đánh giá định kỳ chúng ta cần phải phải chú ý, chuẩn bị chú đáo, và cũng có thể là ngay từ đầu năm học đấy. Thì cái đánh giá định kỳ chúng ta thấy là về hình thức thực hiện qua cái gì ạ? Một là kiểm tra viết, hoặc là trên máy tính, hay là qua bài học thực hành, qua dự án học tập đấy, thì là tùy. Ví dụ như là cái module có thể các thầy cô đánh giá định kỳ, nhà trường báo cáo nhà trường tổ chuyên môn đồng ý tôi đánh giá các bài thực hành đấy, lấy điểm các bài thực hành để tính vào định kỳ. Nếu mà tổ trưởng, tổ chuyên môn mà phê duyệt, ban giám hiệu phê duyệt, chúng ta thực hiện theo đấy. Thế hoặc là chúng ta làm bài kiểm tra viết cho nó đồng loạt, cho nó chắc ăn, thì là tùy cái thầy cô. Thời gian quy định 45 phút và chúng ta chắc chắn ghi nhớ. Ở đây kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận đặc tả của đề kiểm tra. Đây là cái chỗ mà cũng còn nhiều cái băn khoăn bỡ ngỡ, và cũng có ý kiến là cái chỗ đặc tả ma trận xây dựng thế nào. Nên là tôi cũng sẽ trình bày phần này kỹ hơn một chút. Trước đó thì tất nhiên chúng ta vẫn đang trao đổi cái chỗ định kỳ, thì về cái đánh giá thì chúng ta hình dung là cái điểm trung bình môn học kỳ thì theo công thức này rồi, các thầy cô đọc này chúng ta đã hình dung ra rồi đấy. Thế rồi là điểm đánh giá trung bình cả năm, thì bao giờ cái kỳ 2 thì lấy hệ số là cao kỳ 1 đấy. Thế này mà nếu như cái phần mà kỳ 1 mà chúng ta thấy là điểm mà nó học sinh là chưa tốt, thì chúng ta phải hỗ trợ giúp đỡ động viên, rồi là nhắc nhở, có những phương pháp để cho học sinh kỳ 2 điểm tốt hơn, thì kết quả năm học của em sẽ khá hơn. Thì đấy là cái nội dung về cái công việc kiểm tra đánh giá. Thế còn bây giờ chúng ta trao đổi sang cái đánh giá xây dựng đặc tả ma trận. Thì thứ nhất là về khái niệm, thì tôi cứ viết ra đây, đây là cái và các phát biểu của cụ trung học, để chúng ta cũng đọc và chúng ta hình dung, nhưng mà chúng ta không nghiên cứu sâu về khái niệm, đỡ dứt đầu. Còn chúng ta xem cái nội dung của nó, đây là tôi chụp nguyên cái mẫu bảng đặc tả để kiểm tra. Thế nên chỗ này nó có một cái hơi rắc rối một chút, lúc thì nói là bảng, lúc thì nói là bảng, vậy gọi thế nào là đúng cũng khổ, bởi vì văn bản thế nên chụp ra đây thì vẫn phải là bảng. Thế thì chỉnh lại thì trông cho nó rõ hơn. Thì các thầy cô hình dung là cái bảng này nó có 8 cột, ta đánh số cột thế thì sau này để trao đổi giao tiện. Cái cột một số thứ tự nói làm gì, thì cột 2 là nội dung, thì thường nó là tên chương một tên chủ đề. Cột 3 là cột đơn vị kiến thức, thì ta thường là viết cái tên bài. Cột 4 là mức độ kiến thức kỹ năng cần kiểm tra đánh giá, thì ta có chia làm 4 mức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao. Ở chỗ này các thầy cô cũng thấy là mình nói là dạy học kiểm tra đánh giá theo năng lực, nhưng ở đây thì là mức kiến thức kỹ năng, có nghĩa là gì ạ?
Có nghĩa là năng lực thực ra nó cũng là kiến thức, kỹ năng, thái độ tích hợp lại với nhau. Nó thành năng lực thực hiện thành công một công việc trong bối cảnh nhất định. Thế thì ở đây thì để cho nó rõ ràng cụ thể thì người ta nói là mức kiến thức, kỹ năng, chứ không nói mức năng lực, nó rất là khái quát, rất là chung, khó. Thế sau đó thì bên cái cột mà phân bổ số câu hỏi thì có chia làm 4 mức ở cột 5, 6, 7, 8 ấy. Thì đây là cái mẫu của bản đặc tả. Đấy, thế còn đây là mẫu của ma trận để kiểm tra định kỳ. Thì nó rắc rối hơn, thì nó khó, thì cũng làm cái form này thì sau này các thầy cô có thể sử dụng để chúng ta xây dựng cái ma trận. Thì các thầy cô hình dung là khi mà chúng ta xây dựng thì chúng ta có thể thực hiện theo mấy cái bước như thế này. Cái bước thứ nhất là chúng ta xác định cái phạm vi kiểm tra đánh giá định kỳ. Bởi vì kiểm tra đánh giá định kỳ thì nó căn cứ vào chương trình dạy học, phân phối chương trình. Và trong phân phối chương trình thì lúc đầu chúng ta làm kế hoạch rồi, tuần thứ bao nhiêu sẽ kiểm tra giữa kỳ. Cái tuần thứ bao nhiêu thì nó dạy, chúng ta dạy được bao nhiêu bài rồi. Như vậy xác định rõ để tránh trường hợp là chúng ta bỏ sót hoặc là chúng ta kiểm tra vào cái bài chưa chưa dạy, rất là không hay, đúng không? Thế sau đó thì chúng ta lập cái nội dung ở cột số 2 là cái cột cột một là thứ tự, đúng không? Cột 2 là cột nội dung, thì đấy là tên chương, tên chủ đề đấy. Thế sau đó thì chúng ta làm tiếp sang cái cột 3 ở đơn vị kiến thức là bài, sau đó làm tiếp đến cột 4. Có cột 4 rồi thì chúng ta làm tiếp 4 cột sau. Đấy, 4 cột sau là làm đồng loạt sau khi mà cột 4 đã làm xong. Đấy, thì báo cáo thầy cô như vậy. Nói về quy trình thì nó là như thế. Tôi xin giải thích kỹ một chút. Ví dụ tôi lấy cái phần là định hướng nghề nghiệp. Ở đây tôi giả sử là kiểm tra giữa kỳ 1, thì nếu mà lấy 4 bài thì nó lại dài quá, và lấy 3 bài nó hơi ngắn một chút. Như vậy là chúng ta sẽ kiểm tra vào tuần thứ 9. Trong đó tôi có dành thêm một tiết để ôn tập cái bài 1, 2, 3 là tuần thứ 8. Hoặc là tôi bỏ cái bài ôn tập đi cũng được. Sau khi học xong 7 bài thì là tuần 8 tôi cho kiểm tra định kỳ. Thì nó hơi non một chút, nhưng mà nếu thêm cái bài 4 vào thì nó lại quá dài. Đấy, ví dụ thế. Thì cái này là cũng tùy thầy cô. Thế giả sử tôi xác định cái phạm vi kiểm tra giữa kỳ 1 là 3 bài, và dự kiến đến tuần thứ 9, tức là một nửa đấy, 18, thì là sẽ kiểm tra định kỳ và phạm vi. Sau khi xác định phạm vi sau thì tôi lập được cái cột 2 thì đương nhiên rồi. Cột 3 là đơn vị kiến thức, đây chính là các bài. Và tôi minh họa thì vẫn lấy một cái bài ôn tập chủ đề 1, 2, 3, mặc dù là cả phần định hướng nghề nghiệp có một bài ôn tập thôi, nhưng tôi cứ tạm lấy như thế. Nó có cái ý của nó thế này, báo cáo thầy cô. Nếu chúng ta tổ chức cái định hướng nghề nghiệp 17 tiết vào kỳ 1, và học kỳ 1 chúng ta có 18 tuần, thì chúng ta có 18 tiết, cho nên là tôi đã tính là nhưng mà tôi lùi thêm một tiết là như thế, cho tôi để như thế này, và chúng ta lập được xong cột 3. Bây giờ cái khó nhất đấy là lập cái cột 4, vì cột 4 mà lập không chuẩn thì nó sẽ dẫn đến cái cột 5, 6, 7, 8 không chuẩn, và cái câu hỏi nó sẽ bị không chuẩn theo đấy. Thế thì ở đây ví dụ là chúng ta xem mục tiêu của bài học, nó chính là thể hiện cái yêu cầu và đạt của chương trình trong một cái đơn vị kiến thức. Ở cái bài 1 là nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ thì có hai ý mục tiêu đấy, là trình bày, kể tên và phân tích. Tôi tạm gọi là cái chỉ mục tiêu 1, mục tiêu 2 đấy. Thì cái tiêu chí 1 là trình bày được khái niệm nghề nghiệp, tầm quan trọng của nghề nghiệp đấy.
tới con người xã hội, ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người. Ở đây tôi có in đậm một số cái cụm từ và có tô chữ đỏ chữ xanh để nói các thầy cô dễ hình dung. Tức là trình bày ở đây chữ đỏ có nghĩa là gì ạ? Nó là mức mục tiêu, là mức nhận biết, và nó chỉ có mỗi chữ trình bày thôi. Thế còn đằng sau của nó là gì ạ? Là phạm vi. Như vậy anh có trình bày khái niệm là một, trình bày tầm quan trọng là hai, trình bày ý nghĩa là ba. Thế thì chúng ta có thể tách nó ra là ba cái tiêu chí nhỏ, ta gọi là chỉ báo. Đấy. Như vậy từ cái ý mục tiêu ở trên, ta gọi là tiêu chí thứ nhất, thì trên cơ sở phân tích cái tiêu chí này, tôi tách nó ra được ba cái chỉ báo, và với ba chỉ báo này tôi có quyền ra được ba câu hỏi ở mức nhận biết. Đấy, các thầy cô hình dung cái kiểu phân tích tức là như vậy. Thế thì đối với tiêu chí thứ hai thì cũng có kể tên và phân tích. Như vậy anh này là có hai lệnh, lệnh thứ nhất là kể tên, lệnh thứ hai là phân tích, và có hai cái đối tượng, đấy là đặc điểm và yêu cầu chung. Đấy. Như vậy tôi có thể tách nó ra thành bốn chỉ báo, là kể tên được đặc điểm, kể tên được yêu cầu chung, phân tích được đặc điểm, phân tích được yêu cầu chung. Đấy. Sau khi mà tôi kê được xong này rồi, tôi mở cái bảng mô tả ra tôi xem nó nằm ở đâu. Nó thấy là kể tên với trình bày nó nằm ở mức biết, phân tích nó nằm ở mức hiểu. Đấy, thì từ đó tôi mới tách nó ra. Như vậy với cái bài số 1 thì có 5 chỉ báo ở mức nhận biết và có 2 chỉ báo ở mức thông hiểu. Đấy, các thầy cô hình dung. Đấy, phân tích cho cái khâu này là khâu làm mệt nhất và cũng mất thời gian nhất. Đấy. Bài 2 cũng tương tự như vậy, cũng trên cơ sở phân tích từng cái ý của mục tiêu, tức là các cái chỉ báo, xem ở trong đó nó có những cái cụm từ nào. Đấy. Ở đây ví dụ nó chỉ có mỗi mô tả được cơ cấu ấy, trong dùng Việt Nam thì nó chỉ có một chỉ báo thôi, nhận ra và giải thích. Đấy, sau đó là có mấy cái là thời điểm có sự phân luồng rồi cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Như vậy là có hai cái lệnh và có hai cái đối tượng thì chúng ta cũng có bốn cái chỉ báo. Còn cái tiêu chí thứ ba nó chỉ có mỗi hiểu được thôi, một đối tượng thôi, thì như vậy chỉ có một chỉ báo, và chúng ta lại mở cái bảng mô tả ra cho xem. À, nhận ra và mô tả nó nằm mức biết, giải thích nó nằm ở mức hiểu. Như vậy chúng ta chia nó ra ở mức nhận biết có 3 chỉ báo và mức thông hiểu có 3 chỉ báo. Đấy. Đối với bài 3 thì chúng ta cũng xác định tương tự. Đấy. Cũng trên cơ sở thế này thì chúng ta lại mở cái bảng ấy ra thì chúng ta thấy được là cái tìm kiếm nó nằm ở bên, có thể xếp ở bên là vận dụng. Cho nên là cái bài 3 này có 4 chỉ báo về nhận biết và một chỉ báo vận dụng. Bây giờ chúng ta mới chuyển nó sang cột 4. Ở đây thì báo cáo thầy cô là đúng ra thì theo cái hướng dẫn ấy, là chúng ta phải có toàn bộ cái nội dung như là phần là nhận biết, rồi là thông hiểu, vận dụng cao, rồi là dưới có 3 gạch đầu dòng, chúng ta có nội dung này vào. Nhưng vì có vào nó bé quá không thể nhìn được, và nó cái bảng nó dày nó dài. Cho đây tôi chỉ tóm tắt, tức là sau khi mà tôi phân tích mục tiêu của các bài, các đơn vị kiến thức ở cột 3 thì tôi lập được cột 4. Đấy. Như vậy là cái này là cái vất vả nhất, kỳ công nhất và cũng đòi hỏi phải chuẩn nhất. Đấy. Thế sau đó rồi thì tôi cứ liệt kê thôi. Tôi lập bảng 5, 6, 7, 8 là à, bên kia là cái đơn vị kiến thức 1, tức là bài 1 có 5 cái chỉ báo về nhận biết, thì ở đây cột nhận biết là có 5, có 2 thông hiểu thì có 2. Đấy, tương đương như vậy. Và cuối cùng tôi tổng hợp được cái đặc tả là có 12 cái
Chỉ báo về nhận biết 5 cái về thông hiểu và một cái về vận dụng. Đấy là xong, tạm xong cái đặc tả. Bây giờ chúng ta có cái đặc tả như vậy thì bây giờ tức là đây tôi chiếu lại cái phần mà đáng nhẽ là chúng ta phải có nguyên si cái nội dung về các cái chỉ báo ở đây đấy. Thì đây mới chính là bản đặc tả này. Thế thì bây giờ xong đó thì chúng ta mới chuyển sang là làm cái ma trận. Thì làm ma trận thì theo hướng dẫn ấy, thì cái đề kiểm tra định kỳ chúng ta ấy là chia ra làm 4 cấp độ nhận thức, biết hiểu, vận dụng cao, và cái điểm phân bổ cho cái phần nhận biết là 4, cho phần hiểu là 3. Như vậy nếu mà chỉ cần biết hiểu là các em cũng được 7 điểm rồi. Thế còn 2 là vận dụng và 1 là vận dụng cao. Thì ta gọi là cái tổ là cái bảng là 4321. Thế thì sau đó thì vụ trung học thì có hướng dẫn là làm là 28 câu trắc nghiệm. Thì trong đó thì có 16 câu là mức nhận biết và 12 câu là mức thông hiểu và 1 đến 3 câu tùy luận. Tuy nhiên thì trong quá trình tập huấn cho giáo viên cốt cán toàn quốc ấy, thì tôi với cán bộ trên vụ trung học thì giáo viên người ta có một cái đề xuất này, chứ bây giờ nếu mà trong một cái đề kiểm tra 45 phút mà ngoài câu tùy luận ra các em làm 28 câu thì nó rất là dài, rất là khó. Đấy. Các thầy cô cũng nhớ là hiện nay cái đề thi tốt nghiệp vừa rồi chúng tôi đi làm đề mà tập huấn cho giáo viên phổ thông ấy, thì trong cái đề thi tốt nghiệp tới đây trừ môn toán và môn văn nó có cái đặc biệt, thế còn các môn khác ấy là có 28 câu trắc nghiệm rồi. Đấy. Thế thì bây giờ giáo viên nói ý kiến là trong một cái đề mà có 28 câu trắc nghiệm thì nó dài quá, cho nên là bây giờ xin phép là giảm số. Thế thì bên phía vụ trung học đồng ý cho giảm. Thế vậy là thống nhất lại thì có 3 cái tổ hợp thứ nhất là 28 câu, tổ hợp thứ hai là 20 câu và tổ hợp thứ ba là 14 câu. Thế thì mỗi tổ hợp của nó thì ở đây tôi ghi rõ là nếu 28 câu thì 16 câu biết, 12 câu hiểu, mỗi câu là 0,25 điểm. Nếu 20 câu, mỗi câu là 0,35 điểm. Rồi mỗi đề mà có 14 câu thì mỗi câu nửa điểm. Và thời gian là bảng nó cũng được quy định. Đấy. Thế thì xem xét như thế thì thấy cái tổ hợp 28 câu nó có thể nó hơi dài. Thì trung bình nhất là chúng ta chọn tổ hợp 20. Cái này tùy với thầy cô. Thế thì bây giờ ta chỉnh thế nào thì báo cáo thầy cô là khi mà chỉnh điều chỉnh số câu hỏi ở trên đặc tả để chuyển sang ma trận đấy, thì chúng ta nên xem cả số tiết, để nếu mà nhiều tiết ta chỉnh lên, ít tiết ta chỉnh xuống. Thì ở đây tôi có minh họa là để sang cái tổ hợp 28 thì tôi chỉnh như thế này, tức là số cái số câu hỏi mà chữ đen ấy, màu đen là số gốc mà mình lập được từ cái đặc tả, thế còn số đỏ là số tôi điều chỉnh cuối cùng mới ra tổ hợp là 28 câu trắc nghiệm. Và tôi có một cái bảng này, cái bảng coi như sản phẩm, tất nhiên của 4 vẫn phải chép cái nội dung kia. Thế nếu mà tôi chọn tổ hợp 20 thì tôi sẽ lấy 12 câu ở mức biết, 8 câu ở mức hiểu và tôi điều chỉnh thế này. Đấy, và ta có cái kết quả. Nếu lấy tổ hợp 14 thì tôi lại chỉnh thế này. Đấy. Các thầy cô thấy là có mỗi một cái ý về tự luận là phần vận dụng, tôi ta cứ để nguyên một câu tự luận cũng được. Đấy. Thì tôi chỉnh được cái bản tròn thế này. Đấy. Thì khi mà tổ hợp ấy, thì chúng ta lưu ý là chúng ta ra câu hỏi thì ước chừng thời lượng làm việc làm bài của nó là 30 phút và số điểm là 7, thế còn câu tự luận là 3 điểm. Đấy thì với tổ hợp 28 thì thời lượng rồi là số điểm là như thế này, thời lượng là tổ hợp 20 thì nó là như thế này và tổ hợp 14 là như thế này. Tại sao lại chọn 14, 20, 28 mà không chọn 24, là vì liên quan đến số điểm 7 chia cho nó chặn. Đấy thì cho ba cái tổ hợp như thế thì chúng ta có các loại tổ hợp khác nhau tính theo số phút ra cái bảng này. Còn đây chính là cái ma trận đề.
Sau đó thì chúng ta sang cái biên soạn câu hỏi. Thì câu hỏi chúng ta cố gắng là chúng ta biên soạn thì cái phần câu trắc nghiệm, chúng ta biết là có bốn loại câu, nhiều lựa chọn đúng sai ghép đôi điểm quyết. Tuy nhiên thì theo tôi thì nên là chọn câu nhiều lựa chọn, chấm nó đơn giản. Chứ nếu mà chúng ta chọn câu điền quyết ấy, học sinh nó điền được một chỗ hay là ba chỗ là cho điểm, nó dối lắm. Hoặc ghép đôi cũng vậy, nó ghép được một cặp hay là ba cặp nó khó, thì nên chọn câu nhiều lựa chọn đấy. Thế câu dẫn và câu chọn thế nào thì các thầy cô đã rõ rồi đấy. Có thời gian thì tôi nói sâu hơn, nhưng bây giờ thời gian nó không còn, nên là tôi xin lướt rất là nhanh cái chỗ này đấy. Thế thì câu hỏi ở đây thì nếu câu dẫn là câu hỏi thì các thầy cô lưu ý là nó có dấu hỏi ở trên và cái phần lựa chọn nó viết hoa. Nếu câu dẫn mà là câu bỏ lầm thì không có câu hỏi dấu hỏi và dưới là viết thường để lắp nó vào coi như thành một cái câu hoàn chỉnh. Thế còn câu dẫn mà là một câu chuyện, một tình huống, vấn đề thì mình đưa ra một cái nội dung sau đó mình mới hỏi thì cũng là một cái kiểu. Ở đây tôi cũng nêu một số ví dụ câu hỏi trong cái PISA là cái chương trình đánh giá học sinh quốc tế, để các thầy cô thấy là cái cách biên soạn câu hỏi của người ta đánh giá năng lực, tức là bao giờ có một cái câu dẫn là câu chuyện đấy, thì thông qua câu chuyện đấy bắt đầu người ta mới hỏi. Thì để rất giống như mình kiểm tra ngoại ngữ là cái đọc hiểu ấy, thì nó sẽ năng lực nó sẽ phát triển tốt hơn đấy, ví dụ thế. Thế còn cái câu tự luận ấy thì các thầy cô cũng lưu ý là chúng ta cũng phải diễn đạt rõ ràng, sáng sủa, đơn nghĩa, tránh hỏi những câu mà chúng ta cảm giác là bình thường nhưng mà học sinh rất khó làm. Ví dụ trình bày nguyên lý làm việc của máy phát điện thì nó chả biết máy phát điện gì đấy, mỗi máy phát điện khác nhau, nó có nguyên lý khác nhau, rất là khó đấy. Hoặc là vì sao đèn sáng được thì cũng rất là khó, đèn sáng là do dây tóc nó cháy hay là do các điện tử nó đọc màn hình quang, nó nhiều lý do. Cho nên là chúng ta chú ý là ra câu hỏi nó phải rõ ràng, sáng sủa, đơn nghĩa đấy. Thì đối với cái bài trắc nghiệm cũng vậy đấy, thì chúng ta cũng có cách biên soạn làm sao cho nó tương đối là phù hợp, nó gọn. Và trong quá trình biên soạn chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia, bởi vì chuyên gia là ai, là đồng nghiệp của mình thôi, là những người có thể biết về kiểm tra đánh giá, chứ không phải chuyên gia là phải một cái ông ở đâu giáo sư gì mới là chuyên gia, không phải. Đồng nghiệp của mình cũng chính là chuyên gia, tức là người ngoài cái đọc mình viết thì mình tưởng là mình hiểu nhưng hóa ra lại chưa chuẩn. Ở đây tôi cũng đưa ra một số ví dụ câu hỏi không có câu chọn, tức là chả có nào chọn, hoặc không câu nhiễu, tất cả đây đều đúng cả, chả có nào nhiễu cả, thì cũng lại không được đấy. Hoặc là câu dẫn là không đạt yêu cầu, ở đây đang nói về các thiết bị, tự nhiên đưa cái dây điện vào đây cái thì nó lọc ra ngay. Thế về câu câu dẫn là câu nhiễu ấy, là cũng không không đảm bảo được cái độ khó. Hoặc diễn đạt không rõ ràng, diễn đạt thế này thì nó rất khó làm, nên phải sửa câu câu dẫn như ở phía dưới thì nó sẽ dễ làm hơn đấy, tôi lấy ví dụ thế. Thế rồi cái sử dụng phương pháp thực nghiệm ấy, thì chúng ta đánh giá cái độ khó thôi. Độ khó tức là sau khi mà kiểm tra xong năm thứ nhất, năm đầu tiên ấy, thì chúng ta có thể là có thời gian này, hè chúng ta mới lôi ra kiểm tra xem là cái câu thứ nhất ấy, là số người trả lời đúng được bao nhiêu đấy, chia ra công thức ra độ khó. Rồi vừa rồi khi tập huấn làm đề thi tốt nghiệp cho giáo viên toàn quốc thì tôi có làm một cái trắc nghiệm về độ khó để minh họa thầy cô, khi tôi đưa ra hai câu hỏi cũng của PISA thì lớp là coi như là không tất cả giơ tay hết đâu, nhưng mà thống kê ra là câu nào cũng khó cả đấy. Cái câu một là chỉ có 17 người làm đúng, câu hai chỉ có 13 người làm đúng trên 80 người, như vậy là câu này khá là khó và câu cũng là khó thật đấy. Thì đánh giá độ khó thế thì chúng ta có thể điều chỉnh câu, nếu mà chúng ta cho mà độ khó nó cao quá thì nó rất là khó. Thế còn cái xây dựng đề kiểm tra định kỳ thì ở đây nói rất là ngắn gọn, đấy là các thầy cô lựa chọn cái tổ hợp cho nó
phù hợp. Theo tôi thì nên lựa chọn tổ hợp 20 đầu tiên để chúng ta dễ điều chỉnh. Chọn tổ hợp 14 có thể nó ngắn quá, 28 thì nó hơi dài. Đấy thì tùy với thầy cô trao đổi với nhà trường để chúng ta kiểm tra. Ở phần thảo luận này thì như tôi nói ban đầu thì hôm nay thì hai báo cáo cho là phần tôi là quá giờ rồi, quay bị cháy giáo án. Thế thì phần này thì xin phép là này, tức là tôi sẽ gửi cái địa chỉ của nhóm tác giả. Tôi thì phần môn điện còn hai cô nữa, nhưng mà phần hướng nghiệp thì có tôi với cô Lan, thì các thầy cô có thể qua cái thông tin này các thầy cô gửi trao đổi về, chúng tôi sẽ trao đổi, sẽ tinh thần là sẽ đồng hành các thầy cô một vài năm đầu. Khi mà chúng ta làm việc có thể có những vướng mắc nhất định thì cũng có trao đổi với các thầy cô và là hỗ trợ đồng nghiệp lẫn nhau, chúng ta thực hiện tốt được kế hoạch. Thì báo cáo với các thầy cô ở ba tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Quảng Trị thì thời gian nó không cho phép, cho nên là cũng gọi là cưỡi tàu vũ trụ ngắm kim tự tháp thôi, lướt rất là nhanh. Có thể là các thầy cô cũng chưa được thoải mái vì vậy nó hơi bị nhanh, các thầy cô thông cảm. Và tôi xin phép là dừng cái báo cáo của tôi đây, và trước khi dừng lời xin thay mặt nhóm tác giả và nhà xuất bản bộ sách Cánh Diều kính chúc thầy cô và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn, thành công, và chúc cho các thầy cô thực hiện chương trình 2018 trong năm học 2024-2025 được thành công và hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn tất cả thầy cô. Các cô giáo là cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy bộ môn công nghệ lớp 9 thuộc các tỉnh Hải Dương, Quảng Trị và Quảng Ninh. Cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian để lắng nghe chúng tôi trao đổi những cái nội dung cơ bản của hai cái module này phục vụ cho cái việc dạy học trong năm học tới. Thì thưa các thầy các cô, là theo cái quyết định phê duyệt sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hai cái cuốn module công nghệ chín trải nghiệm nghề nghiệp trồng cây ăn quả và công nghệ chín trải nghiệm nghề nghiệp chế biến thực phẩm đã chính thức được nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty VPIC để mà xuất bản phục vụ cho cái việc cung cấp cái học liệu cho các thầy các cô cũng như là các em học sinh từ năm học 2024-2025. Và đây cũng chính là cái năm học mà chúng ta kết thúc cái giai đoạn mà đổi mới chương trình đào tạo và sách giáo khoa ở bậc phổ thông. Sau này thì chúng ta sẽ có một số những cái hoạt động tiếp theo nữa liên quan đến cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về cái điều chỉnh một số những cái nội dung chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông cho nó phù hợp hơn. Tuy nhiên thì đến thời điểm dài này thì chúng ta sẽ bám sát cái yêu cầu cần đạt trong cái chương trình phổ thông môn công nghệ lớp 9. Đấy, và như các thầy các cô đã biết thì nội dung của cái phần công nghệ lớp 9 trong cái chương trình đổi mới lần này nó cũng có nhiều cái thay đổi so với cái chương trình 2006. Trong cái khuôn khổ buổi tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh mấy cái nội dung, trong đó thì có cái nội dung số 2 sẽ tập trung vào, đó là làm rõ một số những cái yêu cầu cần đạt rồi những cái nội dung cốt lõi trong hai cái mô đun trồng cây ăn quả và mô đun chế biến thực phẩm sách giáo khoa công nghệ lớp 9 để các thầy các cô cùng nắm vững và hỗ trợ cho các thầy các cô trong quá trình tiếp tục nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, rồi sách bài tập và các cái tài liệu tập huấn để phục vụ cho chúng ta xây dựng cái nội dung số 3, chính là xây dựng cái kế hoạch dạy học mô đun trồng cây ăn quả hoặc là mô đun chế biến thực phẩm. Thế và cái phần cuối thì chúng tôi cũng trao đổi một chút về cái kế hoạch bài dạy liên quan đến hai module này và cái kế hoạch kiểm tra đánh giá của mô đun trồng cây ăn quả cũng như mô đun chế biến thực phẩm. Thế còn những nội dung chung thì thầy Khanh đã nói thì chúng tôi cũng sẽ đi lướt qua và sẽ không nói lại nữa. Thì báo cáo các thầy các cô là như các thầy các cô đã biết thì đối với môn công nghệ lớp 9 chúng ta có một cái chủ đề đó là công nghệ và hướng nghiệp. Như vậy thì đây là cái chức năng mới của môn công nghệ chúng ta. Do vậy cho nên là nhiều thầy cô giáo mà được đào tạo bởi những cái chương trình đào tạo ngành sư phạm công nghệ hay là sư phạm sinh kỹ thuật nông nghiệp trước đây hoặc là lý kỹ thuật công nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ phải cập nhật thêm một cái phần hướng nghiệp rất là quan trọng. Và ban nãy thì thầy Nguyễn Trọng Khanh cũng đã trao đổi rất là kỹ với thầy các cô
những cái nội dung cơ bản liên quan đến các cái lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp để mà hướng nghiệp cho các em học sinh, và những cái nội dung cơ bản trong cái phần định hướng nghề nghiệp và cái module trải nghiệm nghề nghiệp về lắp đặt bằng điện trong nhà. Thế còn đối với chúng ta thấy là trong cái các cái module mà định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh thì có tới 16 cái module để mà tự chọn. Thế và các tác giả thì đã chọn ra ba cái module mà qua đánh giá của giáo viên ấy, và các cái cơ sở dục phổ thông ấy, ở các địa phương ấy, thì cho thấy đây là ba cái module mà nó phổ thông nhất, dễ sử dụng và dễ áp dụng vào trong thực tiễn nhất, và các thầy các cô cũng có một cái cơ sở rất là thuận lợi từ cái chương trình 2006 để mà tổ chức giảng dạy cho chương trình 2018. Trong đó thì cái module lắp đặt bằng điện trong nhà và trồng cây ăn quả thì rất là gần gũi rồi. Thế và chỉ có khác biệt hơn một chút về cái module chế biến thực phẩm. Đấy, thì đấy là cái nổi bật hơn một chút, thì chúng tôi xin được báo cáo với các thầy các cô rõ hơn. Thế và cái module chế biến thực phẩm này thì nó cũng trên cái nền của cái module nấu ăn trước đây. Và chúng tôi chọn được ba cái module này, thì trong đó thì có hai cái module liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực dịch vụ. Module trồng cây ăn quả thì thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chứ còn module chế biến thực phẩm thì thuộc lĩnh vực dịch vụ. Thế còn module lắp đặt bằng điện trong nhà thì thuộc lĩnh vực công nghiệp. Thế thì thưa các thầy các cô là những cái nội dung mà nó liên quan đến mục tiêu, liên quan đến những cái năng lực công nghệ, rồi là những cái định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh trong quá trình biên soạn, thì chúng tôi xin phép không nói lại cái nội dung này nữa, bởi vì đã được trình bày rất là kỹ rồi. Bây giờ chúng tôi xin đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là cái nội dung và cái yêu cầu cần đạt của môn công nghệ chín, môn trồng cây ăn quả. Thì trong cái lần đổi mới chương trình lần này thì cũng nó có những cái yêu cầu gì, thì báo cáo các thầy các cô là nội dung yêu cầu cần đạt của môn công nghệ chín, môn trồng cây ăn quả nó có 8 cái yêu cầu rất là quan trọng. Trong đó thì yêu cầu đầu tiên ấy là phải trình bày được cái vai trò của cây ăn quả. Thứ hai là phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương. Thì cái yêu cầu phân tích đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của một số cây ăn quả phổ biến ở địa phương này là một cái yêu cầu rất là rộng và cũng rất là sâu. Đấy, do vậy cho nên là gì ạ? Chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích để lựa chọn những cái cây ăn quả phổ biến ở các vùng miền trong các địa phương của Việt Nam chúng ta, để xác định những cây phổ biến và đặc thù đưa vào để mà thiết kế các cái bài học. Và cái module thứ ba, cái yêu cầu thứ ba là nêu được quy trình trồng, chăm sóc, kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, điều khiển ra hoa đậu quả của một số loại cây ăn quả phổ biến. Thì nó cũng gắn liền với cái nội dung của các cây ăn quả phổ biến địa phương, cho nên là giữa cái yêu cầu của số 2 và số 3 thì nó sẽ được lồng ghép với nhau. Và nó tạo cấu trúc thành từng cái bài riêng cho từng loại cây ăn quả khác nhau để mà thuận tiện cho quá trình dạy học. Cái yêu cầu thứ tư là thực hiện được một số cái kỹ thuật nhân giống vô tính của cây ăn quả phổ biến. Yêu cầu số 5 là trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả. Thứ sáu là tính toán được chi phí và hiệu quả kinh tế khi trồng cây ăn quả. Thì cái này cũng là cái nội dung tích hợp liên quan đến giáo dục kinh doanh, giáo dục kinh tế vào trong môn của chúng ta. Có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động, thì đây là nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục an toàn lao động. Và cái yêu cầu số 8 chính là cái định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, tức là đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân với một số ngành nghề liên quan. Cái này thì trong các cái lý thuyết kênh nghề nghiệp ban nãy thì thầy Khanh cũng đã nói rồi, và đối với các cái module cụ thể, và trong đó cụ thể đây module trồng cây ăn quả, thì chúng ta cũng có một cái nội dung để mà thực hiện cái yêu cầu cần đạt là đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thế thì để các thầy cô rõ hơn thì báo cáo thầy cô là khi mà phân tích những cái nội dung, những yêu cầu cần đạt này, thì khi xây dựng cái module công nghệ lớp 9 thì chúng tôi đã tách các cái yêu cầu cần đạt để mà sắp xếp và thiết kế thành những cái bài cụ thể. Trong đó thì cái yêu cầu đầu tiên là trình bày được vai trò cây ăn quả, phân tích được đặc điểm thực vật học của một số loại cây ăn quả phổ biến. Đấy, rồi phân tích được yêu cầu ngoại cảnh của một số cây ăn quả phổ biến ở địa phương. Như vậy thì nó có hai cái ba cái vấn đề, một là vai trò của cây ăn quả, hai là cái đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh. Đấy, thì đây là ba cái khía cạnh
mà chúng tôi tập trung để mà giải quyết ở trong cái bài thứ nhất là bài đặc điểm chung về cây ăn quả, với các cái nội dung về vai trò cây ăn quả, trong đó thì nhấn mạnh đến cái vai trò làm thực phẩm đấy, rồi là làm nguyên liệu chế biến hay là làm dược liệu hay là bảo vệ môi trường, rồi trang trí cảnh quan ở các khu đô thị hiện nay chúng ta thấy đấy, khu đô thị rồi các cái nhà vườn rồi thậm chí là các cái tuyến đường phố là trang trí các cái cây ăn quả rất nhiều, rồi phát triển kinh tế văn hóa rồi nghệ thuật vân vân. Thế về đặc điểm thực vật học của cây ăn quả thì cũng tập trung gợi ý để hỗ trợ cho các thầy các cô và các em học sinh phân tích được đặc điểm của rễ, của thân, của cành, của lá, hoa và quả. Đây là những cái đặc điểm chung nhất của các cây ăn quả. Thế và dựa vào các cái đặc điểm chung này thì chúng ta sẽ có những cái bài tiếp theo về những cái loại cây ăn quả cụ thể. Thế và tương tự như vậy thì cái yêu cầu ngoại cảnh của một số của cây ăn quả thì chúng tôi cũng tập trung giới thiệu một số những yêu cầu mà nó có một mối quan hệ rất là mật thiết đối với cây ăn quả, đó là nhiệt độ, đấy, rồi độ ẩm, ánh sáng, đất, rồi gió, vân vân. Đấy là những cái yêu cầu mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cây ăn quả hiện nay. Thì đấy là ba cái yêu cầu đầu tiên. Sang cái nhóm yêu cầu thứ hai là nói về cái việc thực hiện cái kỹ thuật nhân giống vô tính cây ăn quả. Thì một số những cái kỹ thuật nhân giống vô tính thì nó có nhiều cái phương pháp khác nhau, và trong đó thì chúng ta tập trung vào ba cái phương pháp chính là ghép đoạn cành rồi dâm, đúng không ạ, rồi chiết. Đấy là ba cái phương pháp mà phổ biến. Thì bài số 2 này chúng tôi sẽ tập trung để mà giới thiệu một số những cái lý thuyết chung về cái khái niệm thế nào là nhân giống cơ vô tính cây ăn quả, rồi là thế nào là phương pháp nhân giống bằng ghép đoạn cành, rồi dâm cành, rồi chiết cành, được, thì phần lý thuyết. Sau đó cái phần thứ hai là tổ chức thực hiện cho học sinh thực hành nhân giống vô tính bằng cái phương pháp ghép đoạn cành. Thì đối với cái thực hành nhân giống vô tính, phương pháp ghép đoạn cành cũng như là các cái phương pháp ở các bài tiếp theo thì nó đều gồm có các cái nội dung cơ bản, bao gồm cái mục thứ nhất là phải có vật liệu, dụng cụ và thời vụ ghép cành. Đấy, đây là cái yêu cầu đầu tiên, tức là chúng ta phải có vật liệu, phải có dụng cụ và lựa chọn cái thời vụ ghép cành cho nó phù hợp để đảm bảo là cái cành đó nó sinh trưởng phát triển tốt. Cái thứ hai là cái quy trình ghép thì có các cái bước tiến hành ghép như thế nào. Đấy, thì đấy là cái logic thứ hai. Và cái thứ ba là các cái tiêu chí đánh giá về gì ạ, về 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 cái kết quả của cái ghép đoạn cành. Đấy, và cuối cùng là gì, đánh giá kết quả của học sinh thực hiện cái việc thực hành. Đấy, và thông qua cái việc thực hiện nhân giống vô tính cây ăn quả của ghép đoạn cành thì các em cũng góp phần có cái ý thức bảo vệ môi trường và ý thức là an toàn lao động, nhất là trong cái quá trình mà chúng ta thấy là học sinh sẽ sử dụng các cái dụng cụ để mà thực hiện cái các cái thao tác ghép đoạn cành vân vân. Thì đấy là cái bài số 2. Cái bài số 3 ấy, thì các thầy cô lưu ý là chúng tôi giới thiệu về thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp dâm cành. Ở cái bài này thì sẽ không nói về lý thuyết nữa, bởi vì lý thuyết thì đã giới thiệu cái bài số 2 rồi. Cho nên là trong cái bài này là thực hiện được kỹ thuật nhân giống vô tính bằng phương pháp dâm cành. Thế và đồng thời thì cũng lồng ghép cái ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong quá trình thực hành. Về nội dung thì cái cấu trúc của nó cũng tương tự như bài số 2, là có vật liệu dụng cụ và lựa chọn thời vụ dâm cành. Rồi là các cái bước tiến hành, các tiêu chí đánh giá và đánh giá kết quả cuối của bài. Sang cái bài số 4 là cái bài mà nói về cái việc thực hành bằng phương pháp chiết cành. Thì trong đó thì cũng cấu trúc tương tự như là bài số 2 và bài số 3, và với cái mục tiêu cũng tương tự như vậy, tức là học sinh thực hiện được kỹ thuật nhân giống vô tính một số loại cây ăn quả phổ biến bằng phương pháp chiết cành. Và thông qua cái việc thực hành như vậy thì các em có ý thức bảo vệ môi trường và ý thức an toàn lao động trong quá trình thực hành. Sang cái bài số 5, từ bài số 5 trở đi thì chúng ta sẽ sang một cái chủ đề mới, và cái bài số 5 là cái bài đầu tiên của cái chủ đề này thì sẽ giới thiệu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài để mà thực hiện được cái mục tiêu là phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài. Đấy, bởi vì trong 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 cái quy định của chương trình thì bộ quy định là đặc điểm thực vật học rồi yêu cầu ngoại cảnh của một số cây ăn quả phổ biến, đúng không ạ, và đồng thời là quy trình trồng để chăm sóc
kỹ thuật tỉa cành tạo tán điều khiển ra hoa đậu quả của một số cây ăn quả phổ biến. Thì từ cái bài số 5 trở đi thì chúng tôi sẽ lựa chọn một số cây ăn quả mà nó phổ biến ở các vùng miền khác nhau, và xoài cũng là một cái cây ăn quả rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta, và gần như các tỉnh thành thì đều có trồng cây xoài. Và thậm chí bây giờ cây xoài còn được làm một cái cây mà gì là cây cảnh quan đô thị nữa, được trồng ở rất nhiều các cái tuyến phố rồi các khu đô thị để tạo bóng mát rồi là lấy quả, đồng thời là trang trí rất là đẹp. Thì đối với cái nội dung của bài số 5 này thì chúng tôi trình bày ba cái phần logic với nhau. Đầu tiên là đặc điểm thực vật học, tức là cái đặc điểm của cái cây xoài. Sau đó thứ hai là cái yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài, nó có những yêu cầu gì về nhiệt độ, độ ẩm, đất rồi ánh sáng để gió, đúng không? Và từ hai cái đặc điểm thực vật học với yêu cầu ngoại cảnh này thì dẫn đến cái nội dung số 3 là quy trình trồng cây xoài và chăm sóc cây xoài. Đấy, thì cái logic của bài số 5 này như vậy. Và tương tự như vậy đến bài số 6 là kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long, thì chúng ta cũng thực hiện hai cái yêu cầu theo cái quy định mà Bộ đã yêu cầu, đó là phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của cây thanh long, nêu được quy trình trồng, chăm sóc, kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, điều khiển ra hoa đậu quả của cây thanh long. Thế và cái cấu trúc của bài này thì cũng gồm ba nội dung lớn, đó là đặc điểm thực vật học của cây thanh long, yêu cầu ngoại cảnh của cây thanh long, và thứ ba là quy trình trồng và chăm sóc cây thanh long. Đấy, và đây cũng là một cái loại cây mà rất phổ biến, đặc biệt ở khu vực miền Trung của miền Nam, đúng không? Và nó mang lại cái giá trị kinh tế rất là cao cho người dân. Thế và bài số 7 là bài kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn. Đấy, đây là một cái cây mà rất là phổ biến, đúng không? Ở các vùng miền trong cả nước. Và hôm nay thì các tỉnh mà chúng ta tập huấn thì có một cái tỉnh Hải Dương, đấy, Hưng Yên, Hải Dương là trồng nhãn, trồng vải rất nhiều, đúng không? Đấy, và các cái địa phương như là Quảng Trị hoặc là Quảng Ninh thì chúng ta thấy là người dân cũng trồng nhiều cái loại cây này, trên đây cũng là một cái loại cây rất là phổ biến. Và cái cấu trúc của nó thì cũng tương tự như ở các cái bài trên, có đặc điểm thực vật học của cây nhãn, yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn, quy trình trồng và chăm sóc cây nhãn. Và bài số 8 thì là một cái bài chung cho một cái nhóm cây ăn quả rất là đặc thù và rất phổ biến ở nước ta. Đó chính là cái nhóm cây ăn quả có múi như là chanh này, cam này, quýt này, bưởi, vân vân, đúng không? Thì đây là thuộc cái nhóm cây ăn quả có múi. Thì chúng tôi thiết kế nó chung thành một bài là cái bài số 8, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi, với ba cái nội dung để mà thực hiện được hai cái yêu cầu cần đạt, đó là phân tích được đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi, nêu được quy trình trồng, chăm sóc và kỹ thuật tỉa cành tạo tán, cũng như là điều khiển ra hoa đậu quả của cây ăn quả có múi. Thì đấy là cái nhóm cây ăn quả có múi. Và bài số 9 là cái bài mà nói là một cái đối tượng cây ăn quả nhưng mà rất là đặc thù, đó là cây chuối. Và cái cấu trúc thì nó cũng tương tự, gồm có 3 phần là đặc điểm thực vật học của cây chuối, yêu cầu ngoại cảnh của cây chuối và quy trình trồng chăm sóc cây chuối. Thì đấy là cái bài số 9. Và như vậy thì đấy là những cái loại cây ăn quả mà rồi nhóm cây ăn quả mà chúng tôi thấy là nó rất là phổ biến ở các địa phương, các vùng miền ở trong cả nước, và thiết kế thành các cái bài học để mà giúp cho các thầy các cô có thể tổ chức cái việc học tập cho các em học sinh. Trong cái quá trình mà các thầy cô nghiên cứu ấy, thì các cái bộ sách thì cũng có các cái bài nó có những loại cây trùng nhau, thường là khoảng 3 loại cây trùng nhau. Đấy, và có những cái loại cây nó khác hơn một chút để nó có cái đặc điểm riêng ấy, của các cái bộ sách. Và đến bài số 10 thì sau khi mà chúng ta tổ chức cho học sinh học về phương pháp nhân giống, học về kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả phổ biến như vậy, thì sẽ đến cái phần thực hành. Thì chúng tôi thiết kế cái bài thực hành số 10, một cái bài chung là thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả. Thế và để mà thực hiện được cái mục tiêu trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động, thì đây là cái bài mà nó cũng rất là hay và nó được thiết kế ở cái phần cuối, sau khi mà đã các trò đã được học hết cái nội dung liên quan đến những cái lý thuyết, rồi là những cái kiến thức về đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, rồi là quy trình chăm sóc, cũng như là cái trồng của các loại cây ăn quả phổ biến. Thì báo cáo thầy cô là đối với cái bài này ấy, thì, khi mà chúng tôi thiết kế thì tên bài chung, và trong này thì có gợi ý cho các thầy các cô là tùy địa phương
mà mình sẽ lựa chọn một số cái loại cây, một cái loại cây phổ biến nào đấy, bởi vì yêu cầu của bộ thì cũng chỉ nói là trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả thôi. Thế và vì vậy cho nên trong bài này thì chúng tôi có gợi ý thầy các cô là lựa chọn một cái cây giống giống cây ăn quả phổ biến địa phương để mà chúng ta tổ chức cho học sinh các em thực hiện. Có thể là thuộc nhóm cây ăn quả có múi như là cây chanh hay cây quất hay cây bưởi hay là cây nhãn, cây thanh long, cây xoài, vân vân, đúng không? Thì từ đó thì tiến hành các cái bước để mà trồng rồi chăm sóc và có cái đánh giá cái sản phẩm, tiêu chí về sản phẩm và đánh giá kết quả. Và cũng thông qua bài thực hành này thì học sinh cũng sẽ có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Như vậy thì cái ý thức bảo vệ môi trường và an toàn lao động ấy, nó được thực hiện lồng ghép xuyên suốt ở trong rất nhiều bài, đặc biệt là những cái bài mà liên quan đến nội dung thực hành. Sang cái bài số 11 là cái bài nói về cái việc chúng ta tính toán cái chi phí và cái hiệu quả kinh tế khi trồng cây ăn quả. Đối với lớp 7 thì học sinh cũng đã làm quen một phần về cái nội dung này. Đấy, sang lớp 9 thì chúng ta dành hẳn một cái bài ra để giúp cho học sinh thực hành cái cách tính toán chi phí và hiệu quả của việc trồng cây ăn quả. Thế thì báo cáo thầy cô là khi mà nói về tính toán chi phí hiệu quả trồng cây ăn quả thì nó có rất nhiều thứ để mà chúng ta cần phải tổ chức cho học sinh. Tuy nhiên thì đối với cái yêu cầu cho học sinh ở bậc phổ thông và cụ thể đối tượng là học sinh lớp 9 thì chúng ta chỉ có đưa ra những cái phương pháp chung nhất thôi, đó là khi mà tính toán cái hiệu quả kinh tế của việc trồng cây ăn quả thì tính phải tính được lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi cái chi phí, và trong đó thì những cái chi phí thì cũng là những cái chi phí cơ bản thôi, như là chi phí công, chi phí vật tư, chi phí đất, rồi máy móc, rồi chi phí dụng cụ, ví dụ thế. Thế và doanh thu thì dựa vào cái sản lượng dự kiến hoặc là cái sản lượng mà các em điều tra khảo sát thực tế ở địa phương nhân với cái đơn giá ở cái thời điểm hiện tại để mà ra là cái doanh thu, và từ đấy thì tính toán được cái lợi nhuận, đúng không ạ? Và từ đó đánh giá được cái hiệu quả kinh tế của cái việc trồng cây ăn quả. Thì đối với cái bài số 11 này thì yêu cầu của nó cũng đơn giản như vậy. Bài số 12 là cái bài cuối cùng và nó là cái bài thuộc chủ đề cuối cùng của cái module này. Đó là cái nội dung liên quan chính đến cái việc hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, là một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thì cái yêu cầu là đánh giá được sở thích, đánh giá được khả năng, đánh giá được sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thì trong này thì các tác giả đã gợi ý cho chúng ta để mà tổ chức cho học sinh đánh giá được khả năng và sở thích thì các em phải biết được là gì, những cái ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả phổ biến là gì. Mặc dù là trong một số những cái bài ở phía trước thì đâu đó đã có những cái hoạt động, có những cái câu hỏi mà chúng ta có thể gợi ý cho học sinh để mà các em nêu ra được những cái ngành nghề liên quan dựa trên những cái quan sát thực tiễn ở địa phương hay là gì, những cái tìm tòi của các em ở trên các cái tài liệu hoặc là trên mạng internet. Thế nhưng mà đây là một cái bài mà chính thức chúng ta tổ chức cái việc dạy này. Đấy, cho nên là cái nội dung đầu tiên là sẽ giới thiệu cho các em một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Đấy, và cái thứ hai là từ những cái ngành nghề đó thì những cái yêu cầu đối với người lao động thuộc ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả như thế nào. Đấy, và trong cái yêu cầu này thì chúng ta cũng sẽ tập trung chính vào những yêu cầu về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, năng lực, thái độ, đi rồi là sức khỏe, vân vân, rồi cái sự quan tâm của các em, rồi cái sở thích của các em, đúng không? Thế và đến cuối cùng thì sẽ là cái nội dung liên quan đến đánh giá cái khả năng và đánh giá cái sở thích của bản thân đối với ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Thế thì ở trong cái phần mà lý thuyết về cây nghề nghiệp ý, thì chúng ta thấy là các em đã được học về cái phần chung và trong đó thì cũng đã học một số cái lý thuyết chung khi mà lựa chọn nghề nghiệp. Thế còn ở đây áp dụng cụ thể vào một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả thì chúng tôi chỉ gợi ý ở trong sách đưa ra các cái tiêu chí để dựa vào đó học sinh có thể đánh giá được khả năng và có thể tự đánh giá được cái sở thích của mình xem nó có phù hợp không, và từ đấy thì định hướng nghề nghiệp cho các em là khi mà các em lựa chọn những ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả thì các em sẽ lựa chọn những ngành nghề gì hay các em sẽ tìm hiểu những ngành nghề đó ở những cái cơ sở đào tạo nào. Đấy, thì đấy là cái nội dung của cái bài số 2 12 này. Thế còn cái phần thứ hai là cái module chế biến thực phẩm ấy thì báo cáo các thầy cô là cũng có 7 cái yêu cầu cần đạt liên quan mà bộ đã quy định. Trong đó thì có yêu cầu thứ nhất là phân tích được vai trò của chất dinh dưỡng và các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.
Yêu cầu thứ hai là lựa chọn được các loại thực phẩm thông dụng. Yêu cầu số 3 là chế biến được một số món ăn đặc trưng cho các phương pháp chế biến và đạt yêu cầu kỹ thuật. Đây chính là cái nội dung liên quan đến thực hành. Thứ tư là tính toán được chi phí cho một bữa ăn theo thực đơn cho trước, cũng là cái nội dung tính toán, đúng không ạ? Nội dung thực hành. Thế và ý thứ năm là có ý thức thực hiện an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là cái nội dung rất quan trọng đối với cái module chế biến thực phẩm, cái giáo dục an toàn lao động, đúng không ạ? Và giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm. Yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, cẩn thận, sáng tạo trong công việc, đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan. Thì đấy là cái yêu cầu mà bộ đã quy định như vậy. Thì để các thầy cô rõ hơn thì chúng tôi phân tích nhanh một chút. Cái yêu cầu thứ nhất ấy, là phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Thì thưa các thầy các cô là ở cái môn công nghệ lớp 6 trong cái chủ đề về chế biến thực phẩm ấy, thì chúng ta cũng đã định hướng gợi ý cho các em học sinh học những cái nội dung cơ bản về một số cái chất dinh dưỡng có trong thực phẩm rồi. Cho nên là đến cái phần này ấy, thì để mà thực hiện được cái yêu cầu cần đạt nó ở mức độ sâu hơn là phân tích được vai trò của các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, thì chúng tôi chia ra hai cái nhóm để và đồng thời trong từng cái nhóm một ấy, thì cũng sẽ giới thiệu các cái nhóm thực chất dinh dưỡng. Thì dựa trên cái căn cứ là các cái chất dinh dưỡng sinh năng lượng hoặc không sinh năng lượng mà chúng ta chia ra hai cái nhóm vai trò. Một là vai trò của các chất dinh dưỡng sinh năng lượng và cụ thể đó là carbon hydrate, lipid và protein. Và cái nhóm thứ hai là vai trò của chất dinh dưỡng không sinh năng lượng. Đó chính là một số cái khoáng chất thiết yếu và một số cái vitamin thiết yếu. Thì đấy là cái chúng tôi chia ra thành hai cái nhóm như vậy và tổ chức thực hiện ở ngay trong cái bài số 1 để mà thực hiện cái mục tiêu đầu tiên. Thế và cái mục tiêu thứ hai ấy, là phân tích được các cái biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Thì được thiết kế ở cái bài số 2 là bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Thì bảo quản chất dinh dưỡng có trong thực phẩm thì được chia thành hai cái giai đoạn, tức là trước khi chế biến và khi chế biến thì chúng ta bảo quản thế nào. Thì trước khi chế biến thì có rất nhiều cái phương pháp để mà chúng ta bảo quản chất dinh dưỡng. Thì có thể bảo quản ở nhiệt độ thường đối với một số cái loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, rồi bảo quản lạnh, bảo quản đông lạnh. Thì trong khi chế biến thì chúng ta cũng có những cái phương pháp để mà bảo quản khác nhau. Thế và mỗi cái phương pháp bảo quản này thì nó còn tùy thuộc vào phương pháp chế biến. Đấy, cho nên là ban nãy chúng tôi chia ra thành hai cái nhóm phương pháp, đó là chế biến không sử dụng nhiệt và chế biến có sử dụng nhiệt. Thì mỗi một cái loại phương pháp chế biến này thì các cái sản phẩm mà tạo ra nó có những cái đặc điểm khác nhau, cho nên là sẽ có những cái phương pháp bảo quản khác nhau. Thì các thầy cô sẽ tổ chức cho học sinh học tập ở trong cái bài số 2. Ở cái yêu cầu số 3 là lựa chọn được các loại thực phẩm thông dụng. Thì thưa các thầy cô, có rất nhiều các loại thực phẩm thông dụng. Đấy, và do vậy cho nên là để các em lựa chọn được thì chúng tôi chia ra hai cái nội dung cơ bản về mặt lý thuyết và một cái nội dung thực hành. Đấy, trong đó thì nội dung lý thuyết thứ nhất ý, là phải làm rõ cho các em là các cái nhóm thực phẩm phổ biến là gì. Thì thường người ta chia thành 6 nhóm, đúng không ạ? Thế còn các cái loại thực phẩm thông dụng trong thực tiễn thì có rất nhiều loại. Đấy, có rất nhiều loại. Đấy, như là các loại hạt này, khoai củ này, sữa, thịt, đúng không ạ? Đấy, thịt lợn. Đấy, thịt bò rồi các cái loại thịt gia cầm, các loại thủy hải sản, trứng, rau củ quả, dầu ăn, vân vân. Rồi kể cả là thực phẩm chế biến sẵn, đúng không ạ? Thế và cuối cùng là cái phần thực hành để mà lựa chọn thực phẩm. Thì ở đây thì chúng tôi cũng chỉ gợi ý là mỗi loại thì chúng ta lấy khoảng 3 mẫu. Đấy, ví dụ như là rau xanh, thịt lợn, hạt khô rồi quả, đúng không ạ? Để cho các em thực hành lựa chọn. Thế và cái yêu cầu về tính toán chi phí cho một bữa ăn theo thực đơn cho trước thì đây cũng là một cái nội dung liên quan đến cái hạch toán kinh tế, đúng không ạ? Tính toán chi phí và thông qua đó thì giáo dục cái tư duy kinh tế cho các em học sinh. Đấy, được thể hiện ở cái bài số 4 là tính chi phí cho một cái bữa ăn. Đấy, và muốn tính chi phí một bữa ăn thì các em nó phải biết được là gì ạ? Trong một bữa ăn thì thường sẽ phải có những cái món gì và những cái món đấy thì nó cấu trúc lên một cái khái niệm gọi là thực đơn. Và trong cái thực đơn thì bao gồm có món chính đó, về lương thực này, rồi có món mặn này, món xào, món canh, rồi món tráng miệng. Đấy là những cái món cơ bản. Thế và cho học sinh dựa trên những cái
khái niệm đó, thì các em sẽ tính chi phí bữa ăn theo thực đơn cho trước cho một cái gia đình là có bố mẹ rồi là có chị em đúng không? Thế và liên quan đến cái giáo dục an toàn lao động trong chế biến thực phẩm thì báo cáo có thầy các cô, đây là cái nội dung rất quan trọng, và trong thực tiễn thì đã có nhiều cái vụ tai nạn xảy ra do cái quá trình chế biến thực phẩm. Vì vậy cho nên đây là chúng tôi xác định là một cái nội dung cần phải giáo dục cho học sinh. Bởi vậy cho nên các tác giả đã xây dựng riêng cái yêu cầu cần đạt về có ý thức thực hiện an toàn lao động trong chế biến thực phẩm thành một bài riêng là bài số 5, để từ đó học sinh nhận diện ra được một số cái yếu tố nguy hiểm mà nó thường xảy ra trong chế biến thực phẩm, về mặt cơ học thế nào, về yếu tố nhiệt thế nào, yếu tố điện thế nào, yếu tố hóa học thế nào, yếu tố cháy nổ thế nào, rồi thậm chí là không gian chật hẹp cũng dạng là những yếu tố nguy hiểm trong cái quá trình chế biến thực phẩm. Thì đây là những cái yếu tố rất là dễ nhận diện và học sinh rất dễ hình dung dựa vào những cái hiểu biết thực tế của các em trong cái quá trình mà các em tham gia chế biến thực phẩm rồi sinh hoạt ở tại gia đình hay ở cộng đồng đúng không ạ, ở địa phương mình. Đấy, thì rất dễ nhận diện ra cái này. Và từ cái việc nhận diện này thì mới đến những cái quy định, những cái gợi ý về mặt hướng dẫn phòng ngừa nguy hiểm khi mà các cái yếu tố này nó gây ra trong cái quá trình mà các em chế biến thực phẩm, và cụ thể đây là trong bếp thôi, chúng tôi chỉ giới hạn cho nó gần gũi với các em học sinh. Thế và tương tự như vậy thì cái yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là một cái yêu cầu quan trọng khi mà học sinh học cái môn chế biến thực phẩm này. Cho nên các tác giả đã thiết kế thành cái bài số 6 là cái bài nói về an toàn vệ sinh thực phẩm để mà giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh. Thì có hai cái nội dung. Một là các em nhận diện ra các cái mối nguy về an toàn thực phẩm ở trong cái quá trình mà chế biến thực phẩm, nó có những cái loại mối nguy nào, thì chúng tôi chia thành ba cái nhóm, đó là mối nguy sinh học, mối nguy hóa học và mối nguy vật lý. Thì mối nguy sinh học như là các loại vi khuẩn chẳng hạn đúng không, gây bệnh vân vân. Đấy, mối nguy hóa học như là các loại hóa chất chẳng hạn, hoặc mối nguy vật lý để các cái yếu tố cơ học như là và từ cái các nhận diện cái mối nguy này thì là với đến những cái gợi ý, những cái hướng dẫn để phòng ngừa các cái mối nguy an toàn thực phẩm. Thì với cái logic của cái bài số 5 và bài số 6 như vậy thì chúng ta sẽ giáo dục, tập trung giáo dục cho các em cái ý thức thực hiện an toàn lao động và ý thức thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm để trong cái quá trình chế biến thực phẩm. Thế và những cái nội dung mà liên quan đến thực hành thì nó tập trung ở cái yêu cầu cần đạt là chế biến được một số món ăn đặc trưng cho các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt đạt yêu cầu kỹ thuật và yêu thích lao động. Trong quá trình chế biến ấy, thì phải yêu thích lao động, tỉ mỉ, kiên nhẫn, cẩn thận, sáng tạo ở trong công việc. Thế và những cái yêu cầu cần đạt này thì nó cũng sẽ được kế thừa từ những cái bài học trước mà các em đã học về về các cái chất dinh dưỡng, thế rồi là các cái loại thực phẩm, lựa chọn thực phẩm, rồi là các cái yêu cầu về an toàn lao động, rồi an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong cái yêu cầu này thì chúng tôi chia thành hai cái phương pháp, nhóm phương pháp chế biến, đó là nhóm phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt thì được thiết kế ở cái bài số 7, và đây là cái phương pháp, cái nhóm phương pháp mà rất là phổ biến, được sử dụng rất là đa dạng ở các gia đình, để các cái nhà hàng, bếp ăn vân vân đúng không, mà người ta chế biến. Thế và để thuận tiện cho các thầy các cô và gợi ý cho các em học sinh khi mà tổ chức thực hiện và dễ dàng hiểu được những cái nội dung về mặt lý thuyết và dễ dàng thực hành ý, thì chúng tôi chia thành bốn cái nhóm. Thứ nhất là chế biến thực phẩm bằng hơi nước nóng, thứ hai là chế biến thực phẩm bằng nước nóng, thứ ba là chế biến thực phẩm bằng không khí nóng, và thứ tư là chế biến thực phẩm bằng dầu mỡ nóng. Và với những cái ví dụ gợi ý để mà chúng ta tổ chức thực hành chế biến thực phẩm bằng nước nóng như là làm các cái món luộc đúng không ạ, rồi là món ví dụ luộc rau chẳng hạn, luộc thịt chẳng hạn đúng không ạ, thế rồi làm các món nấu ví dụ nấu canh chẳng hạn, đấy, hoặc là các món kho ví dụ chúng ta thấy là kho thịt rồi kho cá vân vân đấy, thế hoặc là chế biến thực phẩm bằng hơi nước nóng như là món hấp chẳng hạn. Đấy, đây là cái món rất là phổ biến, ví dụ hấp bánh rồi hấp giò chả vân vân, rất là nhiều món. Thế rồi chế biến bằng không khí nóng, đây là món nướng và các em học sinh ở cấp 2 là rất thích ăn cái món nướng này, rồi thậm chí là cả món chiên nữa, chế biến thực phẩm bằng dầu mỡ nóng như là món chiên rán, chiên rán rồi rang xào đúng không, chiên hoặc là rán.
Thế và cái nhà phương pháp nhóm phương pháp thứ hai là thực hành về chế biến một số cái món ăn đặc trưng bằng cái phương pháp là chế biến không sử dụng nhiệt. Đấy, thì chúng tôi thiết kế cái bài số 8 và trong đó thì tập trung giới thiệu hai cái phương pháp thôi. Phương pháp thứ nhất là cái phương pháp trộn. Đấy, ví dụ trộn quả dầm đúng không ạ? Đấy, trộn nộm vân vân. Thế và cái nhóm thứ hai là lên men lactic thì cũng không sử dụng nhiệt, ví dụ như là rau cải muối chua chẳng hạn, hoặc là làm sữa chua vân vân. Đấy, đấy là cái nội dung về thực hành. Thế còn cái nội dung cuối cùng chính là cái nội dung định hướng nghề nghiệp, với cái yêu cầu cần đạt là đánh giá được khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm. Thì đây cũng chính là cái bài mà nó mang tính hướng nghiệp cho các em học sinh, thì cũng giống như cái là logic ở cái phần mà chúng ta thấy là dạy ở trong cái môn trồng cây quả. Thì chúng tôi cũng giới thiệu về một số cái ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm, cái đặc điểm của ngành nghề đó, và từ đó thì học sinh nắm được những cái yêu cầu cần phải có đối với cái người lao động thuộc một số cái ngành nghề liên quan đến đến lĩnh vực chế biến thực phẩm như này. Thì nó khác so với cái bài 12 của mô đun trồng cây quả, là ở cái bài này chúng tôi không tách nó ra thành cái nội dung số 2, và trong cái nội dung thứ nhất là một số ngành nghề liên quan chế biến thực phẩm, thì thông qua đó nói đến cái đặc điểm của cái ngành nghề này, và đồng thời là nói đến cái yêu cầu đối với người lao động chung ở trong cái mục này luôn, chứ không tách cái yêu cầu đối với người lao động thành một mục riêng. Thế và cũng cuối cùng chính là cái nội dung liên quan đến đánh giá khả năng, đánh giá sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm, và thông qua đó thì định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh khi mà các em là học cái module này ở cái năm lớp 9, học kỳ 2 năm 9, tức là cái năm bản lề, để có thể đi vào học các cái trường nghề hoặc là đi vào học các cái trường cấp 3 tiếp theo để định hướng nghề nghiệp cho các em. Như vậy thì báo cáo thầy cô là đấy là những cái nội dung chính và những yêu cầu cần đạt, và chúng tôi đã cụ thể hóa ở trong các cái bài và phân tích một cách ngắn gọn, không có nhiều thời gian để các thầy cô cùng nắm được, và đồng thời là chúng ta có một cái nhìn tổng quan để từ đó chúng ta sẽ tập trung vào cái việc xây dựng kế hoạch bài dạy, thế rồi là thiết kế cái kế hoạch bài dạy để phục vụ cho cái việc giảng dạy nó tốt hơn. Về cấu trúc của sách giáo khoa công nghệ lớp 9 ở hai cái module trồng cây ăn quả và chế biến thực phẩm, thì báo cáo các thầy cô là chúng tôi cũng thiết kế giống như cấu trúc của các cái sách giáo khoa của bộ môn công nghệ lớp 9, bộ sách cánh diều. Cái phần đầu là cái phần hướng dẫn sử dụng sách với một loạt các ký hiệu cho các cái hoạt động mở đầu, khám phá, thực hành, luyện tập, vận dụng và mở rộng, cũng như là chốt kiến thức cốt lõi. Và cái phần cuối thì cũng có các cái bảng giải thích thuật ngữ cho sách trồng cây ăn quả cũng như là sách chế biến thực phẩm, để gợi ý cho các thầy các cô trong cái việc xây dựng kế hoạch bài dạy, kế hoạch dạy học. Thì chúng tôi dựa trên những cái yêu cầu cần đạt, những cái nội dung mà đã xây dựng ở trong các cái bài học và các chủ đề, thì chúng tôi xin giới thiệu cái cấu trúc của sách giáo khoa công nghệ lớp 9 môn trồng cây ăn quả như sau. Ở cái môn trồng cây ăn quả này thì các tác giả chia thành bốn cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là giới thiệu chung về cây ăn quả. Chủ đề thứ hai là các phương pháp nhân giống vô tính một số loại cây ăn quả phổ biến. Chủ đề thứ ba là kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả phổ biến. Và chủ đề thứ tư là ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thế và trong các cái chủ đề này thì chỉ có chủ đề 1 và chủ đề 4 là mỗi chủ đề có một bài. Chủ đề 1 là cái bài đặc điểm chung về cây ăn quả, và chủ đề 4 là một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thế còn là chủ đề 2 thì gồm có 3 bài để mà tổ chức cho học sinh thực hành về cái phương pháp nhân giống phổ biến bằng cái cách là nhân giống vô tính. Đó là phương pháp ghép đoạn cành, phương pháp dâm cành, phương pháp chiết cành. Đấy, thì đấy là cái chủ đề số 2. Thế và chủ đề số 3 thì như chúng tôi đã nói ban nãy là chúng tôi đã lựa chọn ra 5 cái cây ăn quả, rồi nhóm cây ăn quả phổ biến ở các vùng miền trong cả nước để mà hướng dẫn cho các em học sinh học tập. Ở trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, đấy, rồi là gì ạ, kỹ thuật trồng và chăm sóc. 5 cái loại cây đó là cây xoài, cây thanh long, cây nhãn, cây ăn quả có múi và cây chuối.
Thì đây là năm cái loại cây mà rất phổ biến ở các vùng miền và mang lại cái giá trị kinh tế rất là cao, và đồng thời là được cái người tiêu dùng ở trong nước cũng như là khách quốc tế rất là ưa chuộng. Thế và bài số 10 là thực hành trồng chăm sóc cây quả, bài số 11 là tính chi phí hiệu quả của việc trồng cây quả. Và thông thường thì mỗi một cái bài này thì chúng tôi thiết kế từ 2 đến khoảng 3 tiết cho một bài để thuận tiện cho cái việc bố trí các cái hoạt động dạy học. Thì tổng số các cái bài học là 30 tiết, và cái bài và bài ôn tập một tiết. Đó chính là như vậy thì chúng ta có kiểm tra đánh giá là còn lại là 3 tiết cho kiểm tra đánh giá. Như vậy là cái chủ đề 1 là 3 tiết, chủ đề 2 6 tiết, là 9 tiết, chủ đề số 3 là cái chủ đề mà yêu cầu nhiều nhất là 19 tiết. Như vậy là 28 tiết. Chủ đề số 4 là 3 tiết nữa là tổng số là 31 tiết. Đấy, một cái tiết cho cái bài ôn tập ở cuối của sách là 32 tiết, và chúng ta còn 3 tiết cho kiểm tra đánh giá. Thì 3 tiết cho kiểm tra đánh giá này thì các thầy cô sẽ cân đối cho một tiết kiểm tra đánh giá giữa kỳ, một tiết kiểm tra đánh giá cuối kỳ. Thế còn một tiết thì chúng ta có thể dùng để ôn tập, có thể là ôn tập giữa kỳ hoặc là chúng ta ôn tập tập trung vào cuối kỳ, nhưng mà theo tôi thì nên tách ra để ôn tập giữa kỳ. Về cái logic để mà thấy cái sự phát triển thì chúng tôi có đưa ra đây cái cấu trúc của cái module trồng cây ăn quả ở môn công nghệ lớp 9 theo chương trình 2006 với môn công nghệ lớp 9 theo chương trình 2018 mà chúng ta đã thiết kế. Thì tên của nó thì đều là môn trồng cây ăn quả, và cái thời lượng thì đều là 35 tiết. Và nhìn ở đây thì các thầy cô sẽ thấy là những cái cấu trúc của nó có cái sự điều chỉnh khác nhau một chút. Đối với cái chương trình 2006 thì người ta không chia ra thành các cái chủ đề và chỉ xây dựng thành các cái bài học, và trong đó thì cũng có một cái bài cuối cùng là bài ôn tập. Thế còn đối với cái chương trình 2018 thì để thuận tiện cho cái việc tổ chức hình thành phát triển năng lực phẩm chất học sinh thì chúng tôi đã chia nó thành các cái chủ đề. Và cũng cuối sách thì có một cái bài ôn tập chung. Đấy, và những cái nội dung mà liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh thì ở cái chương trình 2018 được thể hiện rõ hơn và tách riêng thành một cái chủ đề là chủ đề số 4. Thế còn ở chương trình 2006 thì cái nội dung này cũng có, nhưng mà nó được trình bày rất là ngắn gọn thôi. Được trình bày ở ngay cái bài đầu tiên để giới thiệu chung về nghề trồng cây ăn quả, rất là ngắn gọn và cái thời lượng thì cũng không có nhiều. Thế mà về số bài thì đối với cái chương trình 2006 là có 15 bài, 15 bài học và một bài ôn tập. Về chương trình 2018 thì chúng ta có 12 bài và một bài ôn tập, thì số bài nó ít hơn. Thế và về các cái bài thực hành về các phương pháp nhân giống cây ăn quả thì trong cái chương trình 2006 thì cũng dành riêng cho 3 bài là dâm cảnh, chiết cảnh và ghép. Thế và tách riêng một cái bài là cái bài nói riêng về lý thuyết về phương pháp nhân giống cây ăn quả. Đấy, tuy nhiên thì khi mà chúng ta cấu trúc nó lại theo cái chương trình 2018 thì ở cái phần công nghệ 7 chúng ta đã giới thiệu về các cái phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả rồi, cho nên đến cái phần này chúng ta lồng ghép vào trong bài số 2 thôi và không dành nó ra, và chúng ta dành thời gian để mà xây dựng các cái nội dung liên quan đến cái hình thành cái gì ạ, cái kiến thức về đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, thế rồi kỹ thuật trồng và chăm sóc và những cái loại cây ăn quả phổ biến. Và thực hành thì chúng ta cũng có một cái bài thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả chứ không tách riêng giống như là chương trình 2006 là tách bài trồng riêng và bài bón thúc phân riêng để cho cái nội dung này. Về cái cấu trúc của cái module chế biến thực phẩm ấy, thì báo cáo thầy cô là đối với module chế biến thực phẩm thì chúng tôi chia thành 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là chất dinh dưỡng và an toàn trong chế biến thực phẩm. Trong cái module này thì trình bày tất cả những vấn đề lý thuyết và vấn đề giáo dục an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục kinh tế. Trong đó bài số 1 là vai trò của chất dinh dưỡng trong thực phẩm, bài số 2 là bảo quản chất dinh dưỡng trong thực phẩm, bài số 3 là lựa chọn chất dinh dưỡng. Xin lỗi, lựa chọn thực phẩm. Bài số 4 là tính toán chi phí cho một bữa ăn trong gia đình.
À, bài số 5 là nói về giáo dục an toàn lao động trong chế biến thực phẩm, và bài số 6 là nói về giáo dục an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đấy là cái chủ đề thứ nhất. À, chủ đề thứ hai là chủ đề về thực hành chế biến thực phẩm, thì có chia thành hai cái nhóm là thực hành chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và thực hành chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt, và cũng chỉ giới thiệu lý thuyết về những cái phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt phổ biến và phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt phổ biến mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày. Và cuối cùng là chủ đề 3 là chủ đề định hướng nghề nghiệp, nói về các cái ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm, với cái bài số 9 là nói về một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm, và cuối cùng là cái bài ôn tập. Thế thì khi mà so sánh thì các thầy cô cũng thấy là gì ạ? Ở trong cái chương trình công nghệ 9 2006 ấy, thì cái module này nó có tên là nấu ăn, cũng có thời lượng là 35 tiết. Và chương trình 2018 thì các tác giả và đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông của Bộ nó quy định đó là cái module chế biến thực phẩm. Thì về mặt cấu trúc ấy, thì trong cái module nấu ăn thì cũng được thiết kế thành các cái bài học và không xây dựng thành các chủ đề. Thế còn trong cái module chế biến thực phẩm thì chúng tôi đã thiết kế thành 3 chủ đề. Chủ đề 1 là chất dinh dưỡng và an toàn trong chế biến thực phẩm. Chủ đề 2 là thực hành chế biến thực phẩm. Và chủ đề 3 là ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm. Thì các cái nhóm tác giả của module trồng cây ăn quả cũng như là module chế biến thực phẩm thì là những cái nhà khoa học mà có cái chuyên môn sâu về lĩnh vực trồng cây ăn quả, cũng như là lĩnh vực an toàn trong chế biến thực phẩm, rồi là những chuyên gia giảng dạy và đào tạo sinh viên, rồi học viên cao học nghiên cứu sinh về những cái nội dung này. Cho nên các tác giả cũng đã cố gắng khái quát ra, tách thành các cái chủ đề dễ nhận biết và dễ tổ chức thực hiện thành các cái chủ đề riêng. Thì các thầy cô có thể nghiên cứu cụ thể. Thế và như vậy thì ở trong cái nội dung chế biến thực phẩm này nó đã có cái sự thay đổi rất lớn về tên chủ đề, và đồng thời là thay đổi rất lớn về tên các cái bài với những yêu cầu cần đạt. Nó đã có những sự điều chỉnh so với trước đây. Ví dụ như là trong cái chương trình mới thì chúng ta không có một cái bài về sử dụng bảo quản dụng cụ thiết bị nhà bếp hay là sắp xếp và trang trí nhà bếp. Đấy. Mà chúng ta chỉ dạy những cái nội dung liên quan đến nguyên lý thôi, và những cái nội dung liên quan đến sắp xếp hay an toàn lao động hay là an toàn vệ sinh thực phẩm vân vân ấy, thì nó sẽ được lồng ghép vào trong 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 các cái bài cụ thể ở từng chủ đề một hoặc là chủ đề hai. Về cấu trúc bài học thì chúng tôi cũng đi theo cái logic mà như ban nãy thầy Khanh đã giới thiệu với thầy các cô, gồm có tên bài học, mục tiêu bài học, rồi hoạt động mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức, hoặc là hoạt động hình thành kỹ năng mới. Có những cái bài thực hành thì chúng ta sẽ là hoạt động hình thành kỹ năng mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng và hoạt động mở rộng, và cuối cùng là kiến thức cốt lõi. Thì về mặt cấu trúc chung như vậy, thế và trong hai cái mô đun trồng cây ăn quả và chế biến thực phẩm ấy, thì báo cáo thầy cô là chúng tôi chia thành bốn cái loại bài. Loại bài thứ nhất là bài lý thuyết, loại bài thứ hai là bài thực hành, loại bài thứ ba là tích hợp giữa lý thuyết với thực hành, và loại bài thứ tư là loại bài ôn tập. Thì đây là đặc điểm của bốn cái loại bài mà trong hai cái module trồng cây ăn quả và chế biến thực phẩm. Về các cái sách bổ trợ thì báo cáo các thầy cô là ngoài sách giáo khoa là hai cái module trồng cây ăn quả và chế biến thực phẩm, thì các tác giả còn thiết kế sách giáo viên, rồi thiết kế sách bài tập ôn tập để mà ôn tập cho học sinh. Các thầy cô có thể xem ở trên cái trang học10.vn hoặc là đặt mua ở trên mạng để mà chúng ta tham khảo và chúng ta tổ chức cho học sinh. Thì đấy là cái logic của các cái tài liệu như vậy. Về cái nội dung tiếp theo thì có thầy cô chúng tôi xin trao đổi một chút về cái kế hoạch dạy học hai cái module này. Thì thưa các thầy các cô, là ban nãy thì thầy Khanh cũng đã nói về những cái nội dung cơ bản liên quan để mà xây dựng cái kế hoạch dạy học, cái nội dung định hướng nghề nghiệp và cái module lắp đặt bảng điện trong nhà. Thế còn ở hai cái module này thì về những cái yêu cầu chung thì chúng ta cũng phải có cái căn cứ để xây dựng kế hoạch. Đấy, và cái nội dung thứ hai là xây dựng kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn. Nội dung thứ ba là xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên. Thì đây là ba cái nội dung cơ bản mà khi mà chúng ta
xây dựng kế hoạch dạy học thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái căn cứ này, và những cái căn cứ này thì nó được thực hiện dựa trên cái quy định của bộ về cái việc xây dựng kế hoạch dạy học. Trong đó thì tập trung chính đầu tiên là chương trình giáo dục phổ thông theo cái thông tư 32, thứ hai là công văn số 5512 về việc xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, thứ ba là cái quy định về kiểm tra đánh giá đối với học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông theo chương trình 2018, đó chính là cái thông tư 22 đấy, và một số cái văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên và của trường các thầy các cô. Và những cái văn bản này thì nó có thể điều chỉnh theo từng năm học để cho nó phù hợp với thực tiễn và thuận lợi trong cái việc chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Một cái điều rất quan trọng mà chắc là ban nãy thầy Khanh cũng giới thiệu và nhấn mạnh đó là gì ạ? Đó là cái đặc điểm điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, rồi là đặc điểm đội ngũ giáo viên, rồi đặc điểm của học sinh rất quan trọng để mà chúng ta có thể xây dựng cái kế hoạch dạy học. Và đây là cái rất là quan trọng, bởi vì nó là cái yếu tố nội tại của trường chúng ta. Có thể về mặt lý thuyết thì ở trên bình diện chung các cái văn bản chỉ đạo của bộ rồi của sở nó sẽ chung cho phạm vi cả nước hay là cho địa phương của chúng ta, nhưng mà tùy đặc điểm cơ sở vật chất của từng trường mà chúng ta sẽ có những cái cách bố trí, cái cách xây dựng kế hoạch dạy học khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là mô đun trồng cây ăn quả thì rõ ràng chúng ta thấy là nó rất là phổ biến, các cây ăn quả rất phổ biến ở trong các vùng miền, và trong đó thì ở tỉnh Hải Dương hay là tỉnh Quảng Trị hay tỉnh Quảng Ninh của chúng ta cũng thế, thì có những cái cây ăn quả rất đặc thù đúng không ạ, và được trồng phổ biến ở các gia đình của người học hoặc là người dân địa phương đúng không ạ? Thế hoặc thậm chí là có những cái nhà trường là các thầy các cô thấy là có đầy đủ các cái điều kiện để mà xây dựng cái vườn trường. Chúng tôi thì cũng đã có một số lần đi để mà phối hợp với giáo viên phổ thông để mà thực nghiệm những cái bài học, thì thấy là nhiều trường là chúng ta có cái vườn trường các thầy cô xây dựng rất là tốt. Đấy, các thầy cô trồng cả cây ăn quả, rồi trồng cả hoa, rồi trồng cây rau và cho học sinh tham gia vào quá trình lao động đó. Và có rất nhiều cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì là học sinh còn làm được cái việc là tự cung tự cấp rau đấy, cho các em. Và như vậy thì cái tiền mà tiền tiền ăn mà được các em được 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 hỗ trợ ấy, là các em còn được trích cuối mỗi tháng là các em còn được tính toán để mà gì ạ? Để mà trích, để mà được nhận lại cơ. Đấy, cho nên các em rất là phấn khởi. Cho nên là tùy cái đặc điểm, điều kiện cơ sở vật chất của từng trường mà chúng ta có thể là bố trí tổ chức cái hoạt động, cái kế hoạch dạy học nó sẽ có những cái sự khác nhau nhất định, chứ không giống nhau kể cả trong phạm vi của một cái địa phương. Hoặc tương tự như vậy ở cái nội dung liên quan đến chế biến thực phẩm cũng vậy. Đấy, thì có nhiều trường là nội trú là học sinh là ăn bán trú, các bạn các cũng có nhiều cái cơ sở để mà các em có thể tham gia cái hoạt động này. Thế và những cái tài liệu khác là các cái trang thiết bị theo cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cho hai cái mô đun trồng cây ăn quả cũng như chế biến thực phẩm, thì chúng ta sẽ căn cứ về cái đó để mà đề xuất với các nhà trường rồi phòng giáo dục để mà được mua ở những cái trang thiết bị rồi những cái học liệu để hỗ trợ cho cái việc tổ chức dạy học. Thế và cái tài liệu mà gần gũi nhất, sát sườn nhất đối với các thầy các cô các học sinh đó chính là sách giáo khoa, đó chính là sách giáo viên, rồi sách bài tập của cái mô đun trồng cây ăn quả cũng như là mô đun chế biến thực phẩm. Đấy, thì cái hai cái những cái tài liệu này thì cũng đã được công ty VPIC phối hợp với nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các cái công ty phát hành sách cánh diều ở tất cả các địa phương trong cả nước để cung cấp tới các thầy các cô, rồi các hiệu sách cũng có là cái địa chỉ để mà chúng ta có thể đặt hàng mua những cái tài liệu này. Những cái nội dung khác về mặt xây dựng kế hoạch thì các thầy cô nghiên cứu kỹ trong tài liệu, và về mặt cấu trúc ấy, thì chúng tôi cũng báo cáo với các thầy các cô là những cái kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn này hay là các cái kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên rồi kế hoạch bài dạy thì nó đều có những cái form chung rồi. Ở đây thì chúng tôi cũng không đi lại những nội dung này nữa mà chỉ tập trung giới thiệu với các thầy các cô những cái nội dung chính mà liên quan trực tiếp đến hai cái mô đun này thôi.
Thế còn cái kế hoạch chung này thì ban nãy thầy Khanh cũng đã giải thích với các thầy các cô như là cái kế hoạch dạy học ở trong cái phân phối chương trình đấy, hoặc là cái kế hoạch đánh giá đúng không ạ? Trong cái kế hoạch thì quan trọng nhất là cái kế hoạch dạy học rồi cái kế hoạch kiểm tra đánh giá, thì là hai cái làm cái cơ sở để mà tổ chuyên môn chúng ta phê duyệt cũng như là nhà trường phê duyệt để chúng ta làm căn cứ chúng ta thực hiện. Thế thì đi vào cụ thể thì báo cáo thầy cô là cái kế hoạch giáo dục của giáo viên thì chúng tôi không giới thiệu về mặt lý thuyết nữa và chỉ đi tập trung vào một số những cái yêu cầu cụ thể đối với module của chúng ta. Thế thì thưa các thầy các cô là thông thường thì hai cái module này về mặt lý thuyết thì là thuận lợi nhất là sẽ được dạy ở kỳ 2, bởi vì kỳ 1 là chúng ta sẽ phải dạy cái phần chung tức là phần định hướng nghề nghiệp. Thế và trong học kỳ 2 thì tùy theo nhà trường, có nhà trường thì lựa chọn module trồng cây ăn quả, có nhà trường thì lựa chọn module chế biến thực phẩm, hoặc thậm chí là cá biệt cũng có nhà trường lựa chọn cả hai module này, bởi vì chúng ta phục vụ cho cái mục tiêu học tập của các em học sinh. Thế thì nó căn cứ vào cái điều kiện của giáo viên rồi điều kiện của nhà trường và điều kiện thực tế mà chúng ta sẽ lựa chọn một module tự chọn chung cho toàn trường hay là hai module hoặc là ba module, thì đấy là do tùy các thầy các cô để mà phục vụ cho cái mục tiêu hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh. Về mặt lý thuyết thì rõ ràng là chúng ta phải hướng nghiệp theo từng cái sở trường của các em học sinh đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể nào mà lại dạy đồng loạt cả trường theo cùng một cái module cả. Đấy. Thế còn áp dụng thực tế thì tùy theo các thầy các cô và các nhà trường chúng ta phải quyết định cái việc đó. Thế nhưng mà rõ ràng nếu mà vì người học thì đây chính là cái chủ trương mà cải cách giáo dục lần này cho cái chương trình 2018, đó là phát triển phẩm chất năng lực và định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, thì chúng ta thấy rõ đây là một trong những yêu cầu rất là quan trọng. Và những năm đầu thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta phải vất vả chuyển đổi và những cái điều kiện thực tế để mà chúng ta đặc biệt là các cái trang thiết bị rồi cơ sở vật chất đúng không ạ, rồi cái sự sẵn sàng của giáo viên của học sinh đấy, và các bên liên quan thì nó cũng còn những khó khăn nhất định. Nhưng mà chúng tôi tin rằng là nếu như các thầy các cô quyết tâm thì chúng ta sẽ biến những cái khó khăn thành những cái gì ạ, để mà chúng ta cố gắng chúng ta vượt qua cái động lực để chúng ta vượt qua để chúng ta hỗ trợ cho các em học sinh, giúp cho các em phát triển cái định hướng nghề nghiệp của mình một cách tốt nhất. Thế thì các thầy cô lưu ý thì cái này nó cũng tùy điều kiện của từng trường đúng không ạ? Có những trường thì đầy đủ cơ sở vật chất, có những trường thì rất là thiếu thốn. Chúng ta sẽ phải có những cách ứng xử khác nhau trong cái việc gợi ý các cái module để mà định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh. Theo thông tư số 22 thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có một học kỳ chúng ta sẽ có 3 cái điểm đánh giá thường xuyên và 2 cái điểm đánh giá định kỳ. Đối với cái bài kiểm tra đánh giá định kỳ thì các thầy cô cũng biết là môn chúng ta là có thời lượng là 52,5 tiết đúng không ạ? Và chúng ta làm tròn thì 52 tiết với cái phần 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 định hướng nghề nghiệp tức là phần bắt buộc ấy, là 17 tiết và cái phần môn tự chọn là 35 tiết. Thế thì chúng ta sẽ có 2 cái điểm đánh giá định kỳ và mỗi cái điểm đánh giá định kỳ đấy được thiết kế trong một khoảng thời gian là 45 tiết. Tuy nhiên thì cái nội dung liên quan hoặc cái hình thức liên quan đến đánh giá định kỳ như nào là một câu chuyện mà chúng ta sẽ phải bàn thảo với tổ chuyên môn, với đồng nghiệp để mà chúng ta xin ý kiến nhà trường thông qua để chúng ta đưa vào trong cái kế hoạch kiểm tra đánh giá năm học cho nó phù hợp, và cái này chúng ta cũng phải thông báo cho học sinh nữa. Thế và theo cái tinh thần của bộ quy định thì chúng ta có khoảng 12% là cái tỷ trọng về mặt thời lượng cho kiểm tra đánh giá, và cái tỷ trọng này thì nó cho cả kiểm tra đánh giá thường xuyên và cả kiểm tra đánh giá định kỳ. Về những cái nội dung cụ thể thì chúng tôi không bàn ở đây, và dựa vào những cái quy định của bộ như vậy và cái cấu trúc nội dung như vậy thì chúng tôi có thể phân bổ, gợi ý phân bổ về kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá trong năm học đối với từng mô đun như sau. Mô đun thứ nhất là mô đun trồng cây ăn quả, thì báo cáo các thầy các cô là chúng ta có cái chuyên đề thứ nhất ấy, là 3 tiết đúng không ạ? Chuyên đề số 2 là cái gợi ý là 6 tiết, mỗi bài là 2 tiết. Chúng ta có 3 bài số 2, số 3, số 4, mỗi bài 2 tiết, như vậy là có 6 tiết.
Đấy, và cái bài số 1 3 tiết, như vậy là 9 tiết. Ở cái chuyên đề số cái chủ đề số 3 là cái thời lượng nó nhiều nhất, chiếm cái tỷ trọng cao nhất. À, chúng ta có bài số 5 đến bài số 9. Tức là trong năm cái bài này là mỗi bài 3 tiết để mà tổ chức cho học sinh học tập về đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, rồi là kỹ thuật trồng và chăm sóc những cái loại cây phổ biến như là cây xoài, cây thanh long, cây nhãn, cây ăn quả có múi và cây chuối. Thế còn hai cái bài cuối của chủ đề này là bài số 10, thực hành trồng chăm sóc cây ăn quả và tính chi phí hiệu quả cho việc trồng cây ăn quả, mỗi bài 2 tiết. Thế thì rõ ràng là chúng ta kiểm tra giữa học kỳ 1 là kiểm tra 8 tuần, lúc hết 8 tuần chúng ta sẽ kiểm tra. Thế do vậy cho nên là mà chúng ta tính bình quân là 35 tiết. Thế thì rõ ràng là cái học kỳ 2 này chúng ta chỉ có 17, tức là chúng ta chỉ có 17 tuần và mỗi tuần 2 tiết. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta sẽ còn phải thiếu một tiết nữa với đủ 35 tiết. Thế do vậy cho nên là trong cái gợi ý ở chỗ này thì chúng tôi gợi ý cho các thầy các cô là sau khi chúng ta dạy hết chủ đề 1, chủ đề 2 và dạy hết hai cái bài là bài 5, bài 6 ở chủ đề 3 là chúng ta sẽ kiểm tra giữa học kỳ 1 là một tiết. Và sau đó thì chúng ta dạy tiếp bài số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 và cái bài số 12 ở cái chủ đề 4, thì chúng ta sẽ có một cái bài ôn tập một tiết và kiểm tra cuối học kỳ một tiết nữa. Thế thì đấy là cái logic mà chúng tôi gợi ý cho các thầy các cô như vậy, thì nó sẽ phù hợp với một cái thời lượng là 17 tuần. Thế và đây cũng chỉ là cái những cái gợi ý cho thầy các cô thôi. Thế còn trong thực tế thì chúng ta có thể nghiên cứu kỹ yêu cầu cần đạt và nghiên cứu kỹ nội dung các cái bài học trong sách giáo khoa, rồi những cái gợi ý trong sách giáo viên và tài liệu tập huấn để các thầy các cô cấu trúc làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn ở địa phương và cái điều kiện của học sinh và nhà trường. Tôi lấy ví dụ như là rõ ràng là để hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thì đòi hỏi cái sự vận dụng của các em học sinh rất là quan trọng. Và trong nhiều cái cách vận dụng thì hiện nay có nhiều trường phổ thông ấy, là có thầy các cô là phối hợp với các cái cơ sở nghiên cứu, phối hợp với các cái trang trại, phối hợp với các cái nhà hàng để mà gì ạ, tổ chức cho các em có thể có cái thời gian và trải nghiệm thực tiễn liên quan đến những nội dung trồng và chăm sóc cây ăn quả, hay là kỹ thuật nhân giống bằng dâm chiết ghép cây ăn quả. Đấy. Hoặc là gì, kết hợp với các nhà hàng để mà thực hiện những cái nội dung liên quan đến các cái phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt hay là không có sử dụng nhiệt. Chỉ cái này rõ ràng nó tùy theo cái điều kiện thực tiễn của từng trường ở các cái địa phương khác nhau và điều kiện của học sinh khác nhau mà chúng ta có thể cấu trúc các cái nội dung ở trong các cái bài học này lại để mà chúng ta bố trí cho nó thuận lợi hơn. Và rõ ràng cái đó nó đòi hỏi cái sự tham gia của cái tổ chuyên môn phải phân tích thật cẩn thận những cái nội dung yêu cầu cần đạt và những cái nội dung ở trong bài học, và đồng thời kết hợp với cái tham khảo kiểm tra khảo sát cái điều kiện thực tiễn ở địa phương về những cái nội dung liên quan trồng cây ăn quả cũng như chế biến thực phẩm, xem là nó có những cái thuận lợi khó khăn gì và chúng ta có thể bố trí được cái sự kết hợp như thế nào để học sinh có thể tranh thủ được những cái hoạt động mà tìm hiểu thực tiễn hay là những cái hoạt động mà thực hành ở trong thực tiễn, chứ không phải chỉ nguyên thực hành ở vườn trường hay là không phải chỉ nguyên thực hành ở gì trong cái phòng phòng thực hành, phòng thí nghiệm của bộ môn của chúng ta ở tại các nhà trường. Thì đấy là cái logic của cái kế hoạch dạy học môn trồng cây ăn quả. Cái thứ hai là cái kế hoạch dạy học của môn chế biến thực phẩm ấy. Thì báo cáo có thể cô là ở cái chủ đề 1 ấy, là cái thời lượng của chúng ta là 13 tiết, có thời lượng của 13 tiết. Và trong đó thì chỉ có cái bài đầu tiên là vai trò chất dinh dưỡng trong thực phẩm thì có thời lượng là 3 tiết, còn các cái bài sau thì chúng ta đều có cái gợi ý cấu trúc là 2 tiết. Đấy. Thì như vậy là các cái bài sau là 2 tiết. Đấy, cho nên là cái thời lượng của 5 cái bài sau là 10 tiết.
Và cái bài số 1 là 3 tiết, như vậy tổng số là chúng ta có 13 tiết. Sang cái chủ đề 2 là chủ đề thực hành chế biến thực phẩm, có tổng cái thời lượng là 15 tiết. Trong đó thì bài số 7 chúng ta tổ chức đến 4 cái nhóm phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Cho nên chúng tôi dành cái thời lượng là 10 tiết, và cái bài số 8 là dành thời lượng là 5 tiết với hai nhóm là nhóm thực hành chế biến món trộn và lên men lắc tích. Thế và như vậy thì với cái cấu trúc thời lượng này thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải dạy hết cái chủ đề 1 với cái thời lượng là 13 tiết, và sau đó thì chúng ta dạy tiếp cái bài số 7 ở cái nội dung thứ nhất là chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt nhưng mà bằng cách là bằng hơi nước nóng, với các cái món luộc này, món nấu rồi món kho, thì đã ở cái bài số 7. Và hết cái phần đó thì chúng ta sẽ kiểm tra giữa học kỳ 1. Như vậy là tổng số là hết 15 tiết đúng không ạ? 15 tiết thì chúng ta có thể là có một cái bài ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ 1 ở cái tuần, tức là ở cái tiết thứ 16, tức là tuần 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 số 8. Sau đó thì chúng ta tiếp tục tổ chức cho học sinh học tiếp bài số 7 để thực hành về chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt ở các cái nội dung là sử dụng nhiệt, chế biến bằng hơi nước nóng, thế rồi chế biến bằng không khí nóng và chế biến bằng dầu mỡ nóng, và bài số 8 là chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt, và bài số 9 là định hướng nghề nghiệp về một số các ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm, và cuối cùng là bài ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ. Thì đấy là cái kế hoạch dạy học môn công nghệ lớp 9, môn chế biến thực phẩm chúng tôi gợi ý như vậy. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh lại là những cái nội dung này nó liên quan đến những cái điều kiện thực tiễn ở tại các nhà trường, rồi là cái điều kiện thực tiễn ở thực tế của cái khu vực mà xung quanh, hay là những cái đơn vị mà nhà trường có thể các cô có mối cái quan hệ hợp tác mà có thể tổ chức cho học sinh thực hành chế biến thực phẩm được, thì chúng ta sẽ phải cấu trúc nó lại cho nó phù hợp với thực tiễn. Thì cái này là hoàn toàn là do nó có cái phần chủ động của nhà trường, và đây là bộ cũng đã giao quyền cho các nhà trường được chủ động để mà xây dựng cái kế hoạch dạy học rồi, cho nên là những cái nội dung này là chúng tôi chỉ là những gợi ý cho các thầy các cô để các thầy cô tham khảo. Thế còn lại tùy từng trường, từng địa phương, tùy cái thế mạnh của các nhà trường, các địa phương và của giáo viên, của học sinh, và cái mối quan hệ của chúng ta với các cái cơ quan liên quan đến những cái lĩnh vực này mà chúng ta sẽ cấu trúc nó lại cho nó thuận lợi hơn và giúp cho các em học sinh làm sao phát triển năng lực và có cái điều kiện thuận lợi nhất để phát triển năng lực và phẩm chất. Thì đấy là cái logic như vậy. Thế mà về cái kế hoạch dạy học thì về cái cấu trúc thì báo cáo các thầy các cô là thứ nhất là cái phân phối chương trình thì như ban nãy chúng tôi nói rồi, các thầy các cô sẽ thiết kế theo cái khung chung mà bộ đã quy định. Ví dụ như đây là cái kế hoạch dạy học môn công nghệ chín, môn trồng cây ăn quả chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải copy cái mục tiêu của bài vào trong cái yêu cầu cần đạt ở cái mục số 3, và cái số tiết gợi ý thì chúng ta sẽ điền vào cái cột số 2. Thì còn tên chủ đề, tên bài học thì chúng ta để cái cột thứ nhất, thì chúng ta cấu trúc nó lại cho nó phù hợp với yêu cầu và bộ quy định. Thế hoặc là tương tự như vậy thì ở cái module chế biến thực phẩm cũng như vậy, với cái gợi ý của chúng tôi ban nãy và với cái thực tiễn ở tại các cái trường mà các thầy cô đang giảng dạy, thì các thầy cô sẽ thiết kế để mà xây dựng thành cái phân phối chương trình trong cái kế hoạch dạy học môn công nghệ lớp 9, môn chế biến thực phẩm, với các cái chủ đề, các cái bài học, rồi số tiết và các cái yêu cầu cần đạt để chúng ta điền nó vào để cho nó logic. Thế còn các cái nội dung khác như là thời điểm này, thiết bị dạy học, địa điểm dạy học thì các thầy cô dựa trên cái căn cứ điều kiện thực tiễn mà chúng ta sẽ điền nó vào cho nó phù hợp để mà được tổ chuyên môn cũng như là ban giám hiệu nhà trường thông qua cho chúng ta để chúng ta tổ chức dạy học. Về dự kiến phân bổ số tuần ấy, thì báo cáo thầy cô là với cái khung ở trên ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là với một cái gợi ý là thời điểm tổ chức thực hiện trong từng tuần, thì chúng ta thấy là
Chúng ta đang dự kiến là hai cái module này, và trong thực tế thì cũng như thế, chúng ta sẽ tổ chức hai cái module này ở cái học kỳ 2 cho nó thuận tiện. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái thời điểm là từ cái tuần 19 đúng không, đến tuần 35, thì mỗi một cái tuần sẽ là 2 tiết, và dựa vào cái số tiết cho từng tuần, nếu như chúng ta cấu trúc bằng một cách logic về mặt lý thuyết thì chúng tôi gợi ý ở trên cái bảng này. Đấy, là bài số 1 là 3 tiết thì chúng ta sẽ dạy 2 tiết ở tuần 19 và 1 tiết ở tuần 20. Và tương tự như vậy đến bài số 2 thì chúng ta sẽ dạy 1 tiết ở tuần 20 và 1 tiết ở tuần 21. Bài số 3 tuần 21, tuần 22, bài số 4 tuần 22, tuần 23. Và tương tự như vậy, bài số 5 tuần 23, 24, và bài số 6 kỹ thuật trồng chăm sóc cây thanh long tuần 25, 26. Và ôn tập giữa học kỳ thì chúng ta có 1 tiết ở tuần 26, và kiểm tra giữa học kỳ thì chúng ta có tiết ở tuần 27. Thì chúng tôi gợi ý như vậy. Như vậy thì nó cũng coi như là trùng với cái kiểm tra 8 tuần ở giữa học kỳ. Và sang cái nửa sau của học kỳ 2 thì chúng ta tiếp tục tổ chức cho học sinh học tập tiếp các cái bài số 9 ở tuần 27, 28, bài số 10, 29, 30, 11 là 30, 31, 12 tuần 32, 13 tuần 33, bài 14, 14 là một số ngành nghề, tức là cái bài 12 ấy, một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả ở tuần 34, và bài ôn tập thì là ở tuần 35 và kiểm tra cuối kỳ ở tuần 35. Thì đây chỉ là cái gợi ý cho các thầy các cô thôi, và chúng ta sẽ phải cân đối làm sao cho nó hợp lý. Thế như vậy thì cái kế hoạch bài học như vậy và cái kế hoạch kiểm tra giữa kỳ thì chúng ta thấy là bộ thì có quy định là chúng ta kiểm tra viết hay là kiểm tra thực hành hay là theo cái hình thức dự án như thế nào đó, thì các thầy cô phải thống nhất với tổ chuyên môn, và sau đó thì chúng ta viết vào cái mục cái ô số 4 là hình thức kiểm tra. Ở đây thì chúng tôi đang giả sử là chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo cái hình thức là kiểm tra viết, với cái bài kiểm tra là 45 phút, và thời điểm giữa kỳ là tuần 27, thời điểm cuối kỳ là tuần 35. Yêu cầu cần đạt thì chúng ta kiểm tra giữa kỳ thì mục tiêu từ bài số 1 đến bài số 7. Thế còn cuối học kỳ thì chúng ta sẽ kiểm tra tổng thể. Thế tuy nhiên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái nửa học kỳ theo cái gợi ý của Bộ Giáo dục, thì tức là mình sẽ kiểm tra cái nửa học kỳ sau ấy, nửa học kỳ 2 ấy là chính, với một cái thời lượng là 2 phần 3, cái tỷ trọng là 2 phần 3. Thế còn lại mục tiêu các cái bài mà từ của đầu học kỳ thì cái tỷ trọng là 1 phần 3 thôi. Đấy, thì đấy là chính là cái gợi ý cho các thầy các cô, và cái cụ thể thì chúng ta sẽ chủ động chúng ta thiết kế. Và tương tự như vậy đối với module chế biến thực phẩm thì chúng tôi cũng có gợi ý từng tuần, và với cái thời lượng là mỗi một cái tuần là sẽ có 2 tiết. Và nếu như vậy thì chúng ta sẽ bố trí các cái bài 3 tiết thì chúng ta sẽ dạy trong 1 tuần rưỡi, tức là 2 tiết ở tuần này và 1 tiết còn lại ở tuần sau. Thế và chúng ta cũng sẽ dạy đến cái bài số 7 ở cái chủ đề liên quan đến chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. 2 tiết ở cái nội dung là chế biến có sử dụng nhiệt nhưng mà bằng hơi nước nóng. 2 tiết ở tuần 25 và tuần 26. Và sau đó thì chúng ta tổ chức ôn tập giữa học kỳ 2 và kiểm tra giữa học kỳ 2 cho học sinh. Thế còn tiếp theo thì là chúng ta sẽ dạy bài số 7 những nội dung tiếp theo, bài số 8 và bài số 9. Sau đó thì ôn tập cuối học kỳ 2 và kiểm tra cuối học kỳ 2. Tương tự như vậy về cái nội dung kế hoạch kiểm tra đánh giá thì chúng ta cũng có một cái giả định như vậy, là kiểm tra giữa kỳ 45 phút và hình thức là kiểm tra viết, cuối kỳ 45 phút, tuần 35 và kiểm tra viết. Thế còn các thầy cô thay đổi như nào thì các thầy cô sẽ chủ động, các thầy cô viết vào trong này. Về đổi mới kiểm tra đánh giá thì các thầy cô tự đọc trong tài liệu, tôi không nói ở đây nữa bởi vì nó cũng không có nhiều thời gian. Về cái kế hoạch bài dạy thì báo cáo thầy cô là ban nãy thì thầy Nguyễn Trọng Khanh cũng đã phân tích cho các thầy cô cụ thể những cái nội dung yêu cầu về căn cứ xây dựng kế hoạch bài dạy, rồi cái cách xây dựng kế hoạch bài dạy như thế nào. Thì các thầy cô chủ động, các thầy cô đọc thêm ở trong tài liệu này. Thế và chúng tôi cũng chỉ có lưu ý giống như thầy Khanh ban nãy, là khi mà chúng ta viết về mục tiêu kiến thức là chúng ta chỉ cần liệt kê cái nội dung kiến thức cốt lõi ở trong cái bài ấy thôi.
theo yêu cầu cần đạt thôi, chứ chúng ta không diễn đạt mục tiêu kiến thức giống như thông thường. Ví dụ như là gì ạ? Ở đây thì chúng tôi ví dụ như thế này. Ví dụ đấy, ví dụ như là ở cái bài số 12 chẳng hạn, một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả chẳng hạn, thì cái bài này có thời lượng là 3 tiết, thì ở cái phần kiến thức ấy, chúng ta chỉ cần liệt kê nó ra thôi. Đấy, nếu mà cách thông thường trước đây là chúng ta hay viết là nêu được một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả, trình bày được đặc điểm của một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Đấy, thế nhưng mà nếu mà cách diễn đạt như thế này thì các thầy cô có thấy là nó sẽ trùng với cái mục tiêu về gì ạ? Năng lực nhận thức công nghệ, đúng không ạ? Nó sẽ trùng với cái mục tiêu năng lực nhận thức công nghệ và nó sẽ trùng lắp lại. Cho nên để tránh trùng lắp và để cũng thực hiện đúng cái văn bản mà Bộ đã gợi ý về cái cách diễn đạt mục tiêu này, thì chúng ta chỉ cần diễn đạt ở đây về kiến thức thì mình có ba cái mục nội dung kiến thức lớn, để nó đảm bảo là thực hiện ba cái nội dung này thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của bài học. Đó chính là một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Cái thứ hai là yêu cầu đối với người lao động của một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Cái thứ ba là đánh giá khả năng và sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Thì đấy là cái phần kiến thức như vậy. Bởi vì Bộ có quy định là kiến thức là nêu cụ thể mà, nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài học theo yêu cầu cần đạt, chứ không diễn đạt thành động từ hành động. Để thì chúng ta sẽ diễn đạt như vậy. Thế còn về năng lực thì báo cáo thầy cô là chúng ta có hai cái nhóm năng lực là năng lực chung và năng lực công nghệ. Thế và chúng ta có cái yêu cầu số 3 về mục tiêu, đó là về yêu cầu về phẩm chất. Thì dựa vào nội dung kiến thức và dựa vào cái yêu cầu cần đạt mà chúng ta xác định cụ thể rõ hơn cái yêu cầu về năng lực. Ở trong đó thì chúng ta tập trung đầu tiên là cái năng lực công nghệ, và từ cái việc hình thành kiến thức kỹ năng hay nói khác là năng lực công nghệ mà chúng ta sẽ làm gì ạ? Sẽ suy luận ra xem là vậy thì năng lực chung của học sinh sẽ phát triển được những cái loại năng lực nào ở khía cạnh nào, và tương tự như vậy về phẩm chất chúng ta sẽ xác định xem là gì học sinh sẽ phát triển được những phẩm chất nào và ở khía cạnh cụ thể như nào. Chúng ta không chép ý nguyên, bởi vì rõ ràng là tùy từng cái nội dung bài học, tùy cái yêu cầu cần đạt, thế và tùy cái gì ạ, cái trang thiết bị, cái điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường mà chúng ta có, thế và tùy vào những cái phương pháp mà các thầy cô sẽ sử dụng để mà dạy học ở trong cái bài đó, nó sẽ định hướng quyết định là học sinh của chúng ta sẽ phát triển những năng lực gì. Ví dụ nếu như các thầy cô sử dụng phương pháp dạy học, ví dụ sử dụng làm việc nhóm chẳng hạn, để các thầy cô tổ chức cho học sinh làm việc, thì đương nhiên là chúng ta sẽ tiên lượng là học sinh sẽ phát triển được cái năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua cái hoạt động nhóm nào đó, đúng không ạ? Đấy. Thế hoặc là các thầy cô sử dụng phương pháp dạy học dự án chẳng hạn, thì nó không phải chỉ phát triển năng lực hợp tác mà nó còn phát triển cả cái năng lực giải quyết vấn đề, đúng không ạ, và sáng tạo nữa, vân vân. Thì nó tùy từng cái phương pháp, rồi thì từng điều kiện cơ sở vật chất, thế rồi là gì ạ, các cái trang thiết bị dạy học, thế rồi là gì ạ, cái hình thức tổ chức học tập mà chúng ta sẽ tiên lượng được để chúng ta suy nó ra xem là cái mục tiêu như nào. Tất nhiên những cái này nó không mang, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, và để mà thuận tiện ý, thì chúng ta sẽ phải thảo luận với giáo viên trong tổ chuyên môn của chúng ta hay là một số chuyên gia để mà chúng ta xác định cái mục tiêu cho nó phù hợp nhất và nó sát thực nhất. Và cũng chính vì vậy cho nên các thầy cô sẽ thấy là gì ạ, những cái gợi ý về mặt mục tiêu ở trong tài liệu tập huấn hay ở trong gì ạ, ở trong sách giáo khoa, xin lỗi, sách giáo viên ấy, cho các thầy các cô, nó cũng chỉ là gợi ý tham khảo thôi. Và thậm chí là nhiều thầy cô có nói là rất là cần những cái tài liệu gọi là xây dựng kế hoạch bài dạy. Thì thưa các thầy các cô là những cái đó nó cũng không không sát thực với cái điều kiện thực tiễn các thầy cô đang dạy ở từng cái nhà trường cụ thể hay là từng cái đối tượng học sinh cụ thể, ngay cả trong một trường cũng thế. Thì các thầy cô thấy là các thầy cô dạy các em học sinh giỏi, mình sẽ phải điều chỉnh phương pháp dạy học khác, mà các thầy cô dạy ở cái lớp mà các em học sinh nó trầm chẳng hạn, đấy, nó yếu hơn chẳng hạn, thì chúng ta lại phải sử dụng các cái phương pháp dạy học khác đi. Thì rõ ràng là ngay cả trong trong một trường nó đã có sự khác nhau nhất định rồi.
Cho nên là những cái nội dung đó thì cũng chỉ là gợi ý để các thầy cô tham khảo thôi, và các thầy cô phải căn cứ vào thực tiễn để mà chúng ta xác định mục tiêu cho nó phù À. hợp với cái thực tiễn. Thế về năng lực nhận thức công nghệ thì chúng ta sẽ diễn đạt bằng những cái động từ hành động giống như là tài liệu tập huấn. À, chúng tôi đã gợi ý cho các thầy các cô hoặc là chương trình khung môn công nghệ bộ đã quy định trong cái bảng gợi ý. Đấy, ví dụ nêu được một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả này, trình bày được đặc điểm của một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Đấy, trình bày được một số yêu cầu đối với người lao động trong các ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Đấy, về đánh giá công nghệ thì là gì? Đánh giá được khả năng của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Đánh giá được sở thích của bản thân đối với một số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả. Đấy, như vậy thì cái mục tiêu chúng ta có thể diễn đạt cụ thể hai cái nhóm mục tiêu về năng lực công nghệ, đó là nhận thức công nghệ và đánh giá công nghệ. Thế và năng lực tự chủ chẳng hạn thì là mục tiêu năng lực chung thì chúng ta có cái phát triển năng lực tự chủ và tự học, rồi phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác. Ví dụ tự chủ là các em có thể lựa chọn được tài liệu học tập phù hợp để tìm hiểu đặc điểm yêu cầu đối với người lao động trong các ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả. Nếu như chúng ta tổ chức cái hoạt động cho học sinh làm sao tìm hiểu thực tiễn. Đấy. Thế và tự đánh giá được cái khả năng, cái sở thích của bản thân mình đối với một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả, xem là mình có những cái điểm gì phù hợp, mình có những cái điểm gì chưa phù hợp và cần phải điều chỉnh như nào. Thế hoặc là năng lực giao tiếp và hợp tác chẳng hạn, thì trong quá trình các thầy cô tổ chức cho các em trao đổi thảo luận đúng không ạ, thì các em sẽ phát triển cái năng lực này để mà thực hiện một cái nhiệm vụ được giao ở trong cái quá trình học tập. Về phẩm chất thì ở đây thì chúng tôi cũng chỉ gợi ý hai cái khía cạnh của phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm. Thế còn các cái phẩm chất khác như là yêu nước, nhân ái, vân vân ấy, thì là nó sẽ tùy từng bài, vì từng yêu cầu mà nó có thể thể hiện được. Hoặc là một số cái môn học khác thì họ sẽ có cơ sở thuận lợi hơn để mà phát triển các cái phẩm chất về yêu nước. Ví dụ như là trong các cái môn văn học hay lịch sử hay địa lý vân vân đúng không? Thì đối với chăm chỉ là có ý thức vận dụng kiến thức kỹ năng đã học về đặc điểm yêu cầu đối với người lao động trong các ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả để mà tìm hiểu các cơ sở đào tạo về một số ngành nghề trồng cây ăn quả. Thế thì các thầy cô khi mà nghiên cứu bài học cũng sẽ thấy là gì ạ? Trong cái bài số 12 này thì các tác giả cũng đã gợi ý một cái hoạt động ở cuối sách ấy, là cho các em tìm hiểu các ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả ở các cái cơ sở giáo dục đào tạo đại học hay là cao đẳng vân vân, để các em tìm hiểu về những ngành nghề này. Trách nhiệm là có ý thức lập kế hoạch học tập cho bản thân về một số ngành nghề liên quan trồng cây ăn quả sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Thế và như vậy thì trong cái bài số 12 cũng có một hoạt động liên quan đến cái việc lập kế hoạch học tập cho học sinh. Tức là nếu như học sinh thích cái ngành nghề nào đó thì hãy lập cái kế hoạch học tập sau khi mà tốt nghiệp trung học cơ sở để mà từ đó các em có cái định hướng tương lai cho bản thân mình. Thì đấy là cái gợi ý về mục tiêu mà chúng ta diễn đạt như vậy. Và từ những cái mục tiêu này thì chúng ta có căn cứ để chúng ta xây dựng các cái nội dung bài học. Và thông thường ấy, thì với cái cách cấu trúc chương trình giáo dục phổ thông mới và với những cái định hướng của bộ cho các nhà trường và các giáo viên thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động xây dựng cái thời khóa biểu cho một bài 2 tiết hoặc 3 tiết chúng ta có thể dạy trong một cái buổi học để mà đảm bảo được cái mạch hoạt động, các cái hoạt động nó diễn ra liền mạch và nó thúc đẩy thuận lợi hơn cho cái việc góp phần hình thành và phát triển phẩm chất cũng như năng lực cho các em học sinh. Các thầy cô chú ý là riêng cái hoạt động vận dụng ấy thì có nhiều bài là các em phải thực hiện ở ngoài lớp học hay là phải về nhà để mà tìm hiểu thực tế mà vận dụng. Đấy, và sau đó thì báo cáo cái kết quả đó với giáo viên, với lớp học ở những buổi học sau. Những nội dung khác thì các thầy cô đọc ở trong tài liệu. Về cấu trúc của hoạt động dạy học và cấu trúc bài học thì ban nãy thầy Khanh cũng nói rồi. Mỗi một hoạt động thì chúng ta chỉ cần trình bày mục tiêu và tổ chức thực hiện thôi, chứ chúng ta không trình bày nội dung và sản phẩm nữa. Bởi vì như thế nó rất là dài dòng và nó không cần thiết. Nó làm cho cái giáo án của chúng ta, cái kế hoạch bài dạy của chúng ta, bài học bài dạy ấy, nó rườm rà, đúng không? Các cái nội dung khác các thầy cô đọc vào trong tài liệu giúp chúng tôi.
Đây là cái gợi ý đúng không ạ, mà chúng tôi đã trích ra ở trong 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 sách giáo viên về hoạt động, rồi là trong hoạt động thì có mục tiêu rồi có tổ chức thực hiện, thì đây chỉ là cái gợi ý chung nhất và tập trung gợi ý để mà trả lời các câu hỏi. Thế và có thể các cô nghiên cứu kỹ những cái gợi ý này ở trong sách giáo viên để mà mình sẽ thiết kế cái hoạt động, cái nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện. Giao nhiệm vụ thế nào, thực hiện nhiệm vụ ra làm sao, báo cáo kết quả như thế nào, đánh giá như nào để cho nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của bản thân cái lớp của mình dạy. Tương tự như vậy đối với module chế biến thực phẩm, ví dụ như bài 6 an toàn vệ sinh thực phẩm 2 tiết đúng không ạ, thì chúng ta thấy là mục tiêu về mặt kiến thức chúng ta chỉ trình bày những cái nội dung cơ bản thôi, một là mối nguy an toàn thực phẩm, rồi là các nhóm mối nguy hay là hậu quả khi tiếp xúc với các mối nguy an toàn thực phẩm, đấy chính là nội dung về kiến thức. Thế hoặc là phòng ngừa, các cái cách phòng ngừa các cái mối nguy an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Tương tự như vậy về mặt năng lực nhận thức thì năng lực công nghệ thì chúng ta cũng chia ra năng lực nhận thức công nghệ và năng lực đánh giá công nghệ. Thế ở hai cái bài số 12 trong cái module trồng cây ăn quả và bài số 6 module chế biến thực phẩm thì chúng ta thấy là cũng có hai cái nhóm tương tự về mặt mục tiêu năng lực công nghệ, đó là nhận thức công nghệ và đánh giá công nghệ. Và tương tự như vậy thì năng lực chung thì cũng có năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, về phẩm chất thì có phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm, về tiến trình dạy học thì các cái hoạt động mà chúng tôi đã gợi ý ở trong tài liệu các thầy các cô có thể đọc ở trong đó để mà làm cái cơ sở gợi ý cho mình, và từ đó mình cụ thể hóa cho nó tốt hơn. Về kiểm tra đánh giá thì báo cáo thầy cô là về mặt lý thuyết, về mặt khung chúng tôi không trao đổi ở đây nữa. Có những cái căn cứ để mà đánh giá, và cái khó của các thầy các cô chính là cái việc xây dựng bản đặc tả rồi ma trận đề cũng như là xây dựng đề. Thế thì cái khái niệm về cái căn cứ này đấy, rồi là cái khái niệm về bản đặc tả như nào, ma trận như nào thì chúng ta đã rõ ở những cái đợt tập huấn trước cũng như là ban nãy thầy Khanh đã giới thiệu. Bây giờ thì tôi xin được trao đổi nhanh một chút về cái bản đặc tả đối với hai cái module của chúng ta là module chế biến thực phẩm và module trồng cây ăn quả. Với một cái giả định là đây là cái thiết kế cho cái bản đặc tả để kiểm tra cũng như là ma trận đề kiểm tra cho cái kiểm tra 45 phút bằng cái hình thức là câu hỏi trắc nghiệm khách quan với câu hỏi tự luận. Cách như tính điểm học kỳ vân vân thì các thầy cô đã quen rồi, tôi cũng trình bày ở đây nữa. Đây về bản đặc tả đấy, thì đây là cái khung bản đặc tả đúng không ạ, nó có 8 cái cột. Cột thứ nhất là thứ tự, cột thứ hai là nội dung kiến thức, cột thứ ba là đơn vị kiến thức, cột thứ tư là mức độ kiến thức kỹ năng cần kiểm tra đánh giá, cột thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là các cái mức độ nhận thức. Trong đó thì chia thành 4 mức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thì đấy là cái logic của cái cột trong bản đặc tả để kiểm tra như vậy. Bây giờ đối với mô đun trồng cây ăn quả chẳng hạn, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có cái cột số thứ tự thì chúng ta không cần quan tâm nữa. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái cột thứ nhất là cái cột thứ hai là nội dung kiến thức, thì đây chính là các cái chủ đề. Để chúng ta sẽ kiểm tra những chủ đề nào chúng ta viết nó vào đây. Thì chúng ta sẽ phải bám vào cái kế hoạch ban nãy chúng ta đã lập đúng không ạ? Cái kiểm tra giữa kỳ thì nó sẽ đến bài nào, đến chủ đề nào thì chúng ta sẽ liệt kê vào chỗ này. Sau đó thì chúng ta liệt kê đơn vị kiến thức chính là tên các cái bài ở trong cái chủ đề đó mà chúng ta cần kiểm tra. Tiến trình xây dựng bản đặc tả thì nó có 4 cái bước. Bước 1 là xác định phạm vi kiểm tra đánh giá định kỳ. Đấy, đó chính là xác định chủ đề bài học này. Bước 2 là lập nội dung cột 2 là nội dung kiến thức, và lập nội dung cột 3 là đơn vị kiến thức. Cái khó nhất là cái bước 4 là lập nội dung cột 4, thì nhiều thầy cô hay nhầm lẫn và cũng có nhiều thầy cô nói là khó lập. Thì chúng tôi sẽ giải thích cho một chút. Bước số 4 là điền con số vào các cột 5, 6, 7, 8.
thì tôi sẽ không đi, tôi sẽ đi nhanh một chút. Đối với mô đun trồng cây ăn quả thì bước 1 xác định phạm vi kiểm tra đánh giá. Thì theo cái cấu trúc cái phân bổ thời lượng mà ta đã phân tích bên trên ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra chủ đề 1 bài 1 3 tiết, chủ đề 2 6 tiết, bài 2 bài 3 bài 4, và chủ đề 3 chúng ta sẽ kiểm tra 6 tiết ở bài 5 và bài 6. Như vậy là chúng ta dạy hết 15 tiết thì chúng ta sẽ kiểm tra, đúng không? Đấy, và như vậy thì chúng ta sẽ có cái bản đặc tả ở cái cột số 1, cái cột số 2 và cột số 3 như bên trên. Đấy. Cột số 2 thì có 3 cái nội dung lớn, đó là giới thiệu chung về cây ăn quả, các phương pháp nhân giống vô tính một số loại cây ăn quả, kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả phổ biến. Thế còn tên các cái bài thì chúng ta sẽ đưa vào cái mục đơn vị kiến thức, đó là đặc điểm chung về cây ăn quả, nhân giống vô tính cây ăn quả và thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép đoạn cành, thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp dung cành, thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành, và đối với cái gì ạ, kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây loại cây ăn quả phổ biến. Thì ban nãy chúng ta thấy là chúng ta có giới thiệu về mặt lý thuyết 5 cái loại cây ăn quả phổ biến. Thì đối với cái kiểm tra nửa học kỳ này chúng ta chỉ kiểm tra hai loại thôi, đó là kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cây thanh long. Thế và bước số 3 là chúng ta lập nội dung cột 4 bằng cách là phân tích mục tiêu giữa các chỉ báo để thể hiện các cái mức độ nhận biết thông hiểu và dùng nguồn giống cao. Ví dụ như là ở cái bài chủ đề 1 và bài 1 đặc điểm chung về cây ăn quả, thì chúng ta sẽ phân chia cái yêu cầu cần đạt phân tích ra thành các cái chỉ báo về các cái cấp độ khác nhau. Và cụ thể đây đó là chúng ta chia thành 3 cái yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, về vai trò đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. Ở mức độ thông hiểu chúng ta có 2 cấp độ yêu cầu về mặt phân tích, đó là phân tích đặc điểm thực vật học và cái thứ hai phân tích được yêu cầu ngoại cảnh của một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương. Đấy, thì cái bài bài một như vậy, và tương tự như vậy bài 2 thì nhân giống vô tính cây ăn quả và thực hành nhân giống cây vô tính cây ăn quả bằng phương pháp đoạn cành, thì chúng ta thấy là cái yêu cầu cần đạt về mặt nhận biết nó rất là nhiều, bởi vì nó có một loạt các cái khái niệm nhân giống vô tính cây ăn quả này, khái niệm nhân giống vô tính bằng ghép đoạn cành, bằng dâm cành, bằng chiết cành. Thế và đối với các cái nội dung thực hành thì chúng ta thấy rõ ràng là học sinh cũng phải biết được các cái loại dụng cụ, các loại vật liệu, rồi là thời vụ nào ghép cành phù hợp, hay là quy trình để mà ghép cành thì nó diễn ra theo các cái bước như nào thì mới thực hiện được cái việc ghép cành. Và sau khi ghép cành thì mình đánh giá các cái tiêu chí ghép đoạn cành như thế nào. Thì đấy là cái nội dung yêu cầu nhận biết. Thế còn yêu cầu về thông hiểu chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho học sinh giải thích được các cái bước nhân giống bằng phương pháp ghép đoạn cành. Thứ hai là đánh giá được cái kết quả thực hành nhân giống một phương pháp đoạn cành. Và cấp độ 3 là cấp độ vận dụng, chính là cấp độ thực hiện, tức là thực hiện được kỹ thuật nhân giống cây ăn quả phổ biến ở địa phương bằng phương pháp ghép đoạn cành. Và cái cấp độ nâng cao có nghĩa là nhân giống được một số loại cây ăn quả phổ biến ở địa phương. Thì đây là cái cấp độ rất là cao, tức là các em phải thực áp dụng thực tiễn ở gia đình và địa phương để mà mình nhân giống được một số loại cây ăn quả phổ biến. Tương tự như vậy, ở các cái nội dung và các cái đơn vị kiến thức tiếp theo về thực hành nhân giống quả của tôm canh, chúng ta cũng có 3 cái yêu cầu nhận biết, ba cái hai cái yêu cầu thông hiểu, một yêu cầu vận dụng, một yêu cầu vận dụng cao. Ở nội dung nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành cũng tương tự như vậy, chúng ta có 3 cái yêu cầu nhận biết, 2 cái yêu cầu thông hiểu và 2 cái yêu cầu vận dụng. Đấy. Sang phần cái đơn vị kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài thì chúng ta có 3 cái yêu cầu cần đạt về mặt nhận thức. Chúng ta có 2 yêu cầu cần đạt,
về mặt thông hiểu và một yêu cầu về cần đạt về mặt ứng dụng. Tương tự như vậy, cây thanh long cũng như thế. Các cái yêu cầu nó cũng tương tự như là đối với cây xoài. Và như vậy thì sau khi xác định được các cái yêu cầu cần đạt tối thiểu như vậy, thì chúng ta có thể điền vào các cái cột 5, 6, 7, 8. Đấy, nhận biết chúng ta có 3 ý. Đúng không? Thì trong cái đặc điểm của thực vật học ấy, thì nó có đặc điểm của rễ này, của thân, của cành, của lá, hoa quả, trong các yêu cầu ngoại cảnh của gì ạ? Của cây ăn quả thì nó có những yêu cầu về nhiệt độ, về ánh sáng, về độ ẩm, về đất, rồi về gió. Mình có thể xác định được cái số câu hỏi theo mức độ nhận thức ở mức độ nhận biết một cách rất cụ thể như vậy, và tương tự như vậy các mức khác cũng như vậy. Phân tích được yêu cầu ngoại cảnh, cũng có thể yêu cầu học sinh phân tích được các cái yếu tố khí hậu thời tiết liên quan yêu cầu ngoại cảnh như là nhiệt độ, độ ẩm, đất, rồi là ánh sáng hoặc là gió. Thì đấy là những cái ví dụ mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ phân tích nó ra để chúng ta xác định cái khả năng mà có thể thiết kế được cái số câu hỏi theo mức độ nhận thức đấy, một cách tối đa như nào. Tương tự như vậy ở các cái diện, các cái nội dung, rồi đơn vị kiến thức tiếp theo. Và như vậy thì chúng ta sẽ cuối cùng chúng ta cộng tổng lại để chúng ta biết là cái số câu mức độ nhận biết thông hiểu vận dụng cao nó có số lượng như nào, thì đó chúng ta xác định xem là chúng ta có cần phải điều chỉnh gì không cho nó phù hợp với cái việc thiết kế ma trận sau này. Về ma trận đề kiểm tra giữa kỳ thì báo cáo thầy cô là chúng tôi dựa trên cái số lượng câu hỏi ban nãy thì đã gợi ý để mà xác định ma trận kiểm tra học kỳ 1, giữa học kỳ 1, bao gồm có các nội dung ở chủ đề 1, 2, hai nội dung ở chủ đề 3 là kỹ thuật trồng trong các cây xoài và kỹ thuật trồng cây thanh long. Thế và với mỗi một cái nội dung này thì chúng ta sẽ phải xác định cái số câu hỏi mức độ nhận biết, số câu hỏi mức độ thông hiểu, rồi số câu hỏi mức độ vận dụng. Về thời lượng thì chúng ta phân bổ là 0,7 phút cho một cái câu nhận biết. Không phải 15 phút, và cái thứ hai là 1,5 phút cho một cái câu ở mức độ thông hiểu. Thế và 7,5 phút cho một câu mức độ vận dụng. Và tương tự như vậy các cái ô tiếp theo. Và chúng ta sẽ có là ở đây là gợi ý là tổng số câu mức độ nhận biết 12 câu mức độ thông hiểu, hai câu mức độ vận dụng và không có câu nào mức độ vận dụng cao. Tổng là 28 câu trắc nghiệm và hai câu tự luận. Cái cách thiết kế này thì cái số câu hỏi nó có vẻ hơi nhiều. Đấy, tuy nhiên thì nó sẽ đảm bảo là cái tính phổ quát, tính bao phủ rất là lớn cho học sinh khi mà thực hiện cái bài kiểm tra bằng cái phương pháp trắc nghiệm. Đấy. Ví dụ xây dựng mô đun chế biến thực phẩm thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta có xác định cái phạm vi kiểm tra là chúng ta sẽ kiểm tra chủ đề 1 và toàn bộ nội dung của chủ đề 1 và yêu cầu cần đạt của chủ đề 1. Thứ hai là chúng ta có cái kiểm tra chủ đề 2 ở cái bài số 7 với yêu cầu là chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và bằng nước nóng như là món luộc, món nấu rồi món kho. Tổng số đây là 15 tiết. Tương tự như vậy lập nội dung cột 2 và cột 3. Chúng ta cũng liệt kê nó ra. Tương tự như vậy chúng ta có cái gì ạ? Có cái phân tích để các thầy cô tham khảo thôi. Nếu các thầy cô sẽ chủ động dựa vào cái vốn của mình và cái yêu cầu thực tiễn của mình, rồi cái trao đổi với đồng nghiệp của mình để mà mình thiết kế cho nó rõ hơn. Cái này các thầy cô đọc vào trong tài liệu nhé. Chúng tôi đấy, và cuối cùng chúng ta cũng điền cái số câu hỏi vào trong các cái mức độ nhận thức. Đấy, chúng ta có cái bảng như vậy. Và để rút gọn ấy, thì nó cũng có một cái cách đối với cái bảng này là chúng ta có thể phân tích riêng các cái
mức độ nhận biết thông hiểu vận dụng cao riêng ở một cái phái khác, và trong này thì mình có thể rút ngắn nó lại ở mức độ nhận biết mình có mấy cái chỉ báo thì mình đóng mở ngoặc nó vào đây thôi, ví dụ như 5 chỉ báo hay 3 chỉ báo thì chúng ta có thể viết nó vào đây như thế cũng được để cho nó gọn và nó không rườm rà cái bảng của chúng ta. Chúng ta phải để riêng cái phần phân tích còn ở một cái bảng khác, khu vực khác. Về ma trận đề kiểm tra giữa kỳ thì dựa vào gì ạ? Cái bản đặc tả đó thì chúng tôi gợi ý cho thầy cô cái bảng cái kiểm cái ma trận kiểm tra giữa kỳ của mô đun chế biến thực phẩm môn công nghệ 9. Nó cũng gồm có 16 câu trắc nghiệm khách quan ở mức nhận biết, 12 câu ở mức thông hiểu, 2 câu mức độ vận dụng và không có câu nào mức độ vận dụng cao. Tổng số là 28 câu tự luận trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Về tỷ trọng giữa nhận biết thông hiểu với vận dụng và vận dụng cao là 70 trên 30. Đây là cái tỷ trọng phù hợp. Các nội dung khác các thầy cô đọc tài liệu giúp chúng tôi nhé. Các cái câu hỏi kiểm tra thì tùy theo nội dung mà nó sẽ có những cái sử dụng những cái câu hỏi khác nhau, nhưng mà phần lớn đối với câu trắc nghiệm khách quan thì chúng ta sử dụng cái câu trắc nghiệm khách quan đa phương án. Có một phương án đúng, ví dụ như là cái câu số 1, cây ăn quả á nhiệt đới phân hóa mầm hoa thuận lợi ở khoảng nhiệt độ nào? A là trên 20 độ, B là từ 10 đến 20 độ, C là dưới 10 độ và D là dưới 0 độ. Thì chúng ta sắp xếp cái trật tự này nó theo cái logic là từ lớn đến nhỏ đúng không ạ? Từ A đến D, và cái đáp án đúng của nó là phương án B là từ 10 đến 20 độ C. Hoặc là ngày có thời tiết thuận lợi để thực hiện ghép cây ăn quả là ngày nào, có đặc điểm gì? Đấy, là ngày có nắng và mưa, ngày ẩm ướt, ngày khô ráo, ngày có gió lạnh. Như vậy đáp án C sẽ đáp án đúng. Thế hoặc là đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm chẳng hạn, thì trong chất các chất dưới đây, chất nào không cung cấp năng lượng? Tinh bột, đường, chất xơ, chất béo. Tuy nhiên đáp án đúng của chúng ta là thì chất xơ, phương án C. Em nên lựa chọn loại rau nào sau đây cho bữa ăn gia đình? Rau tươi vừa thu hoạch, rau đã héo, lá có màu vàng, rau mềm nhũn có mùi lạ, rau được bảo quản trong tủ lạnh 2 tuần. Thế như vậy là đương nhiên là nên chọn phương án A là rau tươi vừa thu hoạch, bởi vì nó còn tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Đấy, các cái đánh giá của trắc nghiệm thì các thầy cô tự đọc trong tài liệu. Về đề kiểm tra các thầy cô tự thiết kế nhé. Đấy, báo cáo thầy cô là chúng tôi trong một cái thời lượng rất là ngắn gọn thì cũng có trao đổi với thầy cô những cái nội dung cốt lõi của hai cái module là module trồng cây ăn quả và module chế biến thực phẩm thuộc bộ sách Cánh Diều do nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, để các thầy cô nắm được và từ đó các thầy cô có những cái gợi ý cho cái việc thiết kế kế hoạch bài dạy, kế hoạch kiểm tra đánh giá và tổ chức dạy học cho các em học sinh. Nếu như có vấn đề gì cần liên hệ thì các thầy cô có thể liên hệ với chúng tôi theo cái thông tin liên hệ ở trên slide để được trợ giúp với nhóm tác giả module trồng cây ăn quả. Thì gồm có tiến sĩ Vũ Đình Hải là chủ biên, có giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền và thạc sĩ Phạm Thị Bích Phương là tác giả. Các tác giả thuộc khoa nông học, chuyên nghiên cứu về các cái loại cây ăn quả, cây rau màu, cây dược liệu vân vân viết. Thế còn các tác giả liên quan đến mô đun chế biến thực phẩm thì có phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Lan Hương là chủ biên, tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan là tác giả và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy là tác giả. Thì phó giáo sư Trần Lan Hương cũng là chủ biên của cái cuốn sách công nghệ lớp 6. Thế còn tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải là chủ biên cây ăn quả thì là tác giả của môn công nghệ lớp 10. Thì chúng tôi thế còn cái nhóm tác giả của mô đun chế biến thực phẩm thì cũng là các nhà giáo giảng viên, các nhà khoa học thuộc khoa công nghệ thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này, cho nên là cũng đã cố gắng để thiết kế các cái bài học một cách tường minh để hỗ trợ cho cái việc tổ chức dạy học cho các thầy các cô. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô đã chú ý lắng nghe. Xin ý kiến các thầy các cô xem là có vấn đề gì các thầy cô cần trao đổi không ạ? Thì các thầy cô có thể nói hoặc là gõ phần chat để chúng tôi giải đáp cho các thầy các cô ạ. Vâng, xin ý kiến các thầy các cô ạ. Chỉ còn ít phút thôi. Vâng. Thầy cô có câu hỏi gì không ạ?
Vâng, xin hỏi là các thầy các cô có nghe rõ không ạ? Các thầy các cô có câu hỏi gì cần trao đổi với báo cáo viên không ạ? Thì chúng tôi sẽ trả lời các thầy các cô. Còn nếu mà các thầy cô không có câu hỏi gì thì các thầy các cô có thể tiếp tục nghiên cứu slide báo cáo rồi cái tài liệu tập huấn. Và hôm nay thì nó cũng không có nhiều thời gian cho nên là các thầy các cô có thể vui lòng vào cái trang học 10.vn. Thì bạn kỹ thuật viên có thể gửi cái link của cái trang học 10.vn là cái module trồng cây ăn quả cũng như là module chế biến thực phẩm để các thầy cô có thể vào đó, có thể cô xem trực tiếp hoặc là tải một số cái tài liệu về để mà chúng ta thuận lợi cho cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu tiếp theo, phục vụ cho cái việc dạy học là tốt nhất từ năm học 2024-2025 đối với hai module này. Thì báo cáo có thể các cô là bây giờ thì cũng 11 rưỡi rồi, cũng đã khá muộn rồi, thay mặt cho nhóm tác giả và báo cáo viên, biên tập viên và công ty VPIC, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến các thầy, các cô giáo, các nhà quản lý của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cũng như các thầy cô lãnh đạo phòng giáo dục trung học và các phòng giáo dục trung học của các cái huyện, các quận các đã quan tâm để mà ủng hộ cho bộ sách cánh diều, đặc biệt là sự có mặt của các thầy các cô ở tại các cái trường phổ thông, trong đó thì có các thầy các cô phụ trách giảng dạy bộ môn công nghệ lớp 9 đã dành thời gian buổi sáng ngày hôm nay để lắng nghe tôi và thầy Nguyễn Trọng Khanh trao đổi những cái nội dung cốt lõi liên quan đến môn công nghệ lớp 9 ở hai cái nội dung chủ đạo, đó là nội dung bắt buộc là cái phần định hướng nghề nghiệp 17 tiết và cái nội dung thứ hai là nội dung trải nghiệm nghề nghiệp ở ba cái mô đun, đó là mô đun công nghiệp là về lắp đặt mình ở trong nhà, mô đun nông nghiệp là về trồng cây ăn quả và mô đun dịch vụ là về chế biến thực phẩm. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ của chúng tôi sẽ làm rõ phần nào cái sự quan tâm của thầy các cô về những cái nội dung dạy học này và để cho nó thuận lợi trong cái quá trình mà tổ chức dạy học trong thời gian tới thì chúng tôi rất mong các thầy các cô sẽ tiếp tục quan tâm để mà nghiên cứu sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu tập huấn, nghiên cứu sách giáo viên, rồi sách bài tập và một số những cái tài liệu bổ trợ ở trên trang học 10.vn. Đồng thời là các thầy cô cũng có thể vào trang học 10.vn hoặc là trên YouTube, chúng tôi cũng đã up các cái một số cái bài tiết giảng mẫu ở trên đó để mà chúng ta tham khảo cho cái việc thiết kế kế hoạch bài dạy cũng như là tổ chức dạy học cho các em học sinh từ năm học 2024-2025. Xin kính chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, có nhiều thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp của mình. Chúc sự nghiệp giáo dục của các nhà trường trung học cơ sở, các cái phòng giáo dục và sở giáo dục đào tạo của tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ninh sẽ đạt thêm nhiều thắng lợi mới khi mà áp dụng cái chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là đối với lớp 9 từ năm học 2024-2025. Chúng tôi xin gửi lời kính chào và xin tạm biệt các thầy các cô ở đây và kính chúc các thầy các cô, các cái đồng chí lãnh đạo quản lý có một bữa trưa vui vẻ bên người thân và gia đình và xin hẹn gặp lại các thầy các cô ở những cái chương trình tập huấn hay là những cái hoạt động chuyên môn tiếp theo. Nếu như có một cái vấn đề gì cần liên hệ, cần trao đổi, các thầy các cô sẵn lòng liên hệ về công ty VPIC hoặc liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại mà chúng tôi đã gửi trên cái